Hôm trước thì chúng ta đang dừng lại ở phần vẽ sơ đồ mạng và chúng ta cũng đã trải qua ví dụ số 1 để vẽ sơ đồ mạng. Thế chỉ có điều là sau 1 tuần thì cô cũng không biết là các em có còn nhớ hoặc là có nhớ được những cái nội dung chính liên quan tới việc lập sơ đồ mạng hay không. Thế thì cô cũng sẽ dành một vài phút để cô nhấn nhá lại những cái ý chính để cho chúng ta, tức là những cái này là nó hỗ trợ cho mình vẽ sơ đồ mạng ấy. Thế thì trong việc trong để lập sơ đồ mạng ấy thì có hai cái nội dung rất là cần phải lưu ý, đó chính là quy tắc lập và lưu ý lập. Trong hai nội dung này thì cô rất nhấn mạnh ở cái phần lưu ý, bởi vì nó hỗ trợ chúng ta rất tốt trong để cho chúng ta lập được một cái sơ đồ mạng. Thì ở đây có mấy cái ý như thế này: tất cả những công việc không có công việc đứng trước thì sẽ xuất phát từ sự kiện số 1 đó. Thế thế thì có nghĩa là khi chúng ta nhìn dữ liệu bài ấy, đây ạ, đấy, thì trong dữ liệu bài kiểu gì cũng cho chúng ta biết được là có những công việc nào không có công việc đứng trước, đúng không? Ví dụ những cái công việc không có công việc đứng trước thì tức là ở dòng công việc trước nó không sẽ thể hiện cái gì, thì đấy chính là công việc không có công việc đứng trước, đó là công việc đầu tiên của dự án, và cũng chính vì vậy mà nó sẽ xuất phát từ sự kiện số 1. Đấy. Những công việc có chung một hay nhiều công việc đứng sau sẽ hội tụ tại một sự kiện. Thì khi nhìn vào đề bài ấy, thì cái tín hiệu để cho chúng ta biết là đâu là những cái công việc mà có chung một hay nhiều công việc đứng sau ấy, đó chính là chúng ta nhìn vào dòng công việc trước, chúng ta thấy là nó đứng chung vào một ô như thế này này. Đó. Thì khi nhìn vào có dòng công việc trước mà chúng ta thấy là gì? Có những công việc đứng chung vào một ô như này thì có nghĩa là những công việc này nó hội tụ tại một sự kiện. Đó. Thế thì khi chúng ta nhìn này thì chúng ta định hướng để chúng ta vẽ. Khi chúng ta giả sử chúng ta nhìn này thì chúng ta vẽ công việc A là công việc đầu tiên là từ xuất hiện từ sự kiện một rồi nhá, thì dễ rồi. Nhưng đến công việc C thì lúc này chúng ta sẽ xem là chúng ta biết là C với A hội tụ, thì lúc này chúng ta sẽ có hướng chúng ta vẽ luôn công việc C đi theo chiều nào, đúng không? Đấy, thì lúc đấy là nó sẽ dễ dàng để vẽ hơn. Cái ý thứ tư: các công việc không có công việc đứng sau thì sẽ hội tụ tại sự kiện hoàn thành. Tức là gì ạ? Khi mà chúng ta nhìn thấy cái ở cái dòng công việc trước, dòng thứ ba này này, đấy, mà chúng ta thấy có những cái công việc nó không xuất hiện ở đây thì có nghĩa đấy là chính là cái công việc cuối cùng của dự án và nó sẽ đi vào sự kiện hoàn thành. Thì đây chính là cái lưu ý mà nó hỗ trợ chúng ta rất là tốt, và cũng từ lưu ý đấy thì cô cũng chỉ lên trên bài để chúng ta nhận diện được, tức là nhìn tổng thể bài chúng ta sẽ nhận diện được là các cái công việc nó đi theo hướng nào hoặc là công việc nào nó có thể nó sẽ hội tụ ở đâu đấy, để mình nó sẽ hỗ trợ mình vẽ được nhanh hơn và dễ hơn. Thì hôm trước chúng ta đã dừng lại ở ví dụ số 1 này. Và ở ví dụ 1 này là chúng ta đã hoàn thành trong tất cả các phần, đúng không? Bao gồm có là liệt kê các đường này, đúng không? Đã xác định được đường găng này. Rồi cách trả lời về đường găng này. Chúng ta ký hiệu đường găng trên sơ đồ mạng này, đúng không? Đấy, đấy là những nội dung đã được lưu ý ở ở trong ví dụ số 1. Và ở đây thì công việc B, công việc C, công việc D là công việc nằm trên đường găng. Và nó còn có tên là gì nhỉ? Mình còn gọi nó là công việc gì? Lớp còn nhớ không? Ồ, lớp mình ơi, em đâu rồi? Có nhớ không nhỉ? Công việc B, công việc C, công việc D là những công việc nằm trên đường găng, và mình sẽ gọi nó là công việc gì? Công việc rằng Cô nhắc lại nhá, nào, công việc B này, B này, công việc C này, công việc D là những công việc nằm trên đường răng, đúng không? Thế do đó nó sẽ được tên có còn được gọi tên là công việc răng. Đó, các công việc nằm trên đường răng thì sẽ được gọi là công việc răng. Đấy, ví dụ ở đây là công việc B là công việc răng, công việc C là công việc răng và công việc D là công việc răng. Thế bây giờ chúng ta còn hai công việc nữa là công việc A và công việc E. Đấy. Thế thì công việc A và công việc E thì đây là những công việc không nằm trên đường răng. Thế thì chúng ta sẽ gọi chúng là công việc gì? Công việc không răng. Đó. Thế thì chúng ta nhớ giúp cô cái thuật ngữ này nhá. Những công việc nằm trên đường răng thì sẽ gọi là công việc răng. Còn những công việc không nằm trên đường răng thì sẽ gọi là công việc không răng. Đấy, thì cái thuật ngữ này mình sẽ sử dụng rất là nhiều ở trong các cái phần sau. Đấy.
Đấy, thế đây là ví dụ số 1 ạ. Bây giờ chúng ta chuyển sang ví dụ số 2. Và các em cách cho cô 4 mặt trang nhé. Cô đã dặn rồi đấy. Mỗi ví dụ cô cần 4 mặt trang. Thế do đó mình xong ví dụ 1 rồi. Các em cách tổng số là 4 mặt trang. Dành ví dụ 4, 1, 4 mặt trang. Chúng ta chuyển sang một cái mặt, cái trang mới. Và chúng ta đi vào ví dụ số 2. Nhớ cách 4 mặt trang cho cô nhé. Và chúng ta ghi thông tin ví dụ số 2 vào. Và cũng thử vẽ ra nháp xem là ở ví dụ số 2 này với những quy tắc với những cái lưu ý mà trường mình đã được tiếp cận ấy, thì nó có gì làm cho mình bị mắc mắc trong quá trình vẽ hay không? Ta đang mắc ở công việc gì ạ? Recording in progress. Chúng ta viết xong đề bài chưa? Vẽ chưa? Và bây giờ đang mắc ở công việc gì? Kiểu C. À, công việc Công C. C. Rồi. Thế bây giờ nhá, theo về lý thuyết thì chúng ta sẽ thấy này, theo đúng hướng dẫn thì AB là hai công việc không có công việc đứng trước, do đó nó sẽ xuất phát từ việc số 1, đúng không ạ? Đấy. Và đồng thời nữa, nhìn vào dòng công việc trước thì mình cũng thấy là AB nó đứng chung ở một ô, thì điều này ngầm để cho chúng ta hiểu rằng là AB nó lại phải hội tụ thành một sự kiện. Thế thì có nghĩa là và trên thực tế thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta vẽ được yêu theo kiểu dạng như là hai cái công việc cùng xuất phát từ một sự kiện sau đó lại cùng hội tụ một sự kiện như thế này được đâu, đúng không? Không bao giờ vẽ được như thế này đó. Thế thế thì trong tình huống này thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái ký hiệu hỗ trợ. Đấy, chúng ta sẽ phải sử dụng công việc giả để chúng ta hỗ trợ minh họa cái mối quan hệ trước sau hoặc là minh họa cái tính hội tụ giữa các cái cộng của các cái công việc. Đấy. Ví dụ trong tình huống này chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có công việc A này. À. Đây, A đây. Và B đây. Đúng không? Đó. Rồi. Thế bây giờ thì AB thì đang không thể hội tụ được như như là cái cách mình vẫn vẽ thường thường ngày. A đây là 6 tuần. B 5 tuần. Rồi. Thế thế thì lúc này chúng ta sẽ phải sử dụng một cái công cụ đó là công việc giả để chúng ta minh họa cái tính hội tụ giữa A và B. Đấy. Cụ thể như sau. Công việc giả chúng ta vẽ bằng cách hình nào ấy nhỉ? Chúng ta dùng ký hiệu gì? Chúng ta có nhớ không? Hết đứt ạ. Mũi tên nét đứt, đúng không? Đó nhá. Thế thì ở trong vở chúng ta sẽ sử dụng mũi tên nét đứt cho cô nhá. Thế còn trên ở Zoom ấy thì do là không có cái ký hiệu về nét đứt, mũi tên nét đứt. Đấy, thế do đó cô sẽ dùng màu khác cô vẽ nhá. Đấy. Thì các em lưu ý là cái mũi tên màu vàng của cô ấy nó chính là minh họa cho mũi tên nét đứt nhá. Đây, thế chúng ta sẽ sử dụng một cái mũi tên nét đứt để chúng ta minh họa cái tính hội tụ giữa A và B.
Đấy, thì nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy là B này. Và sau đó thì A có hội tụ với B này, đúng không? Để sau đó công việc C được làm. Thế thì đây chính là cái minh họa cho, đây chính là cái minh họa cho cái tình huống là công việc C là sau AB. Đó. Đó. Đây là C là sau AB. Thế thì ở đây chúng ta thứ nhất là cái mũi tên đứt này nó minh họa cái tính hội tụ, tức là A hội tụ với B. Đồng thời nếu mà nhìn ở công việc thì chúng ta đã thấy là C là sau B và sau cả A nữa. Đấy, thì đây chính là cái cách vẽ và cách dùng công việc giả để chúng ta minh họa mối quan hệ giữa các công việc. Đấy, như vậy là chúng ta có công việc C. Bây giờ chúng ta còn công việc D nữa, đúng không? Thì công việc D là công việc sau A. Đấy, và ở đây chúng ta sẽ thấy là công việc C và công việc D thì không xuất hiện ở dòng công việc trước. Thế có nghĩa là C và D nó sẽ hội tụ tại sự kiện gì? Sự kiện hoàn thành. Chưa đổi hình. Nó sẽ hội tụ tại sự kiện hoàn thành, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ cho C và D hội tụ tại một sự kiện. Và đây chính là công việc D. Công việc D là 10 tuần. Đó. Thế thì sau khi mà đã xong, như vậy đã xong hết các công việc rồi đấy, đủ 4 công việc rồi đó, đúng không? Thế thì sau khi vẽ xong rồi thì lúc này chúng ta sẽ đánh số sự kiện nhé. Thì đây là sự kiện số 1. Đấy, sự kiện số 2 mình sẽ đánh ở đâu? Chúng ta quan sát sơ đồ mạng. Sự kiện số 2 nên đánh ở đâu là hợp lý? Tức là sau khi A kết thúc, đúng không? Đây là số 2. Và sau khi B kết thúc, tức là tại B và A hội tụ, đây là sự kiện số 3. Và cuối cùng nó là sự kiện số 4. Đó. Thì đây là sơ đồ mạng của ví dụ số 2. Chúng ta vẽ vào vở nhá. Và nhớ mũi tên vàng của cô chính là mũi tên nét đứt ở trong vở của các em ấy. Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê các đường nối từ sự kiện 1 đến sự kiện cuối theo chiều mũi tên để xác định đường găng. Chúng ta liệt kê cho cô nhé. Và lưu ý là liệt kê cả qua đường có công việc giả. Nhớ là liệt kê cả đường qua công việc giả. AD, AC, BC. AD, AC và BC, chính xác. Đúng rồi đấy. Thế là như vậy bài này chúng ta sẽ có gì? Ba đường, đúng không? À, vừa ai phát biểu cô chưa kịp nhìn tên á. Ngọc Ánh à? Đúng không? Vâng ạ. Ngọc Ánh và T2. Nhà, chúng ta sẽ có các đường như sau. Đường thứ nhất là đường AC. À, xin lỗi, AD bằng 16 tuần, đúng không? Đường AC là bằng 10 tuần. Và đường BC là bằng 9 tuần. Rồi Ánh hoàn thiện nốt cho cô cái ý cuối. Vậy thì đường găng là đường nào? Đường găng là AD ạ. Đường găng là AD và có thể trả lời theo cách như sau. Thời gian, đúng không? Thời gian của dự án là 16 tuần. 16 tuần với đường găng là AD hoặc là tương đương nhá.
Có thể diễn đạt theo một cách khác nữa là gì? Thời gian tối thiểu hoàn thành dự án là 16 tuần với đường găng là A, D. Rồi, thế thì ở đây cô muốn lưu ý cho chúng ta một ý như sau nhá. Là thời gian của dự án là 16 tuần với đường găng là AD và chúng ta còn có một cách diễn đạt nữa, đó là thời gian tối thiểu hoàn thành dự án là 16 tuần với đường găng là AD. Như vậy thời gian tối thiểu hoàn thành dự án nó chính là đường găng, nó chính là đường dài nhất nối từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối theo trường mũi tên. Lớp mình lưu ý nhá, từ giờ trở đi sẽ làm quen nhá, kể cả từ ví dụ 1 trở đi nhìn ngược lại cũng được. Đấy, thì chúng ta sẽ có các cái cách diễn đạt nhá. Đấy, có thể là thời gian của dự án là 16 tuần với đường găng là như thế này, đúng không? Ví dụ ở đây là đường găng là AD. Hoặc là còn có một cách diễn đạt khác, đó là thời gian tối thiểu hoàn thành dự án. Tức là dự án này ấy, tức là về bản chất ấy, chúng ta sẽ thấy là dự án này sẽ cần ít nhất là 16 tuần thì mới xong. Đấy, thì mới hoàn thành. Đấy, chứ không phải là chọn đường ngắn nhất nhá. Đấy, ở đây thời gian tối thiểu hoàn thành dự án nó là đường dài nhất, nó chính là đường găng luôn. Đấy, thế thì lớp mình có thể ghi nó lại đấy, để cho chúng ta nhớ cái cách các cách diễn đạt khác nhau. Đấy, và từ đây sẽ dẫn tới có những cái cách hỏi khác nhau đấy. Đấy, ví dụ cô hỏi các bạn hoặc là trong đề bài cũng có thể hỏi các bạn là hãy vẽ sơ đồ mạng và xác định đường găng của dự án. Thì cái nội dung này cô nghĩ là nhiều bạn cũng quen rồi, đúng không? Nhiều bạn thành thạo rồi, đúng không? Đấy. Cách hỏi thứ hai là hãy vẽ sơ đồ mạng và xác định thời gian của dự án. Thì nó chính là đường găng, đúng không? Và cách hỏi thứ ba đó là hãy vẽ sơ đồ mạng và xác định thời gian tối thiểu hoàn thành dự án. Thế như vậy là có ba cách hỏi. Nhưng mà bản chất thì chúng ta chỉ là gì? Nó sẽ có chung một câu trả lời. Đúng không ạ? Đó chính là gì? Dù hỏi thế nào thì nó cũng chính là đường găng đấy. Đúng không? Nó chính là đường dài nhất nối từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối theo trường mũi tên. Đấy. Thế do đó ở đây các bạn đừng nhầm nhé. Khi nhìn thấy chữ tối thiểu thì đừng nhầm chọn đường ngắn nhất nhé. Đấy. Mà nó chính là đường dài nhất đấy. Rồi, cô cảm ơn Ánh. Và sau khi mà mình đã xác định được đường găng rồi thì chúng ta sẽ ký hiệu đường găng trên sơ đồ mạng nhé. Đây, chúng ta ký hiệu đường găng trên sơ đồ mạng nhé. Và như vậy khi ký hiệu xong thì chúng ta sẽ nhận diện được luôn. Ví dụ như chúng ta không nhìn đến phần trả lời đi, đúng không? Chúng ta chỉ nhìn cái hình vẽ thôi thì chúng ta sẽ cũng nhận được diện được luôn đâu là đường găng, đâu là công việc găng và đâu là công việc không găng. Ở đây công việc AD là công việc găng, còn công việc BC là công việc không găng. Được chưa ạ? Thế thì ở lớp mình có hỏi gì ở ví dụ 2 này không? Có ai thắc mắc gì ở ví dụ 2 không? Chắc không ai thắc mắc gì đúng không? Rồi thế thì ở ví dụ 2 này thì chúng ta có một cái trải nghiệm, có hai trải nghiệm. Trải nghiệm thứ nhất đó là chính là chúng ta sử dụng, chúng ta biết cách sử dụng công việc giả để chúng ta minh họa công việc, đúng không? Đấy, chúng ta minh họa cái mối quan hệ giữa các công việc. Đấy là cái trải nghiệm thứ nhất. Cái trải nghiệm thứ hai mà cái điều này cũng đặc biệt cũng phải rất là phải nhớ. Đó chính là khi liệt kê các đường thì chúng ta phải nhớ liệt kê cả đường qua công việc gì? Qua công việc giả nữa. Nhớ. Thế này thì rất nhiều bạn là hay bị mắc ấy. Tức là khi liệt kê là không có liệt kê đường qua công việc giả đâu. Và bị thiếu. Và nhiều khi thiếu nó ảnh hưởng tới kết quả của bài. Đưa ra kết luận sai. Đấy. Thế chính vì vậy mà khi chúng ta liệt kê, chúng ta nhớ phải liệt kê đường qua công việc giả cho cô. Nhớ cái đấy là buộc phải nhớ đấy. Như vậy là xong ví dụ số 2 ạ. Cô chốt ví dụ số 2 ở đây nhá. Bây giờ này cô mới hỏi lớp mình một ý như sau. Bây giờ trong trường tình huống là từ từ đây ấy, nó mới ra một cái tình huống là nếu như mà có những cái công việc mà cùng xuất phát từ một sự kiện, sau đó nó lại phải hội tụ tại một sự kiện. Đấy, thì chúng ta sẽ vẽ cái các công việc nó như thế này. Đúng không? Vẽ công việc giả ấy, như thế này. Đấy. Bây giờ giả sử cô có một cái tình huống như sau nhá. Đây có gì đây? Ví dụ công việc trước là có A, B và M. Đây cô hết chỗ rồi cô ghi thế này.
Và công việc trước là không có gì. Đây như thế này. Thế có nghĩa là từ sự kiện 1 thì có mấy công việc đi ra? 3 sự kiện đi ra. Công việc gọi là ba, công việc. Rồi 3 công việc đi ra. Thế có nghĩa là tại đây đang ví dụ cô tận dụng luôn cái hình vẽ này. Cô sẽ vẽ có công việc A này, công việc B này và một công việc nữa là công việc M. Đúng không? Đấy, đấy là đây hơi chật một tí. Đấy, đây là công việc M đây. Thế và giả sử như mà M nha. Giả sử cũng công việc C và công việc C này là sau cả A, cả B và cả M thì chúng ta vẽ thế nào? Sau cả A, cả B và cả M thì chúng ta sẽ vẽ thế nào? Tức là lúc này cả A, cả B, cả M phải hội tụ đúng không? Đấy. Thế thì ở đây mình vẽ đường sự kiện giả. Công việc giả gọi là công việc giả. Công việc giả em sẽ vẽ như thế nào? Công việc giả lối từ 2 đến 3 xong rồi từ 3 đến đến cái ô có M. À ha. Đây. Đây này, chúng ta hoàn toàn có thể vẽ như thế này này. À giấy còn chưa đổi màu. Đây cho cô xíu. Chúng ta sẽ vẽ như thế này ạ. Đây. Đây là một cái cách, một cách thôi, tất nhiên còn tùy thuộc vào bài nữa. Đây. Đây là một cái cách để minh họa rằng là công việc C là sau cả A, cả B và cả M. Tất nhiên tùy thuộc vào bài nhá, tùy thuộc vào mỗi bài nữa. Đấy, thế nhưng ở trong tình huống này thì nếu mà chỉ có từng đây công việc thôi thì chúng ta sẽ thấy này, công việc A này, công việc B và công việc M sẽ hội tụ tại cái sự kiện số 3 này chẳng hạn. Ở đây chưa nói đến sự kiện, không nói đến số sự kiện đánh số theo quy tắc nữa mà chỉ là cách vẽ hình thôi. Và sau đó công việc C đi ra thì đây cũng là đây là một cái cách để minh họa là C là sau cả A, B và M. Đấy, nó phản ánh cái tính hội tụ. Thế còn tất nhiên là tùy từng bài để mình quyết định là cái công việc cái mũi tên đấy nó sẽ đi theo chiều nào. Ví dụ như là đôi khi nó có thể theo đúng với ý như vừa rồi hình như bạn Ánh nói thì phải. Đúng không? Đôi khi nó có thể là gì ạ? Lại phải nối xuống đây. Đúng không? Đấy thì cái tùy vào tình huống thực tế. Đó, để chúng ta quyết định là công việc giả đấy đi theo hướng nào. Đấy. Thế thì liên quan cái việc công việc giả đi theo hướng nào ấy thì cô lại có một cái ý như này để cho chúng ta hình dung nhá. Cô xóa cái này đã. Rồi. Giả sử nhá, đây bây giờ cô chưa vẽ D. Đó. Đúng không? Bây giờ cô đang vẽ C. Đúng không? Và C ở đây là phải sau AB. Đấy. Thế thì bây giờ trong tình huống này, nếu như cô không vẽ C như thế này, vẽ mũi tên công việc giả như thế này mà cô vẽ là mũi tên giả đi lên trên. Sau đó thì công việc C làm. Đây C nó ở đây. Để đây. Thì có đúng không? Nó có phản ánh C sau AB không? Trong tình huống này. Có đúng không? Nếu vẽ này nó vẫn phản ánh là C là sau AB. Đấy. Thế nhưng tại sao mình không vẽ mũi tên giả đi lên trên mà mình lại vẽ mũi tên giả đi xuống dưới? Tại vì đúng. Có công việc D sau công việc A nữa. À, rồi. Tú trả lời chính xác đấy. Tức là gì? Ở đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có công việc D đằng sau công việc A và D nó chỉ sau gì? Sau duy nhất A thôi. Đúng không? Thế do đó nếu như chúng ta vẽ D như thế này thì nó sẽ dẫn tới là D sau cả gì? Cả A và cả gì? Cả B. Đúng không? Thế do đó trong cái tình huống vừa rồi ấy, thì mình phải đảm bảo công việc D chỉ sau duy nhất A thôi. Đấy. Còn C thì sau AB, thế do đó lúc đấy là mũi tên giả buộc phải đi xuống dưới. Đấy, tức là A hội tụ tại sự kiện đằng sau B là như thế. Đấy, thế đây là cái ví dụ số 2. Thì nhân tiện ở ví dụ số 2 thì cô minh họa thêm một số những tình huống và cô cũng phân tích thêm một số tình huống để hiểu được là lý do tại sao chúng ta lại vẽ các công việc giả theo các hướng như vậy. Đó. Rồi bây giờ nhá, cách cho cô 4 trang chúng ta chuyển sang ví dụ số 3 nhá. Đây là hình vẽ chính thức ở ví dụ số 2 này. Bây giờ chúng ta chuyển sang ví dụ số 3 ạ. Cách 4 mặt trang cho cô và chúng ta sẽ sang ví dụ số 3. Cũng lại viết đề bài và cũng lại vẽ nháp xem là ở ví dụ số 3 này thì mình sẽ vẽ như thế nào.
Đấy, thế nếu như bạn nào mà đang vẽ thì chúng ta sẽ thấy là ở bài này ấy, thì bốn cái công việc đầu tiên thì cái thông tin nó giống hệt ví dụ số 2, đúng không? Tức là về thông tin cơ bản ấy là giống hệt ví dụ số 2. Đấy. Thế tuy nhiên thì vì là ở ví dụ số 3 lúc này chúng ta lại có thêm một công việc nữa. Đấy, và theo đấy thì mặc dù là bốn cái thông tin đầu tiên giống ví dụ 2 nhưng mình lại không vẽ được giống như ví dụ 2. Đúng không? Lúc này công việc giảm và đi xuống dưới giống như ví dụ 2 thì nó sẽ hiểu lên công việc gì? Ảnh hưởng công việc Công việc D. D. Ừ, nó ảnh hưởng công việc D đằng sau B. Thế cơ. Công việc giảm và đi lên trên thì lại ảnh hưởng công việc E đằng sau A. Thế thì có nghĩa là trong tình huống này ấy, thì chúng ta dùng công việc giả chúng ta minh họa mà chúng ta cho công việc đi xuống, công việc giả đi xuống cũng không được, đi lên cũng không được, bởi vì hội tụ chỗ nào cũng ảnh hưởng tới các công việc sau. Thế chính vì vậy trong tình huống này thì chúng ta sẽ phải cho chúng hội tụ riêng ở một chỗ, chứ không thể gọi là đi lên hay đi xuống, mà chúng ta sẽ cho chúng ra một chỗ khác chúng hội tụ. Đấy. Thế có nghĩa là ở trong bài này mình sẽ sử dụng hai công việc giả để mình minh họa. Đấy. Một công việc giả đi từ 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 sự kiện đằng sau A đi xuống, một công việc giả đi từ sự kiện đằng sau B đi lên, hội tụ tại một sự kiện riêng, một chỗ riêng. Đấy, để công việc C làm. Thì theo cách đấy mình mới tôn trọng được cái mối quan hệ của công việc D với B và E với A. Đấy, chúng ta hình dung không? À, thế như vậy trong tình huống này, cái ví dụ 3 sẽ được vẽ như sau. À, vẫn lại sự kiện số 1 này. Có hai công việc được làm, đó là công việc A và công việc B. A và B. Nha. Đây là A này. Thời gian là 5 tuần này. Công việc B này. Thời gian là 4 tuần này. Đó. Thế bây giờ là để vẽ công việc giả. À, để vẽ công việc C thì mình phải có hai công việc giả để mình minh họa cho nó. Thì một công giả, công việc giả vì là không thể hội tụ lên hay hội tụ xuống được, đúng không? Đấy, do đó lúc này chúng ta sẽ phải sử dụng một hai công việc giả và chúng ta minh họa nó hội tụ tại một cái chỗ tại một cái chỗ khác. Đấy. Đây. Minh họa ở đây là thể hiện rằng là A và B hội tụ tại một cái sự kiện khác, đúng không? Hội tụ để sau đấy công việc C được làm. Đấy. Thế thì khi vẽ như này thì chúng ta sẽ hiểu là C, đây cô ghi vào đây. Công việc C 7 tuần đây. C này là sau cả A và sau cả B. Đấy, minh họa cái tính hội tụ của AB ấy, nó sẽ như thế này. Thế còn hai công việc còn lại thì đơn giản rồi. Hai công việc còn lại thì là gì? Công việc D chỉ sau B thôi. Và công việc A à E thì chỉ sau A thôi. Đấy, thế có nghĩa là gì? Từ B đi ra công việc D, từ sau B A thì ra công việc E, đúng không? Và ba cái công việc C, D, E này không xuất hiện ở dòng công việc trước. Thế thì tức là làm sao? Nó hội tụ tại sự kiện hoàn thành. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ được công việc là gì? Công việc E 4 tuần. Và công việc D 2 tuần. Đó. Rồi, và cuối cùng thì chúng ta đánh số sự kiện thôi. Bài này đánh số sự kiện dễ không? Nhìn rất rõ đúng không? Sự kiện 1 này. Đây là sự kiện số 2 này. Sự kiện đằng sau B nó là sự kiện số 3 này. Sự kiện ở cái chỗ hai công việc nó hội tụ sẽ gọi là sự kiện số 4 này. Là sự kiện gì đây? Cuối cùng là sự kiện số 5. Đấy. Thì đây là sơ đồ mạng của ví dụ số 3.
sự kiện số 3. À, của ví dụ số 3. Rồi chúng ta vẽ vào vở nhá. Và sau đấy lại xác định các đường nối từ sự kiện 1, sự kiện cuối theo chiều mũi tên, tính độ dài các đường và từ đấy xác định đường găng của dự án. Trường này là B phải là 4. À, ừ nhìn có đánh nhầm, đúng rồi, B là 4. A là 5, B là 4. B là 4 tuần. Đó, rồi. B là 4, B7, B2, đúng không? Rồi, cô cảm ơn. Rồi, thế như vậy bài này mình liệt kê ra được mấy đường? 4 đường. 4 đường, chính xác. Đường găng là đường nào em? Là đường A, C. AC, rồi, chuẩn nhá. Thế phần này cô sẽ không liệt kê nữa nhá. Đường găng sẽ là đường AC với thời gian là 10, 12 tuần. 12 tuần, chính xác. Thế thế thì bây giờ ấy, công việc của chúng ta sẽ là phải xác định, phải ký hiệu được đường găng trên sơ đồ mạng. Thế thì cách ký hiệu như sau nhá. Đường nào là đường liền, chúng ta vẽ liền. Vẽ đường song song liền. Và đường nào nét đứt, chúng ta để nét đứt. Được chưa? Đấy thì chúng ta ký hiệu trên sơ đồ mạng giúp cô nhá. Đây. Đúng không ạ? Đường găng sẽ là đường AC. Và nét nào là nét liền, mình vẽ liền. Nét nào nét đứt, mình vẽ nét đứt. Thế thì cô cũng chia sẻ với lớp là thực ra trên hình vẽ của cô dùng màu mè thế này thôi. Chứ còn khi chúng ta vẽ trong vở ấy thì chúng ta cũng không cần phải dùng màu khác nhau đâu. Nó không cần thiết. Và rõ ràng khi đi thi mình cũng không thể tô màu được. Do đó chúng ta chỉ cứ dùng một màu, dùng cái bút của mình thôi. Miễn là sao mình ký hiệu để mình nhìn thấy khi mà nhìn hình ấy là chúng ta nhận diện được đâu luôn đâu là đường găng. Nhận diện được luôn đâu là công việc găng là được rồi. Không cần phải tô màu mè đâu nhá. Bởi vì cô đã xem vở một số bạn ấy. Thì các bạn ấy cứ rất là cẩn thận là dùng màu để nhấn hình. Đấy, thì nó hỗ trợ mình khá là tốt. Nhưng mà thực ra thì khi mà thực tế là khi đi thi mình lại không dùng được nhiều màu thế. Đó. Thế do đó là nếu mà ở trong vở mình thích tô thế nào thì tùy. Nhưng mà nhớ là đi thi thì không được có nhiều màu đâu. Dùng bút một màu thôi. Cũng không dùng bút màu đỏ đâu. Hình thì nhớ vẽ to tát rộng rãi cho cô. Nhớ đừng nhỏ quá. Bởi vì lát nữa chúng ta sẽ vào các nội dung sau ấy. Là chúng ta thấy là chúng ta sẽ phải tính rất nhiều các nội dung trên cái hình mình vẽ. Do đó các em vẽ hình của nó rõ ràng, đẹp, to, rõ ràng thì nó hỗ trợ mình tính toán rất là tốt. Nhưng nếu mà mình vẽ hình nó cẩu thả chẳng hạn, đúng không? Đấy thì nó dễ làm mình tính sai. Như vậy chúng ta xong ví dụ số 3 ạ. Và ở ví dụ 3 này thì lại thêm một cái trải nghiệm nữa. Đó chính là gì ạ? Đường găng là hoàn toàn có thể đi qua gì đấy? Đường có công việc giả nhá. Đấy. Và như vậy nối tiếp cái ý lúc trước cô đã hướng dẫn ở ví dụ số 2. Thì tức là khi chúng ta liệt kê chúng ta phải đặc biệt nhớ giúp cô là phải liệt kê qua các đường có công việc giả. Đấy, bởi vì rất có thể là đường găng nó lại chính là cái đường nằm trên, nó đi qua công việc giả đấy. Và thực tế đã rất nhiều bạn bị sai vì cái nội dung này. Tức là khi chúng ta liệt kê chúng ta bỏ sót chính cái đường mà đi qua công việc giả. Nhưng mà đường đi qua công việc giả mới chính là đường găng. Thế thì khi mình bỏ sót cái đường đấy thì dẫn tới là mình nhận dạng là một đường khác sẽ là đường găng. Và từ đấy phần sau mình tính sai hết. Đấy. Thế do đó lớp mình chú ý là khi liệt kê các đường nhớ liệt kê cả các đường qua công việc giả giúp cô. Và cô xong ví dụ số 3. Chúng ta chuyển sang ví dụ số 4. Đây là ví dụ cuối cùng ở trong dự án, trong cái chương này đấy. Đấy. Thì chúng ta cũng lại cách 3 mặt trang cho cô nhá. Ví dụ 3 cách 3 mặt trang. Để 3 hay 4 như nhỉ? 4 mặt trang đúng không? Đấy. Để chúng ta chuyển sang ví dụ số 4. Và ví dụ số 4 này sẽ là cái ví dụ nó sát nhất với những gì bài tập mình sẽ làm, tức là những gì mình sẽ tiếp cận đấy, trong bài tập, trong bài kiểm tra, trong bài thi đấy. Có nghĩa là một dự án nó sẽ có ít, nó sẽ có trên dưới 10 công việc như thế này đấy, chứ không phải là có một vài công việc như là ví dụ 1, 2, 3 này đâu. Và ví dụ 1, 2, 3 là cô chỉ gọi là lấy một vài cái tình huống đấy, đặc biệt để cho chúng ta luyện tập và chúng ta phân tích thôi. Thế còn
Trên thực tế ấy, thì một cái dự án mà chúng ta sẽ tiếp cận ở trong phần bài tập, trong phần bài kiểm tra, trong bài thi thì số lượng công việc nó sẽ tầm khoảng như thế này, trên dưới 10 công việc. Thế bây giờ chúng ta sẽ ghi cái thông tin ví dụ 4 vào và sau đó chúng ta sẽ vẽ xem là chúng ta thấy có đơn giản không nhá. Đấy. Thực tế là ví dụ 4 nhiều công việc ấy, nhưng mà vẽ sẽ thấy dễ dàng hơn rất nhiều đấy. Đấy. Bởi vì là dù gì thì chúng ta đã trải qua ba cái ví dụ đầu tiên là ba cái tình huống rất đặc biệt rồi. Và các em đã được phân tích đấy, để tức là có cái kỹ năng phân tích để cách vẽ như thế nào đấy. Thế do đó ở ví dụ 4 mặc dù nhiều công việc nhưng chúng ta sẽ thấy là chúng ta vẽ rất là dễ đấy. Giờ ghi thông tin ví dụ 4 vào cho cô và sau đấy thì chúng ta sẽ vẽ thử xem là cái hình sơ đồ mạng này nó như thế nào. Bạn nào vẽ xong giơ tay cho cô biết nhé. Hình như đầu giờ mình lớp mình có vẻ hơi hơi trầm đúng không? Tiết đầu tiên có vẻ là vẫn hơi trầm. Được ba bạn.
Mới ba bạn xong thôi à? Bốn bạn, có Hoa nữa. À, năm bạn. Chúng ta sẽ chờ thêm một phút nữa xem là tiến độ, tức là xem tình hình chúng ta vẽ được đến đâu nhá. Chờ các bạn khác xem. Các bạn. Thế các bạn khác thế nào? Các bạn đang khác, đang không vẽ được hay là như thế nào? Đang mắc ở đâu? Hay là chúng ta không vẽ? Nếu mà theo tiến độ chung ấy, mà với khoảng thời gian như vừa rồi ấy, là lớp mình số bạn vẽ xong hơi ít hơn so với các lớp khác. Hơi ít hơn so với các lớp khác ấy. Thế do đó là cô cũng không biết là nguyên nhân là do chúng ta đang bị mắc ở đâu hay là do các bạn không vẽ, bởi vì cô thì cũng không biết là các bạn có thực sự ngồi vẽ hay không. Đó, bây giờ có thêm một bạn nữa là 7 bạn. Nói chung là số các bạn hoàn thành ấy, hơi thấp hơn so với lớp khác một chút. Đấy. Thế thì cũng không biết là nguyên nhân là từ đâu. À, từ việc là do chúng ta không, nhiều bạn không chủ động vẽ, bởi vì đầu giờ có thể các bạn lại việc này việc khác, hoặc là vẫn còn đang chưa tập trung, hoặc là có thể có những phần không hiểu. Thế do đó cô muốn nhấn mạnh này, nếu như chúng ta có phần nào không hiểu thì chúng ta phải hỏi luôn, đúng không? Để cho phần nào là chúng ta chắc luôn phần đấy. Thế còn nếu như mà trong tình huống là mình vẫn còn đang chưa tập trung thì thôi chúng ta cố gắng chúng ta tập trung nhé, bởi vì các phần sau sẽ còn dựa trên cái kiến thức của nội dung này, chúng ta sẽ còn phải tính toán nhiều cái nội dung khác. Đó. Và như ngay từ khi vào chương này cô cũng đã nhấn mạnh đấy, vẽ được sơ đồ mạng mình mới tính được các cái phần sau đấy. Thế do đó mình mà không luyện được cái phần này, mình không vẽ được cái sơ đồ mạng thì sẽ các phần sau nguy cơ là mình bỏ trắng lớn lắm đấy. Đấy, thế do đó là từ gì cũng phải cố gắng luyện trong thật cẩn thận. Rồi ở trong ví dụ 4 này, nếu bạn nào đã vẽ xong rồi, chúng ta thấy cái hình dáng của cái sơ đồ mạng này nó có quen không? Như là chúng ta đã từng gặp ở đâu rồi không? Thực ra là cái sơ đồ mạng của ví dụ 4 là chúng ta đã từng được gặp rồi đấy, và cô đã từng dùng nó để cô phân tích trong bài rồi đấy. Đấy. Thế thì ở đây trước khi vào sơ đồ mạng thì cô lại muốn nhấn nhá một chút cho chúng ta hình dung. Đấy. Khi chúng ta vẽ thì như lúc ngay từ lúc ở ví dụ 1 cô đã chỉ rồi, là khi chúng ta vẽ chúng ta nhớ để ý, đặc biệt là với những cái dự án mà có nhiều công việc như thế này, thì đặc biệt chúng ta nhìn để ý giúp cô cái dòng công việc trước này này đấy, để chúng ta có định hướng là cái hướng đi của các công việc là như thế nào. Ví dụ với những cái công việc mà nó đứng một mình một ô như này thì rất là dễ rồi, đúng không? Đó. Thế nhưng mà trên thực tế sẽ có những công việc mà đứng gì ạ, đứng chung trong cùng một ô, nhiều công việc đứng chung trong một ô. Đấy. Thế thì khi chúng đứng chung trong một ô thì chúng ta hiểu đó chính là gì ạ? Chúng hội tụ. Đấy. Những công việc này sẽ hội tụ tại một sự kiện. Đấy. Thế thì đấy chính là cái tín hiệu để khi chúng ta vẽ. Ví dụ như chúng ta vẽ ABC xuất phát từ sự kiện đầu của dự án thì dễ rồi. Vẽ D sau A thì cũng rất dễ rồi. Nhưng bắt đầu đến công việc E. E ở đây thì mình khi mình vẽ thì mình bắt đầu đến cái công việc tiếp theo đấy. Mình cũng phải để ý xem E đi theo hướng nào, F đi theo hướng nào, đúng không? Thì chúng ta thấy là trong đề bài có ghi là DE đi ở dòng công việc trước này, nó chung một ô. Thế có nghĩa khi mình vẽ E thì mình sẽ cho gì đây, nó hội tụ cùng với D luôn. Đấy. Tương tự đối với một cái ô đó là FGH. Thế thì khi mà mình vẽ ba cái công việc này thì mình nhớ cho chúng hội tụ tại một chỗ luôn, tại một sự kiện luôn. Đấy. Thế thì đây chính là những cái tín hiệu để cho chúng ta vẽ cái sơ đồ mạng.
Nó vừa nhanh và nó vừa gọn gàng. Đấy, và cái bởi vì thông tin đã có sẵn rồi, đúng không? Thế bây giờ 7 bạn đã xong rồi ấy, thử so sánh xem là chúng ta vẽ sơ đồ mạng có giống như là cái hình cô đưa trên bảng không nhá. Em vẽ có giống không? Khánh Vân vẽ giống không Khánh Vân? Em có ạ. Ồ, các bạn khác có giống không? Tất nhiên hình dáng ấy, tất nhiên nhá, đôi khi không phải giống y chang đâu. Hình dáng mình do mình bố trí công việc và sự kiện nó khác nhau theo kiểu dạng như là có những công việc dài hơn, có những việc ngắn hơn. Đấy, thế rồi do đó dẫn tới là có thể cái hình dáng nó không hoàn toàn giống, nhưng mà chúng ta để ý để chúng ta xem nó phản ánh đúng cái mối quan hệ giữa các công việc không là được. Đấy. Thế thế thì chúng em ta đưa vào trong vở nhá. Các bạn khác mà ví dụ như cô không biết là vẽ xong hay chưa thì thôi chúng ta sẽ vẽ cái hình này chính thức vào trong vở nhá, để chúng ta tiếp tục các cái công việc tiếp theo. Rồi, thế bây giờ với những một cái sơ đồ mạng mà nó lớn như thế này, nó có nhiều công việc như thế này, thì cái công việc rất quan trọng của chúng ta đấy là gì? Không chỉ là vẽ ra sơ đồ mạng, mà chúng ta còn phải rất cần là gì? Rất cần là liệt kê đủ các đường nối từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối theo trường mũi tên. Liệt kê đủ đấy. Đấy. Thì cái việc liệt kê một cái sơ đồ mạng lớn như này thì cái liệt kê chắc chắn là sẽ phức tạp hơn so với ba cái ví dụ đầu tiên, đúng không? Đấy. Thế bây giờ bạn nào liệt kê giúp cô nào? A, D, I, À, chờ cô xíu. À, A này, D này, I K. này, K rồi, độ dài là Độ A, dài. D là 18 tuần, đúng không? Rồi. A, D, H, Z, D, H, I, K bằng K. 28 tuần. 28 tuần. Ờ. B, 28. E, A. B này, E này. Y cả em. Vâng. Ừ. Rồi. B, E là 11. 19 tuần ạ. 19 tuần đúng không? B, E, H, Z, K. Y cả. Rồi. 34 tuần. Ồ, lên tận 34 tuần hả? B, E, H, C, K. 29 tuần ạ. 29 tuần ạ. Bao nhiêu nhỉ? 10 này. 29 29 tuần đúng không? Ờ. À, rồi. À. 29 tuần. BFZK T F T K bằng K 10 20 đúng không? 20 TGZK T G T K bằng T G 10 12 22 đúng không? Như vậy đường răng, rồi cô cảm ơn Nhung. Như vậy đường răng ở đây đó là đường gì? BEHJK với thời gian là 29 tuần. Đấy, thì thực ra là cô đã ký hiệu trước rồi, đúng không? Đấy, bây giờ liệt kê đó đúng thôi. Thì ở bài này, ý, các em ghi câu kết luận cho cô nhé. Thời gian của dự án là 29 tuần với đường răng là BEHJK nhé. Và ở bài này, ý, chúng ta liệt kê ra được 6 đường tất cả. Đấy. 6 đường tất cả. Đấy, sẽ có những bài mình phải liệt kê ra khá là nhiều đường đấy. Đấy. Có những bài sẽ liệt kê ra được đến 7 đường, 8 đường, thậm chí là ví dụ bài tập số 3 ấy, nếu mà các em làm ấy, thì em sẽ thấy là chúng ta sẽ liệt kê ra được tầm hình như cô nhớ không nhầm là 10 đường cơ. Đấy. Thế do đó là rất quan trọng là chúng ta phải liệt kê đầy đủ.
Thế thì làm thế nào để không bị sót? Thì có một cái cách mà chúng ta có một cái cách để hạn chế cái sự sót đường của mình. Đấy chính là chúng ta liệt kê theo nhánh công việc. Giống như vừa rồi Nhung liệt kê thấy là khá là khoa học đấy. Tức là chúng ta đi theo từng nhánh công việc một. Đầu tiên là đi theo nhánh công việc A trước. Và tất cả những đường đi từ nhánh A chúng ta liệt kê hết. Đúng không? Đấy. Trước khi chuyển sang nhánh sau thì chúng ta cũng phải kiểm tra xem mình đã tính hết tất cả các đường chưa. Sau khi đã kiểm tra thấy ổn rồi thì bắt đầu hãy chuyển sang nhánh công việc tiếp theo là nhánh B. Đấy. Thì theo cách liệt kê của Trang như thế là của Nhung ấy, như thế là khá là khoa học đấy. Và nó hỗ trợ mình là hạn chế cái sự thiếu sót trong quá trình mình liệt kê các cái đường. Rồi và cô đã hoàn thành xong về phần vẽ sơ đồ mạng các cái công việc, đúng không? Theo phương pháp là AOA. Đấy, và cô cũng nhắc là chúng ta cứ đảm bảo cái mối quan hệ giữa các công việc đúng. Đấy. Và vẽ đẹp to tát, còn lại thì cái hình đôi khi nó có thể hơi khác nhau một chút nhá. Đấy. Cô lấy một cái ví dụ thế này. Đấy, cái này rôm dài một tí. Đây ở ví dụ số 1 nhá. Có những bạn vẽ sơ đồ mạng như này này. Nó khác hẳn với hình, tức là hình cô trình chiếu là một cái hình theo cách vẽ của cô thôi. Đấy, chứ còn có những bạn vẽ khác hẳn luôn. Đây ví dụ công việc A này. Đấy. À xin lỗi, sự kiện 1 này có hai công việc được làm này, là công việc A này. Đấy. Và công việc B này. Đây công việc A và công việc B. Đấy. Ví dụ này. Đấy, thế sau đó thì có công việc C được làm, đúng không? Đây C lên trên này, cô vẽ thế này. Sau đó là có công việc D sau AC, bạn vẽ D như thế này. Và cuối cùng là công việc E. E thì hội tụ với D. Nên E như thế này. Đó. A này này. Đây là B này. Đó. Đây là C này. Đây là D này. Đây là E này. Thấy chưa? Thế đánh số sự kiện vẫn vậy thôi. Nhưng mà trong chúng ta thật nhìn hình dáng nó sẽ có sự gì ạ? Khác nhau một xíu nếu mà chỉ nhìn thoáng về hình dáng. Đấy, thế do đó là quan trọng là chúng ta phải gọi là đảm bảo được cái mối quan hệ giữa các công việc thôi. Chứ còn hình hoàn toàn đúng mà. Đúng không? Đấy. Thì cái này cô minh họa một xíu thôi để chúng ta thấy rằng là gì ạ? Đừng nhìn thấy là bạn vẽ hình khác mình mà giật mình nghĩ là mình làm sai nhá. Đấy, cứ làm sao yên tâm là mình phản ánh đúng mối quan hệ giữa các công việc. Là yên tâm là được. Đấy. Thế như vậy là xong ví dụ số 4 ạ. Cô sẽ kết cái phần sơ đồ mạng theo phương pháp AOA ở đây. Chúng ta còn một cái phương pháp nữa là phương pháp đặt công việc trong mũi tên, trong các nút AON. Thì phần này như đã giới thiệu đấy, chúng ta chỉ tiếp cận nó thôi, mang tính chất là giới thiệu thôi. Chứ chúng ta không vận dụng nó trong bài của mình. Do đó phần này cô giới thiệu khá là nhanh. Phương pháp đặt công việc trong các nút AON, tức là mình sẽ sử dụng các nút, tức là nút ở đây có thể là nút hình tròn hoặc là hình chữ nhật để biểu diễn công việc. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ thống nhất là trong phần này cô giới thiệu chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng nút hình chữ nhật để chúng ta biểu diễn các công việc. Thế trong mỗi cái nút hình chữ nhật đấy thì chúng ta sẽ ghi thông tin các cái công việc ở trong đó. Ví dụ như là tên công việc, độ dài thời gian của công việc đấy, rồi thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Trên sơ đồ mạng công việc theo cái hình thức là đặt công việc trong con nút này này, AON này này. Đấy thì chúng ta cũng có mũi tên, nhưng mà mũi tên được sử dụng thuần túy chỉ là để kết nối giữa các công việc thôi. Đấy, và để cho biết là công việc nào, tức là thứ tự. Đấy. Thứ tự các công việc thôi. Đấy. Đấy, công việc trước, công việc sau thôi. Đấy. Đấy, ví dụ đây là một cái minh họa về sơ đồ mạng theo phương pháp AON. Thì chúng ta thấy là các cái hình hộp này nó chính là các cái công việc đấy. Và trong mỗi cái hộp này là người ta sẽ ghi đầy đủ thông tin các cái công việc trong đó. Như là tên công việc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tổng thời gian, rồi là nguồn lực dành cho mỗi công việc là gì. Đấy. Và ở trong cái sơ đồ mạng này chúng ta thấy là nó có mũi tên. Mũi tên này là chỉ kết nối giữa các công việc, đúng không? Đấy. Và thể hiện là công việc nào trước, sau đó đến công việc nào. Đấy. Thì đấy chính là việc đó là phương pháp AON. Thì phương pháp này cô giới thiệu nhanh như vậy thôi, chứ còn chúng ta cũng không thực hành kỹ cái phương pháp này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thứ 3 ở trong chương 4. Đó là kỹ thuật tổng quan và đánh giá dự án PERT của phương pháp đường găng CPM. Kỹ thuật tổng quan đánh giá dự án PERT và phương pháp đường găng CPM. Thứ nhất là giới thiệu chung về cái phương pháp này.
hay là còn gọi là cái kỹ thuật này ấy. Đấy. Thì cái phương pháp PERT CPM ấy, đó là một trong những kỹ thuật cơ bản để quản lý tiến độ dự án. Đấy. Và chúng ta sẽ thấy là khi đề cập tới quản lý dự án nói chung và quản lý thời gian của dự án nói riêng thì người ta sẽ đề cập tới hai cái phương pháp, đó là phương pháp PERT, tức là kỹ thuật tổng quan đánh giá dự án, và phương pháp thứ hai là phương pháp đường găng CPM, và gọi chung chúng luôn thành phương pháp PERT CPM. Đấy. Mặc dù là hai cái phương pháp này nó ra đời ở hai thời điểm khác nhau. Ví dụ như là PERT là ra đời năm 58, CPM ra đời năm 59, và ra đời ở hai nơi khác nhau luôn, hai địa điểm khác nhau luôn. Đấy. Thế nhưng mà hai cái phương pháp này nó lại rất tương đồng trong cái việc tính toán và hỗ trợ trong việc quản lý tiến độ dự án. Đấy. Thế chính vì vậy mà trong quản lý dự án ấy, khi đề cập tới quản lý thời gian, quản lý tiến độ dự án thì người ta sẽ ghép hai cái phương pháp này là một, và người ta coi như là một phương pháp. Đó là phương pháp PERT CPM. Đấy. Thế thì phương pháp này ấy, đó là đề cập tới khía cạnh là gì ạ? Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp này để dự đoán tổng độ dài thời gian của dự án. Đấy. Đây là kỹ thuật phân tích được sử dụng để dự đoán tổng độ dài thời gian của dự án. Tức là xem vậy thì dự án đấy được thực hiện trong thời gian là bao nhiêu lâu. Đấy. Thế thì trước khi vào phương pháp PERT CPM này thì chúng ta đã xác định được độ dài thời gian dự án chưa? Các em, khi chưa học đến nội dung này chúng ta đã xác định được độ dài thời gian dự án chưa? Rồi ạ. Rồi đúng không? Đó. Thế thì thực ra là gì? Cũng chia sẻ với các em là trong cái phương pháp PERT CPM này, cô trò mình sẽ không dùng nó để xác định thời gian của dự án đâu, mà chúng ta sẽ sử dụng nó, chúng ta tính toán một số các cái nội dung khác liên quan. Đấy. Thế thì cụ thể các cái nội dung đấy là nội dung nào? Thì cô chia sẻ một chút nhá. Đấy. Là PERT CPM ấy, nội dung sẽ gồm có 6 bước. Xem trong 6 bước này mình đã có những bước gì rồi này. Thứ nhất là xác định các công việc cần thực hiện của dự án. Tức là mình xem vậy thì dự án đấy có những công việc nào cần phải làm. Đấy. Cái nội dung này thực ra đã có rồi. Nó chính là cái dữ liệu ở dòng số 1 ấy, trong đề bài của mình ấy. Tức là cái dòng đấy là mình liệt kê các cái công việc cần phải làm, đúng không? Đấy. Thứ hai, xác định mối quan hệ phụ thuộc và trình tự giữa các công việc. Tức là trên cơ sở các cái công việc cần phải làm thì mình sẽ xem vậy thì các cái công việc đấy có mối quan hệ với nhau như thế nào, có tính phụ thuộc thế nào, thứ tự trước sau giữa chúng như thế nào. Thế thì đây thực ra chính là thông tin ở dòng thứ 3 trong đề bài ấy. Đấy, tức là dòng công việc trước ấy. Đấy, thì đây chính là cái thông tin mình đã có sẵn ở trong đề bài rồi. Đúng không? Thứ ba là vẽ sơ đồ mạng công việc. Đây là cái nội dung mà mình đã vừa mới thực hành xong. Thứ tư, tính thời gian và chi phí cho từng công việc. Đấy, thì đây cũng là một cái nội dung khá là quan trọng khi mà chúng ta thực hiện các cái công việc. Bởi vì bất kỳ một công việc nào mình cũng phải xác định xem là vậy thì thời gian thực hiện cho nó là bao nhiêu lâu, đúng không? Rồi chi phí dành cho những công việc đấy là thế nào. Thế thì trong bài của chúng ta ấy, thì những cái trong phần bài tập thì chúng ta sẽ được cho sẵn về thời gian hoặc là cho về chi phí nếu ở trong chương 5. Đấy. Thế còn nếu trong bài kiểm tra và trong bài thi thì mình sẽ phải tự cho. Thế thì việc tự cho số liệu như thế nào thì cô sẽ hướng dẫn các bạn trong quá trình chúng ta làm bài tập. Đấy, tức là cô sẽ hướng dẫn các bạn cái cách cho số liệu về thời gian, về chi phí làm sao cho nó hợp lý và nó hỗ trợ mình tính toán nữa. Thứ năm là xác định thời gian dự trữ cho từng công việc và cho sự kiện. Và thứ sáu là xác định đường găng. Đấy. Thì cái nội dung thứ sáu là xác định đường găng thì thực ra là mình sẽ không vận dụng ở trong phần này. Bởi vì trước đấy mình đã có cách xác định đường găng rồi. Đó chính là mình liệt kê các đường nối từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối theo trường mũi tên, đúng không? Và đường dài nhất nó chính là đường găng. Đó, thế do đó nội dung xác định đường găng thì mình sẽ không vận dụng ở trong đây. Nhưng mình sẽ sử dụng phương pháp này cho cái nội dung thứ năm. Đó là chúng ta xác định thời gian dự trữ của từng công việc của các sự kiện. Đấy, thì chúng ta sẽ vận dụng để chúng ta tính toán cái nội dung này. Đấy. Như vậy nói tóm lược lại thì sau trong 6 các cái 6 bước ấy, đấy, của phương pháp này thì hầu như là các cái bước mình đều đã trải qua rồi, chỉ có duy nhất một cái nội dung thôi. Đó chính là thời gian dự trữ công việc và sự kiện là mình chưa trải qua thôi. Thì trong phương pháp này mình sẽ nhấn mạnh kỹ ở cái nội dung này. Trong phương pháp PERT CPM ấy, trong phương pháp PERT CPM thì sẽ có một cái sơ đồ, người ta gọi là sơ đồ PERT CPM. Thì sơ đồ PERT CPM thực ra là nó chính là sơ đồ theo phương pháp là AOA, đặt công việc trên mũi tên, mà chúng ta vừa mới luyện tập qua 4 cái ví dụ đấy. Đấy. Thế do đó trong cái phần này ấy, xây dựng sơ đồ PERT CPM này thì cô sẽ không hướng dẫn lại nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng chính cái
phương pháp đặt công việc cho mũi tên AOA. Thế do đó cô cũng giới thiệu lại phần này nữa nhé. Dự tính thời gian thực hiện công việc. Đấy. Phần này thì trên thực tế sau này chúng ta đi làm thì chúng ta sẽ ứng dụng nó. Đó. Chúng ta sẽ phải tính toán xem với mỗi công việc thì cái thời gian thực hiện cho mỗi công việc đấy là như thế nào. Mình phải dự tính cho nó. Đấy. Thì thực ra là bất kỳ một công việc nào mình cũng phải tính thời gian mà. Đúng không? Mình làm công việc gì cũng vậy. Trong cuộc sống hàng ngày của các em cũng thế. Rất nhiều công việc chúng ta bắt đầu làm chúng ta cũng phải tính xem vậy công việc này mất bao nhiêu thời gian để mình xác định cái quỹ thời gian cho nó. Đúng không? Ví dụ đơn giản như là chúng ta đi từ nhà tới trường thôi. Mình cũng phải xác định dự tính xem là vậy thì đi từ nhà tới trường mất bao nhiêu lâu. Đấy. Hoặc nấu một bữa cơm mất bao nhiêu lâu. Đấy. Thế rồi làm một bài tập mà cô Phương Anh giao chẳng hạn thì sẽ mất tầm khoảng bao nhiêu lâu. Đấy. Thế thì bao giờ bất kỳ một công việc nào cũng vậy chúng ta cũng sẽ đều phải áng chừng hoặc là dự tính cái thời gian cho mỗi cái công việc. Trong dự án thì sau này chúng ta mà có làm thực tế thì chúng ta cũng phải dự tính cái thời gian cho mỗi công việc. Đấy. Thế thì dự tính thời gian sẽ được được áp dụng thông qua hai cái phương pháp chính. Cái phương pháp thứ nhất là phương pháp ngẫu nhiên. Phương pháp ngẫu nhiên là phương pháp mà gì? Người ta coi thời gian hoàn thành công việc là một đại lượng ngẫu nhiên chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất định. Đấy. Và trong đó thì người ta chia ra làm ba cái tình huống thực hiện một cái công việc. Đấy. Tức là một công việc nhưng người ta hình dung ở ba tình huống khác nhau. Tình huống thứ nhất là mình thực hiện cái công việc đấy trong cái bối cảnh là xấu nhất. Đấy. Thì nếu mà thực hiện công việc đấy trong một tình huống xấu nhất, bất lợi nhất thì có nghĩa là mình mất nhiều thời gian nhất cho nó. Đấy, thì ở đây ký hiệu là B, cực đại. Thứ hai là mình hình dung cũng công việc đấy nếu mình thực hiện trong điều kiện là thuận lợi nhất thì như thế nào, đúng không? Thì trong tình huống thuận lợi ấy, thì chúng ta sẽ được thực hiện cái thời gian đấy là nhanh nhất. Rồi chúng ta ký hiệu là A, cực tiểu. Và thứ ba là trong tình huống bình thường, tức là mình thực hiện công việc đấy trong tình huống là bình thường với vẫn có chịu những tác động nhất định ở bên ngoài, đúng không? Những yếu tố bên ngoài đó thì đấy chính là thời gian bình thường được ký gọi là M. Đấy. Và trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ xác định được là cái thời gian trung bình của một cái công việc bằng cách là thông qua cái công thức đã trình chiếu ở trên bảng, đó là thời gian trung bình bằng A cộng 4M cộng với B tất cả chia cho 6. Đấy. Thì sẽ ra được cái thời gian trung bình của một cái công việc. Đấy là phương pháp thứ nhất là phương pháp ngẫu nhiên. Phương pháp thứ hai là phương pháp tất định. Phương pháp tất định ở đây thì sẽ bao gồm một số các phương pháp cụ thể, ví dụ như là phương pháp mô đun. Tức là chúng ta chia công việc ấy ra thành các cái thao tác nhỏ. Và ở mỗi thao tác thì mình sẽ xác định cái thời gian thực hiện cho mỗi thao tác đấy dựa trên kinh nghiệm. Và từ đấy thì chúng ta cộng tổng cái thời gian của các cái thao tác lại thì chúng ta sẽ ra được thời gian của công việc. Phương pháp thứ hai là kỹ thuật đánh dấu công việc, tức là dựa vào số liệu thống kê sẵn có đối với các cái công việc chuẩn lặp lại. Chúng ta sẽ thấy là có những công việc mà nó mang tính chất là người ta đã thống kê sẵn rồi là với công việc đấy chỉ thực hiện trong thời gian là bao nhiêu lâu thôi. Đấy. Thế thì mình sử dụng cái số liệu thống kê sẵn có để mình tính toán xác định cho thời gian của công việc. Và thứ ba đó là kỹ thuật tham số. Đấy, là xác định mối quan hệ giữa biến độc lập với biến phụ thuộc. Đấy. Ngoài ra nữa thì có thể sử dụng phương pháp chuyên gia, tức là hỏi ý kiến chuyên gia hoặc là phương pháp so sánh tương tự với những cái dự án hoặc các cái công việc tương tự. Đó. Thế thì đây chính là một vài những cái phương pháp để dự tính thời gian công việc và cô Phương Anh cũng chỉ giới thiệu một cách khái quát nhất để chúng ta hình dung thôi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung tiếp theo ở trong cái mục 3 này. Đó chính là xác định thời gian dự trữ của các sự kiện. Xác định thời gian dự trữ của các sự kiện. Thì thời gian dự trữ của các sự kiện được hiểu như sau này. Đây là thời gian mà sự kiện đó có thể bị đẩy lùi lại chậm hơn mà không làm kéo dài thời gian thực hiện của toàn dự án. Thế như vậy thời gian dự trữ sự kiện ấy, đó là thời gian mà một cái sự kiện nó có thể xuất hiện muộn hơn so với dự kiến. Nhưng mà việc xuất hiện muộn hơn so với dự kiến ấy, nó không làm ảnh hưởng đến thời gian kết thúc chung của dự án. Đấy. Ví dụ như thế này, cô lấy một cái ví dụ nôm na thôi nhá. Đấy, giả sử như là ngày mùng 10 tháng 11 đấy, là xuất hiện một cái sự kiện đó là làm bài kiểm tra. Đấy, giả sử thế nhá. Cô Phương Anh dự kiến là ngày mùng 10 tháng 11 sẽ thực hiện làm bài kiểm tra, tức là ngày mùng 10 tháng 11 sẽ xuất hiện một cái sự kiện đó là làm bài kiểm tra môn quản lý dự án. Thế nhưng vì một số lý do gì đấy chẳng hạn, và cô quyết định là cho đẩy lại
cho đến ngày gì? Ngày cuối cùng mình thường hoàn thành là ngày 26, đúng không? Ngày 26 tháng 11. Mình mới làm bài kiểm tra và đây là ngày cuối cùng của đợt học. Đúng không? Đấy. Thế thì cái việc mà sự kiện làm bài kiểm tra xuất hiện muộn như thế này nó cũng không ảnh hưởng tới thời gian chung của dự án. Đấy. Thì chúng ta hình dung là tại sao cô có thể lùi lại được cái thời gian làm bài kiểm tra, sự kiện làm bài kiểm tra. Bởi lẽ là cô biết là gì, nó có thời gian dự trữ. Đó. Thế nhưng nếu như có một cái thông tin như thế này. Giả sử ngày 15 tháng 12 là có một cái sự kiện, đó chính là thi hết môn quản lý dự án. Đấy. Thế thì theo các em thì cái sự kiện mà thi hết môn quản lý dự án thì mình có thể làm lùi lại ở vào một thời điểm khác được không? Dạ không ạ. Không ạ. Đấy là cái tốt quý. Đúng không? Ừ. Thế thì có nghĩa là cái sự kiện mà thi hết môn nó là một cái sự kiện mà thời gian nó cứng rồi. Mình không lùi lại được. Bởi vì nếu mà mình lùi cái thời gian này, cá nhân một bạn nào đấy mà không tham gia thi mà lùi sang sự kiện đợt sau thì có nghĩa nó có thể ảnh hưởng tới gì? Tới cái kết quả của đợt học chẳng hạn. Đúng không? Đấy. Thế do đó là ở đây có hai cái minh họa nôm na. Một cái là gì ạ? Chúng ta thấy là rõ ràng thời gian một cái sự kiện có thể lùi lại được. Nhưng có những cái sự kiện mình không thể gì? Mình không thể lùi được. Đấy. Thì sự kiện mà có thể lùi lại được như thế này nó là có dự trữ. Còn sự kiện mà không thể lùi lại được, nó bị cứng về thời gian thì gọi là không có dự trữ. Đấy. Thì đây là một cái ví dụ nôm na thôi. Nhá. Nhưng một lát nữa chúng ta vào tính thì chúng ta sẽ hình dung nó dễ hơn. Ý nghĩa khi mà xác định thời gian dự trữ của các sự kiện thì ý nghĩa thứ nhất đó là lựa chọn giúp chúng ta lựa chọn thời gian bắt đầu và kết thúc từng công việc trong phạm vi dự trữ mà vẫn không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Đấy. Thế thì ở đây nhiều bạn mới thắc mắc là cô ơi, mình đang nói đến sự kiện mà lại tại sao lại đề cập tới là lựa chọn thời gian bắt đầu và kết thúc của từng công việc. Đấy. Thì chúng ta có nhớ là gì? Sự kiện ấy, nó là mốc đánh dấu sự bắt đầu hoặc là kết thúc của một hoặc một vài công việc không? Đấy, cái này trong phần lý thuyết đã từng được tiếp cận rồi, đúng không ạ? Một cái sự kiện nó sẽ liên quan tới các cái công việc trước nó và liên quan tới các công việc đằng sau nó, đúng không? Đấy. Thế chính vì vậy khi mà mình xác định là gì? Một cái sự kiện mà có thời gian dự trữ hay không, nó sẽ liên quan tới, nó sẽ quyết định đến vấn đề là các công việc đằng trước nó sẽ kết thúc khi nào và các công việc đằng sau nó gì đấy sẽ bắt đầu khi nào. Đấy. Thế do đó là khi mình xác định được thời gian dự trữ của sự kiện thì chúng ta sẽ chủ động chúng ta lựa chọn thời gian bắt đầu và kết thúc của các công việc trong các phạm vi dự trữ đấy mà không ảnh hưởng tới thời gian của dự án. Đấy là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là giúp chúng ta xác định được đường găng của dự án. À, thế có nghĩa là khi mình xác định thời gian dự trữ sự kiện, nó sẽ giúp chúng ta xác định được đường găng của dự án, hay nó có đi là thời gian của dự án. Cụ thể là đường găng của dự án là đường đi qua các sự kiện có thời gian dự trữ bằng không. Thế như vậy là khi mình tính các cái sự kiện và các sẽ có những sự kiện có thời gian dự trữ bằng không nhưng có những sự thời gian dự trữ là khác không, đúng không? Đấy. Thế thì mình sẽ khi mà xác định các cái sự kiện có thời gian dự trữ bằng không, mình nối nó lại với nhau thì chúng ta sẽ được đường găng của dự án. Đấy. Mình sẽ xác định được đường găng của dự án. Đấy. Nhưng cô cũng đã chia sẻ ngay từ trước khi vào cái phần này ấy, là chúng ta thấy là gì? Thực tế là chúng ta sẽ không sử dụng cái phương pháp này để chúng ta xác định được đường găng, đúng không? Bởi vì chúng ta đã có đường găng trước khi, ở phần trước rồi, chúng ta đã biết cách có cái phương pháp để xác định được đường găng rồi, đúng không? Đấy, thế chính vì vậy mà ở phần ý nghĩa này chúng ta vận dụng nó theo cái hướng như sau. Nào nhá? Theo nghĩa xuôi thì tức là khi mình xác định sự kiện thì những sự kiện nào có thời gian dự trữ bằng không mình nối lại mình sẽ được đường găng, đúng không? Đấy. Hay là nói khác đi là sự kiện mà không có thời gian dự trữ ấy, mình nối nó lại với nhau mình sẽ được xác định được đường găng. Đấy, đấy là theo nghĩa xuôi ở đây. Nhưng bây giờ đã có đường găng rồi thì liệu mình có chỉ ra được là sự kiện nào chắc chắn là có dự trữ bằng không không? Nói theo các em? Có, chỉ được luôn đúng không? Tức là ví dụ ngay bây giờ chúng ta nhìn lại ví dụ số 1, 2, 3, 4 của mình thôi. Lúc này là chúng ta mới chỉ xác định được đường găng thôi. Chúng ta ký hiệu đường găng trên sơ đồ mạng thôi. Nhưng nếu nhìn vào ví dụ 1, 2, 3, 4 đấy thì chúng ta có đường găng và chúng ta cũng sẽ có thể chỉ luôn được là sự kiện nào chắc chắn là có thời gian dự trữ bằng không hay nó khác đi là không có thời gian dự trữ. Đấy. Thì mình sẽ vận dụng cái ý nghĩa này để mình nhận diện, đúng không? Và hỗ trợ mình tính toán trong quá trình mình xác định thời gian dự trữ của các sự kiện. Đấy. Thì lưu ý chúng ta sẽ vận dụng nó để hỗ trợ mình tính toán nhé.
Đó, hỗ trợ mình nhận diện nhé. Chứ còn không phải là xác định sự kiện rồi mới xác định ngược lại đường răng nhé. Đường răng xác định trước rồi. Đây là công thức xác định thời gian dự trữ của sự kiện. Cụ thể, thời gian dự trữ sự kiện G chúng ta ký hiệu là SG. Đấy. Thì SG sẽ được tính bằng cách là lấy LG trừ EG. Đấy. Thế trong đó LG là thời gian muộn nhất đạt tới sự kiện G. Đó là thời gian chậm nhất mà sự kiện G phải xuất hiện để không làm ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành của dự án. Đấy. Thế còn EG, EG là thời gian sớm nhất để đạt tới sự kiện G. Đấy. Thế như vậy là thời gian dự trữ sự kiện G thì sẽ được tính bằng cách là lấy LG, tức là thời gian xuất hiện muộn sự kiện G, trừ đi thời gian gì đấy xuất hiện sớm nhất sự kiện G. Và cái khoảng chênh đấy, nó chính là thời gian dự trữ sự kiện. Đó. Như vậy bản chất ở đây thì chúng ta có thể nhớ giúp cô là gì? Chúng ta thấy là thời gian dự trữ sự kiện ấy sẽ được tính bằng cách là lấy muộn trừ sớm. Đúng không? Thế và sự kiện thì nó có thời điểm xuất hiện, đúng không? Sự kiện thì tại một thời điểm nhất định nó sẽ xuất hiện như sự kiện đấy. Thế do đó là cái muộn ở đây chính là thời điểm xuất hiện muộn nhất sự kiện gì. Và EG nó chính là thời điểm xuất hiện gì? Sớm nhất cái sự kiện gì. Đó. Thế thì bây giờ xem vậy thì EG và LG tính bằng cách nào? Đây. Thì chắc cách xác định EG và LG như sau. Thứ nhất là EG. EG là chúng ta sẽ là thời gian xuất hiện sớm nhất sự kiện gì, đúng không? Đấy. Thì chúng ta sẽ xác định bằng cách là chúng ta xác định độ dài tất cả các đường nối từ sự kiện đầu của dự án là sự kiện số mấy hả các em? Sự kiện đầu của dự án là sự kiện số 1, đúng không? Đến sự kiện G là sự kiện mình cần tính. Và đường dài nhất nó chính là EG. Đó, nhá, giả sử như thế này. Đây cô vẽ nôm na nhá. Đây là sự kiện số 1, đúng không? Và đây là một cái sự kiện bất kỳ mình cần phải tính. À. Đúng không? Đây là sự kiện số 1 là sự kiện đầu của dự án này. Một sự kiện gì bất kỳ là sự kiện mình cần tính. Ví dụ sự kiện số 5. Và đuôi là sự kiện số 7. Ví dụ thế. Thế thì để tính EG, tức là bây giờ tôi cần xem là sự kiện số 5 xuất hiện sớm nhất khi nào. Thì lúc này chúng ta sẽ phải liệt kê tất cả các đường nối từ sự kiện 1. Đấy, xem có bao nhiêu đường chúng ta phải liệt kê hết. Đúng không? Đấy. Đến sự kiện 5. Từ sự kiện 1 đến sự kiện 5. Đấy. Xem có những đường nào. Và đường dài nhất thì chúng ta chọn nó chính là EG. Thứ hai là LG. LG là thời gian được tự xác định bằng cách là lấy thời gian của dự án trừ đi max độ dài từ sự kiện G đến sự kiện cuối cùng. Đấy. Thế có nghĩa là để tính cái thời gian xuất hiện muộn nhất sự kiện G ấy, thì chúng ta sẽ lấy thời gian của dự án. Đây là cái chính là đường răng mà mình đã xác định ngay từ đầu ấy. Chúng ta trừ đi độ dài thời gian từ sự kiện G là sự kiện mình cần tính đến sự kiện cuối. Lại trở lại cái ví dụ nôm na này của cô. Giả sử cái dự án này sự kiện cuối cùng là sự kiện số 10. Đúng không? Thế thì chúng ta sẽ phải liệt kê tất cả các đường nối từ sự kiện 5. À, tất cả các đường nối từ sự kiện 5 trở đi. Đúng không? Đến sự kiện số 10 là sự kiện mình cần là sự kiện cuối cùng của dự án và mình chọn đường dài nhất. Sau khi chọn được đường dài nhất rồi thì lấy thời gian của dự án trừ đi đường đó thì chúng ta sẽ được là LG. Đấy, thế đây là hai cái cách xác định EG và xác định LG. Thì sau khi xác định được EG LG rồi thì chúng ta sẽ xác định được SG thôi, đúng không? Đấy, bằng cách là lấy LG trừ đi EG. Khi xác định thời gian dự trữ sự kiện thì chúng ta sẽ lập một cái bảng tính như thế này. Cụ thể bảng tính này có cái kết cấu như sau này. Cái dòng thứ nhất là dòng sự kiện. Đấy, thì chúng ta dự án của chúng ta có bao nhiêu sự kiện thì chúng ta sẽ dành bấy nhiêu ô cho nó như thế này. Đó. Dòng thứ hai là LG, dòng ba là EG và dòng cuối là SG. Đấy, thế thì chúng ta sẽ tính từng cái thông số một. Đấy, chúng ta sẽ tính từng thông số một. EG bằng bao nhiêu? Chúng ta ghi vào đây, ví dụ như E1 bằng bao nhiêu, E2 bằng bao nhiêu, tôi ghi vào đây. Tương tự L1 bằng bao nhiêu, L2 bằng bao nhiêu, tính vào đây. Và sau đó chúng ta sẽ ra được kết quả là SG. Đấy. Thì đây chính là những cái gì cô cần phải trao đổi với chúng ta về thời gian dự trữ sự kiện. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao một lúc cho khỏi bị loãng, gọi là khỏi bị căng thẳng đầu óc. Sau đó chúng ta sẽ vào chúng ta thực hành, chúng ta tính nhá. Đấy. Nào bây giờ đang là 8:20. Nghỉ giải lao từ 8:20 cho đến
8 cho đến 8:30-35 nhá. Đấy, nghỉ 15 phút, bạn nào chưa ăn sáng thì tranh thủ ăn sáng đi xong là vào làm việc cùng với cô nhá. Tập trung nhá. Được chưa? Chúng ta vào lớp các em nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục nội dung vừa rồi này. Như vậy là cô vừa mới giới thiệu cho chúng ta về thời gian dự trữ sắp sự kiện. Đấy, cụ thể là SG thì sẽ bằng là lấy LG trừ đi EG. Và với mỗi một cái thành phần, ví dụ EG được tính như thế nào, LG được tính như thế nào, được xác định như thế nào thì cô cũng vừa giới thiệu cho chúng ta. Để xác định thời gian dự trữ sự kiện thì mình sẽ có một cái bảng như thế này. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chúng ta tính toán đối với các ví dụ của mình. Thế em mở ví dụ số 1 giúp cô nhé. Rồi, ở ví dụ số 1. Thế thì trong vở của các em, ví dụ số 1, trong vở của các em ấy, thì có đúng là ví dụ số 1 chúng ta đang bố trí và chúng ta đang có những thông tin như này không? Được chưa? À, trong vở đã có ghi được đủ thông tin như này chưa? Ví dụ 1. Có giống không? Có giống cô bố trí trên trang Word của cô không? Vâng ạ. Bây giờ được chưa? Ok nhá. Thế thì cô cũng yên tâm là các bạn đã ghi đủ thông tin. Bây giờ thì ngay khi ở trên trong ví dụ 1 mình có sẽ có thông tin của bài dự án này, có sơ đồ mạng này, có liệt kê các đường và nhận diện được đâu là đường răng này. Bây giờ thì ngay phía dưới các cái nội dung này mình sẽ lập một cái bảng tính là bảng xác định thời gian dự trữ sự kiện. Và ở ví dụ 1 này chúng ta sẽ thấy là sơ đồ mạng của mình có 4 sự kiện, đúng không? Thế do đó bảng tính của chúng ta sẽ gồm có là 4 cái cột cho 4 sự kiện cộng với cái cột tiêu chí là 5. Như vậy bảng tính của mình sẽ là 5 cột và 4 dòng. Đấy. Thế thì chúng ta lập cho cô một cái bảng để chúng ta tính toán. Nhỏ đúng không? Tôi để to một xíu. Rồi, này là các bạn nhìn cả sơ đồ mạng đúng không? Và cả cái đó. Nhìn được cả sơ đồ mạng và cả cái bảng. Bây giờ chúng ta bắt đầu tính này, chúng ta cứ đi từng bước một nhé để làm quen. Bắt đầu chúng ta sẽ tính từ cái dòng EG trước. EG trước, EG là thời gian sớm nhất mà sự kiện hiện di có thể xuất hiện. Đấy. Và đó là quãng đường dài nhất tính từ sự kiện đầu của dự án là sự kiện số 1 đến sự kiện di là sự kiện mình cần tính. Nhờ? À, là quãng đường dài nhất tính từ sự kiện đầu của dự án là sự kiện số 1 đến sự kiện di là sự kiện mình cần tính. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ xác định này. Đối với sự kiện số 1, E1. Đường dài nhất nối từ sự kiện đầu của dự án là sự kiện số 1. Đến chính cái sự kiện số 1 là sự kiện mình cần tính. Theo các em đường đấy là dài bao nhiêu? Không. Là không, đúng rồi, chính xác. Sự kiện số 2. Đường dài nhất nối từ sự kiện đầu của dự án là sự kiện số 1. Đến sự kiện 2 là sự kiện mình cần tính. Ở đây 4. Có mấy là 4, đúng rồi. Nó chỉ có một đường đi qua công việc B thôi.
và có độ dài là 4. Tiếp theo, sự kiện số 3, E3 này. Đường dài nhất nối từ sự kiện đầu của dự án là sự kiện số 1 đến sự kiện số 3. 11. Rồi, 11, chính xác. Có hai đường đúng không? Một đường đi qua công việc A 2 tuần, một đường đi qua công việc B, C là 11 tuần. Mình chọn đường dài nhất. Rồi, sự kiện số 4. Đường 16, dài nhất là 16. Đúng rồi, 16. Tính từ sự kiện đầu của dự án đến sự kiện số 4 là sự kiện mình cần tính. Nó cũng chính là sự kiện cuối luôn, nó chính là 16 tuần. Đó, thế như vậy là chúng ta đã tính xong được EJ rồi đấy. Bây giờ chúng ta tính LJ nhá. Nào, LJ này. LJ thì được tính bằng cách là chúng ta lấy thời gian của dự án, tức là ở đây là mình đã tính ra là 16 tuần rồi, đúng không? Thời gian của dự án trừ đi quãng đường dài nhất tính từ sự kiện J là sự kiện mình cần tính đến sự kiện cuối. Đó. Thế ví dụ ở sự kiện 1 chẳng hạn thì đường dài nhất nối từ sự kiện 1 đến sự kiện cuối của dự án nó là chính là đường gì? Nó chính là đường găng đấy, đúng không? 16 tuần. Chúng ta lấy 16, chúng ta trừ đi 16 bằng 0. Sự kiện số 2, đường dài nhất nối từ sự kiện 2 đến sự kiện cuối là đường nào? CD. À, chính xác, CD. CD ở đây là 12 tuần, đúng không? Thế thì mình phải lấy 16, mình trừ đi 12 là ra 4. Sự kiện số 3, đường dài nhất nối từ sự kiện 3 đến sự kiện 4. Ở đây có mỗi một đường là qua công việc D thôi. 5 tuần, lấy 16 trừ đi 5 là 11. Và sự kiện số 4, đường dài nhất nối từ sự kiện 4 là sự kiện mình cần tính đến sự kiện cuối cũng chính là sự kiện 4, đó là 0. Lấy 16 trừ đi 0 bằng 16. Thế như vậy là khi mình đã đánh được LJ, EJ rồi, đấy, thì chúng ta sẽ xác định được SJ. SJ ở đây là bằng LJ trừ EJ, sự kiện 1 bằng 0, sự kiện 2 có dự trữ cũng bằng 0, sự kiện 3 dự trữ bằng 0 và sự kiện 4 dự trữ cũng bằng 0. Thế như vậy ở bài ví dụ này ấy, chúng ta thấy là cả 4 sự kiện đều không có dự trữ. Đều không có dự trữ. Bây giờ mới lại nhìn lại sơ đồ mạng và nhớ lại cái phần ý nghĩa mà cô đã trao đổi với lớp mình. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là trong phần ý nghĩa chúng ta có một cái câu là đường găng đi qua tất cả các sự kiện có thời gian dự trữ bằng 0, hay nó khác đi là không có dự trữ. Đấy. Thế có nghĩa là nếu như ở bài 1 mà lúc cô chúng ta vừa mới mở ví dụ số 1 đấy ra, chúng ta mới chỉ có sơ đồ mạng không thôi. Chúng ta nhìn vào sơ đồ mạng là chúng ta cũng đã nhận diện được là sự kiện nào chắc chắn là không có dự trữ. Đúng không? Đấy. Thì ở đây chúng ta thấy là đường găng đi qua tất cả các sự kiện luôn, đúng không? Tất cả sự kiện đều có dính vào đường găng, đúng không? Thế như vậy là nhìn vào sơ đồ mạng thôi là mình đã nhận diện được luôn là sự kiện 1, 2, 3, 4 là chắc chắn là không có dự trữ, hay nó có đi là nó bằng 0. Đấy. Và kết quả tính toán thì chúng ta cũng thấy điều đấy. Đấy. Như vậy đó là ví dụ 1. Chúng ta chuyển sang ví dụ 2 nhé. Ví dụ 2. Các bạn tìm đến ví dụ 2 cho cô này. Ở ví dụ 2 thì trong vở của các em hiện tại bây giờ chúng ta cũng đang có những thông tin như thế này. Bao gồm có dữ liệu của dự án này, thông tin của dự án này, bao gồm có sơ đồ mạng này, rồi liệt kê các đường này, xác định được đường găng này, đúng không? Đấy là ví dụ 2. Thế bây giờ thì trước khi tính, trước khi xác định thời gian dự trữ của sự kiện, chúng ta nhìn vào sơ đồ mạng, đúng không? Và nhận diện cho cô sự kiện nào chắc chắn là có dự trữ và sự kiện nào chắc chắn là không có dự trữ. 3 sự là có kiện dự trữ, 2 còn lại là không có. À, đấy, tổng hợp hai ý kiến của bạn là các bạn là đủ rồi đấy. Sự kiện 3 thì có dự trữ, hay nó khác đi là mình mà tính thì nó sẽ ra khác không, đúng không? Đấy, nếu là trên bảng tính nó sẽ là khác không. Thế còn sự kiện 1, 2 và 4 sẽ là không có dự trữ. Trên bảng tính nó sẽ ra bằng 0. Đấy, thế đấy là mình nhận diện được luôn đấy. Thế thì giờ ở đây giả sử mà có một cái câu hỏi ngắn thôi chẳng hạn. Hỏi là sự kiện 2 có dự trữ là mấy chẳng hạn. Thì lúc này mình không cần phải tính. Đúng không? Mình sẽ nhận diện được nó luôn. Rồi bây giờ này chúng ta sẽ lập một cái bảng tính thời gian dự trữ sự kiện. Trong đó thì bài này cũng có 4 sự kiện thôi. Đấy. Do đó là bảng này của chúng ta sẽ có 5 cột, 4 dòng, đúng không?
Nào bắt đầu tính EZ, có bạn nào xung phong tính EZ không? Em có gương mặt nào mới không? Giang đã có điểm cộng lần nào chưa Giang? Em chưa ạ. Ờ Giang nhá, để cô chờ cô ghi tên đã. Bạn Giang. Và tên 2. Thảo Giang tính cho cô dòng EZ nhá. Em có cô EZ đầu tiên là 0 ạ. Tức là cho cô tí, con nhảy lên tận đây. À. E1 bằng 0, đúng không? Z ở đây là minh họa cho các sự kiện đấy. Thế do đó là ở đây mình gọi là E1 bằng 0. Rồi. E2 bằng 6 ạ. E2 bằng 6. Đường dài nhất nối từ sự kiện đầu của dự án đến sự kiện 2 là 6, chính xác. E3. E3 6 ạ. À E3 cũng là 6. Thế thì chúng ta thấy là Giang chờ có một xíu rồi. Chúng ta thấy là từ sự kiện 1 đến sự kiện 3 có hai đường dẫn đến nó. Một đường đi qua công việc B là 5 tuần và một đường đi qua công việc A và công việc giả là 6 tuần. Bạn Giang chọn 6 là chính xác rồi đấy. Rồi, sự kiện 4. E4 là 16 ạ. À, rồi 16. Rồi, chuẩn rồi. Cô cảm ơn Giang. Đấy, ngay từ đầu đã tính rất là chính xác đấy. Nhiều bạn là sự kiện 3 là hơi lúng túng một tí. Đấy, nhưng Giang tính chính xác và nhận diện được ngay rồi đấy. Rồi, bây giờ tính LG ạ. Các bạn nào tính LG cho cô không? Hạnh có điểm chưa Hạnh? Em chưa. À, Phạm Hạnh nhá. Chờ cô xuống. Phạm Hạnh. Ở thứ hai. Rồi hãy tính LG cho cô nào. L1 này. L1 với em bằng 0 ạ. Bằng 0. Đường dài nhất nối từ sự kiện đầu của dự án đến sự kiện cuối. Nó chính là đường răng 16 tuần lấy 16 trừ 16 bằng 0. Rồi. L2 là 6 ạ. 2 là 6. Ở đây có hai đường dẫn đến sự kiện cuối, từ sự kiện 2 đến sự kiện cuối thì bạn ấy chọn đường dài nhất là đường 10 tuần, 16 trừ đi 10 bằng 6. Sự kiện 3 là 12 ạ. À 12 chính xác, và sự kiện 4 là 16 ạ. 16. Rồi, chính xác đấy. Rồi cảm ơn Hạnh. Và các bạn đã tính ra EZ và LZ rồi và chúng ta tính nốt EZ thôi, đúng không? Và như vậy chúng ta thấy là sự kiện 1 có thời gian dự trữ là 0. Sự kiện 2 là 0, sự kiện 3 có dự trữ là 6 tuần và sự kiện 4 có dự trữ là 0. Đấy. Thì đây là thời gian dự trữ sự kiện của ví dụ số 2. Các em làm rất là nhanh và nhận diện cũng rất là nhanh. Đấy. Không bị lúng túng, không bị lẫn. Các bạn khác có hỏi gì không? Các bạn khác có thắc mắc gì không? Vừa rồi chỉ có hai bạn giơ tay thôi, không biết các bạn khác thế nào nhỉ? Rồi chúng ta chuyển sang ví dụ 3 nhé. Các bạn chuyển tìm tới ví dụ 3 này. Ở ví dụ 3 này thì chúng ta sẽ có 5 sự kiện. Do đó bảng tính sự kiện của chúng ta sẽ có 5 cột sự kiện cộng 1 cột tiêu chí thành 6. 6 cột và 4 dòng. Mẹ muốn chọn anh du lờ nha. Thì là vào view. Không có thể chỉ du lờ đây. View. Chúng ta kể xong bảng ở ví dụ số 3 chưa? Bảng tính thời gian dự trữ sự kiện ấy. Lên xong bảng chưa? Giờ cô sẽ gọi bất kỳ nhá. Tính cho cô dòng EZ nhá. Bạn là Trương Quang Diễn ạ. Diễn có trong lớp không Diễn? Diễn vắng đúng không?
Bạn là Trương Phương Hà. Phương Hà có trong lớp không ạ? Có ạ. Ừ, Phương Hà tính cho cô dòng EZ nhá. Nếu cô là EZ của sự kiện một ngày bằng không ạ. Ừ, chúng ta gọi là M1. Cái EZ nó là thay cho các cái sự kiện bất kỳ. Bây giờ mình đã có sự kiện cụ thể rồi, mình sẽ gọi là M1 bằng 0. Rồi, E2. E2 bằng 5 ạ. E2 bằng 5, rồi. E3. E3 bằng 4 ạ. Đúng xác. E4. E4 bằng 5. Bằng 5, rồi phân tích cho cô E4 lại dọa ra 5. Em chọn đường răng ạ. Đi qua sự kiện 2. Ừ. Tức là ở đây Hà lựa chọn, tức ở đây chúng ta thấy là từ sự kiện 1, sự kiện 4 có hai đường đúng không? Một đường đi qua công việc B và công việc găng, và một đường đi qua công việc A, công việc, xin lỗi, một đường đi qua công việc B và công việc giả, và một đường đi qua công việc A và công việc giả. Thì Hà chọn cái đường đi qua công việc A, công việc giả, đó là đường găng đấy đúng không? Là 5 đúng không? Rồi, nó là đường dài nhất. Rồi, E5 ạ. E5 bằng 11 ạ. Làm sao ra 11 được? À, em lại tính thế nào ra 11 cũng lại phân tích giúp cô ấy. Từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối. Từ sự kiện số 1 đến sự kiện số 5 và à, chọn đường dài nhất. 17 ạ. À, tính thế nào ra được 17? 12 ạ. Đi qua sự kiện 1, 2 và 4 ạ. Em đọc công việc đi, nếu mà nói sự kiện thì mình chưa tính được. Còn từ công việc nó sẽ có rõ ràng cái đơn vị để tính luôn. Là 5, 5, 5 và 7 ạ. Trời ơi, đến bây giờ vẫn cứ đọc bị nhầm ý nhỉ. Chứng tỏ là Hà không quan sát thường xuyên cô với các bạn làm việc hay sao ấy. Là bây giờ cái đường dẫn từ sự kiện 1 đến sự kiện 5 thì đi qua những đường công việc nào? Em chọn đường công việc nào? Chọn đường A. Nào bây giờ nha, đường từ sự kiện 1 đến sự kiện 5 mà đi theo chiều mũi tên thì em thấy có những đường nào đi theo chiều mũi tên để dẫn từ sự kiện 1 đến sự kiện 5? Đường đúng, mũi tên nó chỉ, mũi tên nó chỉ đi theo nào em chạy theo thế. Thì có những đường nào dẫn từ sự kiện 1, sự kiện 5? Đường đi qua sự kiện 1, 2, 4 ạ. Nó đã đến 5 chưa? Mới đến 4 lửng lơ thế, cô đang đắc đích đến là đích số 5 cơ mà. Là 5 ạ. Thế thì bây giờ cô đang rồi nhá, 1, 2, 4 được rồi, và 5. Tạm chấp nhận. Thế nhưng mà vẫn lại chưa chính xác theo những cái gì cô đã hướng dẫn trên lớp. Chúng ta liệt kê các đường là chúng ta liệt kê theo đường công việc chứ không phải đường sự kiện. Những cái gì em đang đọc nó là đường sự kiện. Em đọc theo số tròn đấy, là theo hình tròn đấy là đường sự kiện. Bây giờ chúng ta đọc theo đường công việc. Nào đọc cho cô đường công việc nào. Công việc là ký hiệu bằng gì? Hà phải xem lại nhé. Cô sẽ ghi lưu ý vào đây, xong là buổi sau cô sẽ lại tiếp tục cô gọi Hà nhé, Hà nhé. Hà ơi. Dạ vâng ạ. Ờ, chú ý một chút, tại vì là như thế là em vẫn chưa nắm được vững tất cả nội dung đâu. Và những cái gì cô và các bạn đã làm suốt từ hôm trước và kể từ sáng đến giờ. Đấy. Thì thôi, ví dụ bảo hôm trước thì lâu lâu em quên một xíu đi. Nhưng mà từ đầu giờ đến giờ cô với các bạn đã làm rất nhiều nội dung rồi. Đấy. Và đều làm những cái nội dung này chứ không phải là nội dung mới toanh. Nhưng mà Hà vẫn cứ không nắm được thì chứng tỏ là Hà chưa theo dõi sát đâu. Hà chú ý nhá, buổi sau cô sẽ gọi tiếp. Bạn Ngọc nào, bạn Ngọc tính nốt cho cô nào. Nguyễn Thị Ngọc ạ. Dạ vâng, có em ạ. Ừ, Ngọc tính cho cô. À, phân tích, thực ra cô muốn Ngọc phân tích lại cho cô sự kiện số 4 và sự kiện số 5. E5 ấy, E4 và E5. E4 và E5 hả cô? Ừ.
Cô ơi, cái này em vẫn chưa rõ lắm ạ. Cô gọi lại sau được. À, ok, cô sẽ lại lưu ý vào đây, buổi sau cô sẽ lại gọi nhá. Không phải buổi sau mà lát nữa thôi, đến phần nữa cô lại sẽ tiếp tục gọi. Em cứ quan sát thì em khắc làm được thôi. Đó. Rồi, chú ý đấy. Bạn là Phạm Quang Trung ạ. Phạm Quang Trung có trong lớp không? Bạn Phan Mạnh Tuấn ạ. Có ạ. Ừ, Tuấn tính cho cô sự kiện 4 và sự kiện 5. E4, E5. 4 là bằng 5 ạ. Ừ, làm sao ra 5? Từ sự kiện 1 đến sự kiện 4 thì đi qua cái điểm A với lại cái đường giải đấy. À, còn có đường nào từ sự kiện 1 đến sự kiện 4 nữa không? Còn ạ, còn điểm B ạ. Nhưng mà chọn điểm A. Không phải điểm mà là công việc nhá, hoặc là đường nhá, đường đi qua công việc. Ừ. Thế như vậy là em chọn đường đi qua công việc A và công việc giả, đúng không? Bởi vì làm sao ấy nhỉ? Sao lại chọn A mà không chọn B? Nó dài hơn cái đường. Ok, rồi, thế là cô nghĩ là Tuấn hiểu bài. Rồi, bây giờ sự kiện 5 nào? Là 12. À, là 12, sao ra 12? À, đi qua công việc A và C. Đấy đầy đủ cho cô cái. Tại sao ra 12? Đường từ sự kiện 1 đến sự kiện 5. Nào, đường từ sự kiện 1 đến sự kiện 5 đi qua những đường nào? Qua đường A và C, công việc A và C. Em chọn đường A và C đúng không? 12 đúng không? Thế còn các đường khác thì sao không chọn? Còn đường nào khác nữa không? Còn ạ. Ví dụ? Còn đường B và D. BD. Và B và C. B và C. Ok, những đường đấy đều ngắn là đường AC em chọn đúng không? Và theo đó thì mình sẽ chọn đường dài nhất là đường 12 đúng không? Rồi, cô cảm ơn Tuấn. Thế là bạn Tuấn cô cũng tạm là cô yên tâm. Bởi vì là như thế là cô thấy là bạn có nhiều bài. Đấy. Cô mời bạn một bạn tính cho cô LG nhá. Bạn là Trang Ngân ạ, Dương Trang Ngân ạ. Trang Ngân có trong lớp không? Em có ạ, em có ạ. Trang Ngân tính giúp cô LG nhá. Cô sự kiện 1 là LG là 0 ạ. Là 0. Vì sao lại là 0? Vì từ lấy 12 trừ đi từ sự kiện 1 đến sự kiện cuối đường dài nhất sẽ là 12. Rồi, chọn. Rồi, sự kiện 2. Sự kiện 2, 5 ạ. Là 5, là sao ra 5? Lấy 12 trừ đi từ 2 đến 5 là có sự, có công việc 7. Công việc 7 là công việc C. 7. Ừ, có đường qua công việc C 7 tuần, đúng không? Rồi, sự kiện 3. Sự kiện 3 cũng là 5 ạ. Cũng okay. Là 12 chú ý 7 ạ. Ok, sự kiện 4. Sự kiện 4 cũng là 5, là từ lấy 12 chú ý 7 ạ. Ok, sự kiện 5. Sự kiện 5 là 12 ạ, 12 chú 0 ạ. Rồi, Ngân hiểu bài đấy, sao không Ngân không giơ tay để mời lấy điểm cộng? Cô gọi Ngân như này tự dưng là Ngân vẫn phải phát biểu mà Ngân lại cũng không có điểm cộng luôn. Đúng không? Thế buổi sau nhớ giơ tay nhá. Dạ vâng ạ. Lấy điểm cộng tội gì? Mình hiểu bài mà, chứ phải mình không hiểu bài đâu. Nhá, Ngân nhá. Rồi, thế như vậy là các bạn đã tính cho cô xong LG và EG rồi. Bây giờ chúng ta tính Enode EG thôi. Như vậy EG ở đây ấy, thì sự kiện 1 bằng 0, sự kiện 2 bằng 0, sự kiện 3 là 1, là có dự trữ 1 tuần. Sự kiện 4 có dự trữ là 0 và sự kiện 5 có dự trữ là 0. Đấy. Thế đây chính là thời gian dự trữ sự kiện ở ví dụ số 3. Có bạn nào thắc mắc gì ở phần này không ạ? Tập dượt từng tí một đấy. Thế mà khi đi thi mà làm sai phần này đấy là cô giận lắm đấy nhá. Chuyển sang ví dụ 4 nhá. Ví dụ 4. Ở ví dụ 4 thì như cô đã giới thiệu đấy, ví dụ 4 là cái ví dụ sát nhất với những gì chúng ta sẽ tiếp cận ở cả bài tập, ở cả bài kiểm tra và ở cả bài thi. Đấy, nó gồm có một rất nhiều các sự kiện như thế này. Đấy. Tuy nhiên thì cách tính nó không hề khó bởi vì mình đã thực hành qua các ví dụ rồi và cái thao tác, cái kỹ năng nó y như vậy thôi. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tính ví dụ 4 nhá. Ở ví dụ 4 này thì chúng ta sẽ có 8 sự kiện. Do đó bảng tính của mình là sẽ có 8 cột cộng với cột số gì là 9 cột 4 dòng.
không? Đã chuẩn bị cho cô cái bảng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tính EZ nhá. Cô thấy có một số bạn giơ tay này. Bạn Minh Hương cô đã gọi lần nào chưa? Dạ chưa ạ. Minh Hương chưa có điểm cộng đúng không? Rồi Minh Hương nhá. Minh Hương là LT2. Ô hôm nay LT2 nhiều thế, LT1 chẳng thấy đâu nhỉ? Hả? LT1 tích cực đó nhá. Nào mời Minh Hương tính cho cô EZ ạ. Dạ là không ạ. À M1 bằng 0, là phải nó khở E nào bằng 0 chứ đúng không? Là M1 bằng 0. E2 là 5 ạ. E2 là 5. E3. E3 là 7 ạ. E3 là 7 đúng rồi. E4. E4 là 6 ạ. Rồi. E5. E5 là 11 ạ. À E5 11, bây giờ tính giúp cô hay là xác định hoặc phân tích cũng được để các bạn khác cùng hiểu. Tại sao E5 lại ra 11? E5 là từ đường công việc là BE ạ. À em chọn đường BE đúng không? Tức là đường từ sự kiện 1 đến sự kiện 5 ở đây có hai đường, một đường đi qua công việc A và D và một đường đi qua công việc B và E, thì đường dài nhất thì mình chọn chính là đường đi qua công việc BE ở 11 tuần. Được rồi. Có sự kiện số 6 ạ. Sự kiện số 6 là 19 ạ, E6 là 19 ạ. À 19. Sự kiện số 7 là 26 ạ. 26 và sự kiện số 8 là 29 ạ. 29, rồi cô cảm ơn Hương. Đó, thế thì bạn đã xác định xong dòng EZ rồi đấy. Và chúng ta thấy này, nha, những cái sự kiện đầu ấy thì xác định cái E của nó rất là dễ bởi vì đường nó ít thôi. Ví dụ như là sự kiện 2, sự kiện 3, sự kiện 4, đúng không? Nó chỉ qua duy nhất một đường thôi. Nhưng bắt đầu đến sự kiện 5 chúng ta đã thấy là gì? 5 trở đi ấy, chúng ta thấy là đã có rất nhiều đường dẫn từ sự kiện 1 đến cái sự kiện mình cần tính. Và về lý thuyết ra thì chúng ta sẽ phải liệt kê rất nhiều đường. Ví dụ như ở sự kiện 5 thì có hai đường là AD và BE, xong rồi mình tính sang đường nào dài nhất mình chọn. Còn đến sự kiện 6 thì còn nhiều đường nữa, đúng không? Đấy nhá. Ví dụ đường BEH này, xong rồi ADH này, xong rồi BS này, CG này, đúng không? Về lý ra là chúng ta phải liệt kê rất nhiều đường để sau đó chúng ta sẽ chọn đường dài nhất. Thế tuy nhiên thì có một cái lưu ý để cho chúng ta tính nó nhanh hơn và chúng ta không nhất thiết phải liệt kê quá nhiều đường như vậy. Đó chính là, và cô đã thấy nhiều bạn đã có kỹ năng đấy rồi đấy. Đó chính là chúng ta bám vào gì đấy? Chúng ta bám vào công việc găng. Tức là chúng ta sẽ thấy là gì? Khi mà nó đã xuất hiện công việc găng thì mình sẽ bám vào đường công việc găng mình chạy. Thì chắc chắn đấy sẽ là đường dài nhất. Đấy, ví dụ nhá. Chúng ta đang tính sự kiện số 5. Thì chúng ta nhìn thấy là tại sự kiện số 5 có một cái công việc găng nó đi vào. À thế thì chúng ta sẽ nhìn ngược trở lại để chúng ta đi theo cái đường găng. Thì đấy là đường dài nhất. Và đến sự kiện số 6 thì về lý ra là như vừa rồi cô liệt kê, chúng ta liệt kê ra đến tận 3-4 đường gì đấy cơ. Nhưng trên thực tế chúng ta sẽ không nhất thiết phải liệt kê như vậy, bởi vì chúng ta sẽ chạy tiếp từ sự kiện 5 chúng ta chạy đi luôn. Đúng không? Và tại sự kiện 5 này mình đã có đường dài nhất là 11 tuần, thì từ sự kiện 5 đến sự kiện 6 có một đường công việc găng mình sẽ chạy thẳng luôn theo nó. Đúng không? Tương tự sự kiện 7 cũng bám luôn vào đường găng chạy theo nó thì mình sẽ được là đường dài nhất. Đấy, thì cái đấy là một cái tín hiệu để cho chúng ta tính toán nó sẽ gọn gàng mà nó cũng sẽ rất là nhanh, chúng ta không phải liệt kê nhiều quá nhiều đường. Đấy. Thế còn và đấy cũng chính là lý do tại sao mà cô hay đề nghị chúng ta là chúng ta phải ký hiệu đường găng trên sơ đồ mạng là như thế đấy, là nó hỗ trợ chúng ta tính toán ấy. Ở phần này và các phần sau cũng vậy, nó sẽ hỗ trợ chúng ta tính toán, chúng ta phân tích rất là tốt. Đấy. Như vậy cô đã xong cái dòng EZ.
Bây giờ đến dòng LG. À, cô đã thấy một số bạn giơ tay rồi đấy. Xem nào, có gương mặt nào quen ở LT1 không? Có lượng, à, gương mặt mới nào ở LT1 không? Bạn Thúy Hằng đã lên chưa? Thúy Hằng LT1. Em chưa. Thúy Hằng chưa đúng không? Rồi, cô mời Thúy Hằng nha. Thúy Hằng LT1 này. Rồi. Rồi, tính cho cô LG. Cô LG của L1 bằng 0. À, L1 bằng 0. L2 bằng 6. L2 bằng 6. Em tính giúp cô. Từ từ em tính giúp cô sự kiện số 2 ấy. Tại sao L2 lại ra 6? Là em lấy 29 trừ đi 23. 23 là đường nào? Chứ vấn đề là quan là trọng đường là nhiều bạn không nhận ra được đường nào. DHJK. Đấy. DHJK là đường 23 tuần. Và mình sẽ trừ đi đường đấy. Thực ra thì sẽ có những đường từ sự kiện 2 đến sự kiện 8. Thế nó ngắn hơn đường đấy. Đúng rồi. Đấy, và tín hiệu ấy, nhân tiện đây cô hàng chờ cô xíu. Nhân tiện đây chúng cô cũng sẽ chỉ luôn này. Từ sự kiện 2 đến sự kiện 8 có nhiều đường. Tuy nhiên chúng ta để ý nhá, khi chúng ta chạy từ sự kiện 2 ví dụ 2 này, chạy qua D này đến 5 này, đúng không? Đấy, và từ 5 này có hai cái nhánh đi ra thì mình cứ ưu tiên cái nhánh có công việc găng trước. Đấy, thì đường đấy sẽ là đường dài nhất. Được chưa ạ? Đấy, thì như vậy là có đường DHJK là đường dài nhất ở đây. Chúng ta lấy 29 trừ đi nó thì sẽ ra 6. Rồi, thằng tính cho cô sự kiện 3 nào. L3 là bằng 7 là em lấy đường EHJK. Chính xác, lấy 29 trừ đi đường đó, đúng không? Vâng. Sự kiện số 4. 4 là em bằng 13 là bằng là em lấy đường GJK. Chính xác, lấy 29 trừ đi 13 ra 10 16 29 thì đi 16 là 13. 13. Đúng ra. Rồi. L5 thì bằng 11 là em lấy đường HJK. Ừ, tức là chọn đường dài nhất là HJK, lấy 29 trừ đi đường đấy, đúng không? 29 trừ đi 18. L6 là em nhắc cái đường dài nhất là lấy 29 trừ đường dài nhất để sợ các bạn không nghe ra. Các bạn lại 29 trừ đi 18 ạ. Đúng ra. Rồi. Số 6 là bằng 15 ạ. 15 hả? Đâu được. Đường nào mà ra 15? Sự kiện số 6. Em nhầm. Đường sự kiện 6 đến sự kiện 8. Em bằng 19 là em lấy được JK. Rồi, JK 10 tuần, 29 trừ đi 10 là 10, 19, đúng không? Rồi, sự kiện 7. Sự kiện 7 là bằng 16 là đường K rồi ạ. À, như vậy là từ 7 đến 8 chỉ có duy nhất qua một công việc K thôi. Tức là 3 tuần, 29 trừ đi 3 là ra 26, đúng không? Rồi, và còn sự kiện 8. L8 là em bằng 29 ạ. Rồi, chính xác. À, 29. Rồi, cô cảm ơn em. Thằng. Đấy. Thế như vậy là tính xong LG và EG rồi đấy. Cái từ EG và LG này thì chúng ta sẽ xác định được SG thôi. Đúng không? SG ở đây sẽ là gì? Sự kiện 1 là 0. Sự kiện 2 là 1. Sự kiện 3 là 0. Sự kiện 4 có dự trữ là 7 tuần. Sự kiện 5 dự trữ 0. Sự kiện 6 0. 7 0. 8 0. Như vậy nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy là thời gian dự trữ ấy, của sự kiện ấy, đấy thì chỉ có sự kiện 1 và sự kiện 2 và sự kiện 4 là đường răng nó không đi qua. Do đó là nó sẽ có thời gian dự trữ thôi. Thế còn tất cả các sự kiện còn lại, cụ thể là sự kiện 1, 3, 5, 6, 7, 8 thì là không có thời gian dự trữ. Đó, vì đường răng nó đi qua nó. Đấy. Thế thì lúc nãy thì chúng ta đã vận dụng rồi là đường răng đi qua các sự kiện có thời gian dự trữ bằng 0. Có nghĩa là nếu mà chúng ta nhìn vào sơ đồ mạng thì chúng ta cũng sẽ biết được luôn là sự kiện nào có dự trữ và sự kiện nào không có dự trữ. Đúng không? Thế bây giờ còn một cái ý nghĩa nữa mà lúc nãy chúng ta đã tiếp cận ấy, đó chính là cho phép chúng ta khi mà xác định được thời gian dự trữ sự kiện thì cho phép chúng ta sẽ xác định được thời gian bắt đầu và kết thúc của các cái công việc nằm trong phạm vi dự trữ mà không ảnh hưởng tới thời gian của dự án. Đúng không? Thì ở đây thì chúng ta sẽ phân tích thêm một xíu nhé ở cái ý nghĩa đấy. Nào bắt đầu nhìn ạ. Sự kiện 2 có thời gian dự trữ là 1 tuần. Đấy. Thế có nghĩa là về lý thuyết và về gọi là theo đúng tiến độ ấy, nếu mà thực hiện ngay thì sự kiện 2 sẽ xuất hiện sớm vào tuần 5. Đúng không? Đây ngay bảng tính này, sự kiện 2 xuất hiện sớm vào tuần 5. Đấy. Sự kiện 2 xuất hiện sớm tuần 5. Thế nhưng mà sự kiện 2 hoàn toàn có thể kết thúc muộn nhất ở tuần 6. Thì nó có đi là xuất hiện muộn nhất ở tuần 6. Đấy.
Thế có nghĩa là sự kiện 2 này là có dự trữ 1 tuần đấy, như bảng tính của mình. Và lúc này nó sẽ liên quan tới các cái công việc xung quanh nó. Ví dụ chúng ta sẽ thấy là đây, đây để cô đánh dấu và chúng ta nhìn nhá. Ví dụ tại sự kiện số 2 này đấy, thì nó sẽ liên quan đến thời điểm kết thúc của công việc A và thời điểm bắt đầu của công việc D. Nếu như sự kiện 2 xuất hiện sớm ở tuần 5 thì có nghĩa là công việc A sẽ kết thúc ở tuần 5 đúng không? Và theo đấy xuất hiện sự kiện số 2 đúng không? Nhưng nếu mà bây giờ mình cho sự kiện số 2 xuất hiện muộn nhất, tức là ở tuần 6, thì theo đó công việc A có thể kết thúc muộn nhất ở tuần mấy? Tuần 6, đúng rồi. Và nhìn ngược lại thì công việc A sẽ được thực hiện muộn nhất ở tuần mấy? Tuần 6. Nếu mà... Tuần 3. Không, nào nó mất 5 tuần để làm mà. Kết thúc ở tuần 6 mà mất 5 tuần để làm thì có phải bắt đầu từ tuần 1 không? 6 trừ 5 bằng 1 không? Có đúng là thời gian kết thúc ở tuần 6 mà tôi mất 5 tuần để làm có nghĩa là tôi sẽ phải khởi đầu từ tuần 1 đúng không? Đúng không? Cộng với 5 tuần thực hiện ra tuần 6 cái gì? Đấy. Thế thì như vậy có nghĩa là công việc A này không nhất thiết phải thực hiện ngay từ tuần 0, tức là từ cái gốc 0 cùng với các công việc khác. Mà ví dụ sau một tuần công việc A làm cũng được. Đấy, đấy là ý nghĩa của nó đấy. Tương tự đối với sự kiện số 4. Vừa mình tính sự kiện số 4 là có thời gian dự trữ là mấy tuần? 7 tuần. Là 7 tuần cơ. Thế có nghĩa là về lý thuyết ra nếu mà làm ngay thì sự kiện 4 này sẽ xuất hiện ở tuần 6. Nhưng mà sự kiện 4 hoàn toàn có thể xuất hiện muộn nhất là ở tuần 13. Tức là lùi lại hẳn 7 tuần. Và theo đấy nó sẽ liên quan tới công việc C. Công việc C thì nếu mà làm sớm như thế này thì chúng ta sẽ thấy là công việc C ở tuần 6 là xong để xuất hiện sự kiện 4 ở tuần 6. Nhưng nếu mà đẩy lùi lại thì có nghĩa là công việc C hoàn toàn có thể lùi lại được 7 tuần. Không nhất thiết là thực hiện tuần 0. Mà có thể trong khoảng 7 tuần sắp tới công việc C vào. Đúng không? Đấy. Thế thì cái này nó sẽ liên quan đến vấn đề là anh quyết định đến cái gọi là các cái nguồn lực để dành cho dự án. Đấy. Giả sử ngay từ cái gốc 0 này này. Đấy, khi khởi đầu dự án này gốc 0 này. Đấy. Là nhìn vào đây chúng ta thấy là ngay từ gốc 0 là 3 công việc được làm nhá. Đúng không? 3 công việc được làm luôn. Đấy. Đấy, thế nhưng mà về lý do gì đấy, một số lý do gì đấy dẫn tới là ví dụ doanh nghiệp của cô không đủ nguồn lực để làm cả 3 công việc cùng một lúc chẳng hạn. Doanh nghiệp đang bị thiếu nguồn lực, đang bị thiếu vốn, đang bị thiếu lao động vân vân, thiếu gì đấy mà không thể thực hiện cả 3 công việc cùng một lúc. Thì công việc nào mình sẽ phải ưu tiên đầu tiên? Công việc B ạ. Chính xác, công việc B là mình ưu tiên trước tiên, bởi vì nó là công việc găng, công việc cứng của dự án, đúng không? Thế còn công việc A thì có thể lùi bao nhiêu tuần? Có thể lùi một tuần thành 6 tuần. Đúng rồi, thôi công việc A chậm lại một tuần cũng được, sau một tuần đấy tôi xoay xả về nguồn lực, đúng không? Công việc C có thể lùi tối đa 7 tuần, trong khoảng 7 tuần đấy tôi sẽ xoay xả nguồn lực để thực hiện cho công việc C. Chúng ta hình dung không? Đấy, thì cái ý nghĩa khi mà chúng ta xác định thời gian dự trữ sự kiện ấy, đấy, thì nó sẽ liên quan đến các công việc xung quanh nó. Đấy. Và để mình thực hiện, mình sắp xếp được các nguồn lực và mình quyết định được là công việc nó bắt đầu khi nào, kết thúc khi nào. Mà nó không ảnh hưởng tới thời gian chung của dự án là vẫn là 29 tuần. Đấy. Thì phần này cô phân tích thêm để chúng ta hình dung cái ý nghĩa khi mà chúng ta xác định thời gian dự trữ của sự kiện. Và như vậy chúng ta đã trải nghiệm xong 4 cái ví dụ liên quan tới xác định thời gian dự trữ sự kiện. Phần này hãy tính dễ hay khó các em? Thời gian dự trữ sự kiện dễ hay khó? Cũng dễ nhỉ? Không có gì khó. Đơn giản mà. Chỉ có điều chúng ta chú ý một chút. Đấy, để chúng ta nói chung là từ cái phần xác định ấy, này cái xác định này đấy, chúng ta chỉ cần hiểu cái này thôi, đúng không? Đấy, và dùng câu từ nó chuẩn thôi, đấy thì chúng ta tính được hết đấy mà. Bây giờ chuyển sang loại dự trữ thứ hai là dự trữ công việc, thời gian dự trữ của công việc. Thời gian dự trữ công việc. Thế thì thời gian dự trữ công việc ấy thì nó sẽ có hai loại dự trữ. Cái loại thứ nhất là dự trữ toàn phần và loại thứ hai là thời gian dự trữ tự do của công việc. Thế chúng ta sẽ xem xét từng loại dự trữ một nhá. Thứ nhất là dự trữ toàn phần của công việc. Thì thời gian dự trữ toàn phần của một công việc ấy, đó là thời gian mà công việc này có thể đẩy lùi lại chậm hơn hoặc kéo dài nhưng không làm chậm thời gian kết thúc của dự án. Đấy. Thế có nghĩa là về chúng ta hiểu về bản chất trước này, thì thời gian dự trữ toàn phần của một công việc ấy, đó là thời gian mà một công việc đấy có thể đẩy lùi lại chậm hơn
hoặc kết thúc muộn hơn, hoặc kéo dài hơn so với dự kiến. Đấy. Thế nhưng mà cái việc mà kết thúc muộn hơn đấy, việc kéo dài hơn so với dự kiến đấy, đấy, nó không làm chậm hoặc là không ảnh hưởng đến thời gian kết thúc của dự án. Tức là chúng ta nhìn trong mối tương quan là gì đấy ạ? Mối tương quan với thời gian của cả dự án. Đấy, mối tương quan là ở góc độ là cả dự án. Nhá. Đấy. Thế ví dụ như này, một ví dụ nôm na để chúng ta hình dung nhá. Giả sử như là ví dụ như là môn quản lý dự án của cô Phương Anh coi như là một dự án. Và thời gian thực hiện cái dự án này đó là từ ngày 1 tháng 10 cho đến ngày bao nhiêu đấy? 26 tháng 11 nhỉ? Lịch của mình là 26 tháng 11. Đấy, nhá. Đây là coi như là một cái dự án. Thế thì để thực hiện dự án này thì rõ ràng là có rất nhiều công việc bên trong nó. Ví dụ như là mỗi chương được coi như là một công việc đi. Ví dụ như là chữa bài tập được coi là một công việc đi. Đúng không? Thế nhá. Đấy. Thế thì đấy coi như là các công việc. Và như vậy là để thực hiện mấy cái dự án này thì tôi có rất nhiều công việc bên trong. Đúng không? Đấy. Và thời gian kết thúc đó chính là vào ngày 26 tháng 11. Thế bây giờ giả sử chương 4 này của cô. Đúng không? Chương 4 này. Nó được coi là một công việc. Và theo dự kiến thì chương 4 này mình sẽ lên trong 3 buổi học. Mình sẽ học trong thời gian là 3 buổi. Đấy. 3 buổi học. Thế nhưng vì một số lý do gì đấy, ví dụ như là cụ thể là trong chương 4 này cô Phương Anh thấy là có rất nhiều phần liên quan đến bài tập. Đấy. Thế và cô Phương Anh rất muốn là chúng ta luyện tập kỹ hơn, cô muốn chữa nhiều bài kỹ hơn, hoặc là chúng ta thực hành nhiều hơn, đưa ra nhiều ví dụ hơn để chúng ta nắm chắc các cái phần bài tập. Thế do đó và cuối cùng là chương 4 này của cô là cô diễn thực hiện trong thời gian là 4 buổi học. Thế có nghĩa là cái thời gian dành cho cái công việc này bị kéo dài hơn so với dự kiến. Đúng không? Đấy, kéo dài hơn so với dự kiến. Thì cái việc mà cô quyết định kéo dài được 4 buổi học như thế này là trên thực tế là cô đã xác định là nếu có kéo dài thành 4 buổi học thì nó cũng không ảnh hưởng chung, không ảnh hưởng tới thời gian kết thúc chung của dự án. Tức là cô vẫn đảm bảo được là đến ngày 26 tháng 11 là chúng ta hoàn thành theo đúng cái kế hoạch và chúng ta không bị kéo dài. Đấy. Thì đây là một cái ví dụ nôm na để chúng ta hình dung. Đó, nôm na để chúng ta hình dung về cái thời gian dự trữ toàn phần. Hoặc là cô dự kiến là đây ví dụ theo ngày chẳng hạn, chương 4 này chúng ta sẽ học từ ngày 15 tháng 10 cho đến ngày 25 tháng 10. Ví dụ thế. Đấy. Thế nhưng trên thực tế thì môn này của cô lại được học từ ngày là gì đây? 20 tháng 10 cho đến ngày 30 tháng 10. Ví dụ thế. Tức là thời gian là như nhau, đều là 10 ngày. Nhưng mà nó diễn ra ở thời điểm khác nhau và nó kết thúc muộn hơn so với dự kiến đây. Đúng không? Đấy. Thế thì cái việc mà cô quyết định là cái thời gian của các cái công việc ấy như thế nào là trên thực tế là cô, bởi vì là nó có gì ạ? Cô xác định là nó có thời gian dự trữ toàn phần. Đấy. Và cái việc mà 30 tháng 10 mới xong được chương 4 thì cũng không ảnh hưởng chung tới tiến độ của dự án. Đấy, thì đây là một ví dụ nôm na để chúng ta hình dung. Nhá. Thế thì thời gian dự trữ toàn phần của một công việc sẽ được tính như sau. TSA là toàn phần của công việc A. Đấy. Sẽ được tính bằng cách là lấy LSA trừ ESA. Thế trong đó thì ESA là thời gian bắt đầu sớm của công việc A. Và LSA là thời gian bắt đầu muộn của công việc A. Đấy. Thế như vậy, đây bắt đầu sớm này, ESA là bắt đầu sớm này. LSA là bắt đầu muộn này. Đấy. Thế như vậy về bản chất ra thì thời gian dự trữ toàn phần của công việc sẽ được tính bằng cách là lấy gì? Lấy muộn trừ sớm. Ở thời điểm nào? Thời điểm bắt đầu. Được chưa? Đấy. Bắt đầu muộn trừ bắt đầu sớm thì sẽ ra được thời gian dự trữ toàn phần của công việc. Đấy. Công thức thứ hai để xác định thời gian dự trữ toàn phần của công việc đó là TFA bằng LFA trừ EFA. Trong đó thì LFA là thời gian kết thúc muộn công việc A và EFA là thời gian kết thúc sớm công việc A. Thế có nghĩa là nếu mà theo công thức thứ hai thì thời gian dự trữ toàn phần một công việc cũng sẽ được tính bằng cách là lấy muộn trừ sớm. Nhưng ở mốc nào? Mốc nào? Mốc kết thúc. Được chưa ạ? Thế như vậy là thời gian dự trữ toàn phần của một công việc thì cái công thức chung đó chính là chúng ta lấy muộn trừ sớm và chung cái mốc đó là cùng mốc bắt đầu hoặc là cùng mốc kết thúc. Đấy. Thế bây giờ lại trở lại cái ví dụ ở trên này của cô. Để cô xóa đi cho chúng ta khỏi hoa mắt nhá. Đây, trở lại ví dụ trên.
môn quản lý dự án, ví dụ trong đây có một cái công việc, đó là công việc ở là chương 4, đúng không ạ? Thì bắt đầu sớm sẽ là ở ngày 15 tháng 10 và xong thì sẽ vào ngày 25 tháng 10. Nhưng mà trên thực tế thì chương 4 này muộn nhất là ngày 20 tháng 10 phải vào. Và gì đấy? Và ngày 30 tháng 10 sẽ phải kết thúc. Ví dụ thế. Thế thì bây giờ muốn xác định thời gian dự trữ toàn phần của cái chương 4 này thì chúng ta sẽ cùng lấy mốc gì đấy? Chúng ta sẽ lấy muộn trừ sớm và cùng chung mốc. Ví dụ cùng bắt đầu hoặc là cùng kết thúc. Đấy. Ví dụ chúng ta lấy mốc bắt đầu thì sẽ bằng bao nhiêu trừ bao nhiêu? 20 tháng 10 trừ đi 15 tháng 10. Chính xác, đúng rồi, đấy là mốc bắt đầu. Hoặc là lấy mốc kết thúc. Đấy, thì lấy mốc kết thúc muộn là ngày 30 đấy, trừ đi ngày 25. Đấy, thì chúng ta sẽ ra là gì đấy ạ? Chúng ta sẽ ra được cái thời gian dự trữ toàn phần của công việc. Lấy bắt đầu cũng được, lấy kết thúc cũng được. Đấy, và đều tuân thủ theo một cái quy tắc là lấy muộn trừ sớm. Đó, phần này chúng ta sẽ dùng rất nhiều ở trong phần cuối chương này nhé. Nên là chúng ta cứ nhớ bản chất cho cô là lấy muộn từ sớm và cùng chung mốc là mốc bắt đầu hoặc là mốc kết thúc. Đó. Đấy, thế thì trong các cái công thức này thì hiện tại bây giờ ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái công thức này khá là nhiều này. Đấy. Thế còn công thức sau này ít dùng hơn, công thức sau mình sẽ vận dụng ở cuối chương nhiều hơn thôi, chứ còn và cũng không, gọi là hiểu bản chất thôi, chứ chúng ta cũng không phải tính toán quá nhiều. Thế còn việc tính toán thì thường là sẽ dùng ở cái công thức đầu tiên nhiều hơn. Đấy, một tí nữa vào chúng ta sẽ thấy. Đấy là cái loại dự trữ thứ nhất là dự trữ toàn phần của công việc. Loại thứ hai là thời gian dự trữ tự do của công việc. Thì thời gian dự trữ tự do của công việc ấy là thời gian mà một công việc có thể kéo dài hoặc bị đẩy lùi lại chậm hơn. Nhưng không được làm chậm. Đấy, nhưng không làm chậm thời gian bắt đầu của công việc sau. Thế như vậy nếu như dự trữ toàn phần vừa rồi ấy, là chúng ta tính toán là chúng ta thấy là chúng ta xem xét trong cái mối tương quan với thời gian của toàn dự án, đúng không? Của cả cái dự án đấy. Thì cái thời gian dự trữ tự do thì mình chỉ xem xét trong cái mối tương quan với cái công việc đằng sau cái công việc mình tính toán thôi. Công việc kế ngay sau nó thôi. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ thấy là trên thực tế trong dự án cũng thế và trong cuộc sống hàng ngày của mình cũng thế. Luôn luôn sẽ có những công việc gối tiếp đằng sau. Đúng không? Đấy. Thế thì thời gian dự trữ tự do của một công việc đấy là thời gian mà công việc này mình sẽ có thể nếu mà mình thực hiện mình lùi lại được hoặc là mình kết thúc muộn hơn nhưng nó không được ảnh hưởng tới công việc kế ngay đằng sau cái công việc mình đang tính toán. Đấy là thời gian dự trữ tự do. Giả sử như thế này, lại lấy một ví dụ nôm na nhá. Giả sử như này. Đây, ví dụ môn quản lý dự án của cô Phương Anh. Đúng không? Và lúc này chúng ta sẽ tính theo ngày đi cho chúng ta hình dung cho dễ. Lịch học của chúng ta nhá. Đây, này nó dễ hơn này. Lịch học kỳ 1. Đúng không? Kỳ 1, giai đoạn 2. Và chúng ta như nhau như sau. Môn quản lý dự án sẽ vào từ ngày mùng 1 tháng 10 cho đến ngày mùng 5 tháng 10. Học một mạch nhá. Đấy, học ngày nào cũng học đấy, học một mạch đấy. Đúng không? Sau đó sẽ học tiếp đến môn thứ 2. Sau đó sẽ có những môn như sau. Đây là học kỳ 2 sẽ có giai đoạn 1. Kỳ 1 giai đoạn 2 sẽ có những môn như sau. Quản lý dự án học từ ngày mùng 1 tháng 10 đến mùng 5 tháng 10. Môn thuế sẽ học từ ngày 15 tháng 10 cho đến ngày 20 tháng 10. Đấy. Môn tiếng Anh thì sẽ học từ ngày mùng 6 tháng 10 cho đến ngày mùng 10 tháng 10. Đấy. Môn tài chính doanh nghiệp đấy, sẽ học từ ngày 25 tháng 10 cho đến ngày 30 tháng 10. Ví dụ thế. Được chưa? Đấy nhá, đây là lịch học của mình. Đúng không? Cho giai đoạn 2 của kỳ 1. Đúng không? Đấy, có những môn này sẽ học và thời gian như thế này. Đấy. Thế thì cái việc mà mình xác định là vậy thì cái môn quản lý dự án này có thời gian dự trữ tự do hay không thì chúng ta phải xem xét các công việc kế ngay đằng sau nó. Công việc đằng sau nó. Như vậy đằng sau quản lý dự án sẽ có 3 môn học. Đúng không? Đấy. Thế thì mình sẽ phải xác định xem vậy thì môn này có thời gian dự trữ tự do hay không bằng cách là xem vậy thì công việc này có thể kéo dài được hay không? Kéo dài hơn so với dự kiến được hay không? Và kết thúc muộn hơn so với dự kiến được hay không mà không ảnh hưởng đến công việc sau. Đấy. Thế thì nhìn vào đây chúng ta thấy là ngay đằng sau môn quản lý dự án này có môn gì? Tiếng Anh. Môn tiếng Anh tức là quản lý dự án kết thúc hôm 5. Tức là kết thúc hôm nay thì ngày hôm sau đã có một môn gối ngay vào rồi. Đúng không? Đấy. Thế thì có nghĩa là quản lý dự án lúc này là không có thời gian dự trữ tự do đâu. Bởi vì là ngay đằng sau sẽ có một môn gối vào đấy rồi. Đấy. Thế thì đấy là cái gọi là cái hàm ý hoặc là cái ví dụ nôm na liên quan tới thời gian dự trữ tự do của công việc.
Thế thì để xác định thời gian dự trữ tự do của công việc thì chúng ta xác định như sau. Tự do của công việc A bằng min ES các công việc sau A trừ EFA. Thế thì EFA này là cái gì? EFA nó là thời gian kết thúc sớm của công việc A. Và thời gian kết thúc sớm của công việc A được tính bằng cách là lấy thời gian bắt đầu sớm cộng với lại thời gian thực hiện của chính cái công việc đấy. Thì chúng ta sẽ được kết thúc gì? Kết thúc sớm. Đúng không ạ? Bắt đầu sớm cộng với thời gian thực hiện nó thì sẽ được kết thúc sớm. Đó. Giống như có một cái câu mà hàng ngày chúng ta hay nói. Đấy, chúng ta khi chúng ta chuẩn bị làm một công việc gì mà cứ ngần ngại. Xong chúng ta có một câu chúng ta bảo là thôi, làm sớm, xong sớm. Đúng không? Thế có nghĩa là gì? Nó còn giống cái hàm ý của cái kết thúc sớm này không? Đúng không? Chúng ta bắt đầu sớm, chúng ta cộng với thời gian thực hiện của nó, chúng ta sẽ được kết thúc sớm. Thế thì từ đây suy ra, nếu mà tôi làm muộn thì làm sao? Thì xong muộn. Xong muộn. Thế thì có nghĩa là từ đấy suy ra các em có thể tính được thời gian kết thúc muộn của công việc không? Công thức đấy, đúng không? Thì tức là bắt đầu muộn cộng với thời gian thực hiện của nó thì sẽ được kết thúc gì? Kết thúc muộn. Đúng không? Đấy, hiểu bản chất thôi mà. Rồi. Thế đấy là cái nôm na để chúng ta hình dung. Thế thì bây giờ mới vào phân tích cái công thức này để chúng ta hiểu nhá. Như vậy EFA là thời gian kết thúc sớm của công việc A thì dễ tính rồi. Đó là bằng thời gian bắt đầu sớm cộng với thời gian thực hiện của công việc đấy, mình sẽ được kết thúc sớm. Thế bây giờ còn một cái cụm từ nữa cần phải làm rõ, đó là min ES các công việc sau A. Thì min ES các công việc sau A chúng ta hiểu là như này này. Tức là nhá, khi chúng ta xác định thời gian dự trữ tự do của công việc A. Đây, của công việc A này thì chúng ta sẽ phải xem xét đằng sau công việc A. Đấy, những công việc đằng sau công việc A. Và xem là những công việc đằng sau công việc A đấy thì nó bắt đầu sớm nhất, tức là ES là bắt đầu sớm ấy. Khi nào? Và chúng ta chọn giá trị gì? Nhỏ nhất. Đấy, thì chúng ta sẽ ra được cái cụm là xác định được min ES các công việc sau A. Đấy, bây giờ mẹ trở lại ví dụ ở phía dưới này của cô nhá. Nào, ví dụ môn quản lý dự án chính là công việc A đấy mà mình đang cần tính ấy. Đấy, thì lúc này chúng ta sẽ phải xác định xem min ES các công việc sau A là như thế nào. Bây giờ xem đằng sau quản lý dự án có những môn gì. Ở đây đằng sau quản lý dự án có 3 môn. Đấy. Và 3 môn này bắt đầu sớm nhất khi nào? Nào, môn thuế bắt đầu sớm nhất vào ngày 15. Môn tiếng Anh bắt đầu sớm nhất ở ngày mùng 6. Môn tài chính doanh nghiệp bắt đầu sớm nhất ở ngày, trùng ngày này. Nhưng mà chả ai nói gì, câu ngày 25. Cái này cô đánh nhầm đấy, 25 đến 30. Đúng không? Tài chính doanh nghiệp là từ ngày 25 tháng 10. Nhá, 25 nhưng phải 15 nhá, ra vừa rồi đánh nhầm số đấy. Đấy. Thế thì như vậy thì đằng sau quận quản lý dự án có 3 môn thì môn nào là bắt đầu sớm nhất? Môn tiếng Anh ạ. Min ấy, cái min ấy. Min chính là đối với là môn tiếng Anh là mùng 6, đúng không? Thì như vậy là gì? Trong ba cái giá trị, một giá trị là 15, một giá trị là mùng 6, một giá trị là 25 thì rõ ràng là gì đấy? Mình sẽ phải nhận giá trị đấy, mình chọn giá trị là mùng 6 là cái giá trị min. Đấy. Thế sau đó thì mình tính toán tiếp thôi. Đó. Thì đây là một ví dụ nôm na nhá, để cho chúng ta hình dung. Và một tí nữa thì chúng ta vào bài cụ thể ấy, thì chúng ta sẽ dễ tính hơn. Và nó có số liệu cụ thể ấy, nên chúng ta tính sẽ dễ hơn. Bây giờ thì đến một cái nội dung, đó chính là xác định các cái thành phần để chúng ta xác định được thời gian dự trữ toàn phần và dự trữ tự do. Ở đây sẽ có các cái thành phần như sau. Thứ nhất là ESA. ESA là thời gian sớm nhất mà công việc A có thể bắt đầu. Cái ES này thực ra nó là ký hiệu của tiếng Anh đấy, đúng không? Thời gian bắt đầu sớm nhất đây này, đúng không? Là earliest start, đúng không? Đấy. Thế còn thời gian bắt đầu muộn là gì? LSA là gì? Latest, đúng không? Đấy. Thế ký hiệu của tiếng Anh thôi. ES đây chính là gì? Earliest finish, đúng không? Thế thì chúng ta nhớ hiểu thì chúng ta cũng có thể dễ nhớ công thức hơn. Nhớ ký hiệu. Rồi ESA này. ESA là thời gian sớm nhất mà công việc A phải bắt đầu. Hay nó khác đi là chúng ta hay dùng cái từ là thời gian bắt đầu sớm của công việc A. Đúng không? Đấy. Thế thì thời gian bắt đầu sớm của công việc A sẽ được tính bằng cách là chúng ta xác định quãng đường. Nó chính là quãng đường dài nhất tính từ sự kiện đầu của dự án. Là sự kiện số mấy? Sự kiện số 1. Đến sự kiện đầu của công việc A. Đấy, tức là đây công việc A đây. À, cô lại vẽ để chúng ta hình dung nhá. Một công việc A bao giờ cũng có sự kiện đầu cuối, đúng chưa? Bao giờ cũng có sự kiện đầu cuối. Cái này đã nêu từ hôm từ lần trước rồi. Đúng không ạ? Giả sử bây giờ cô đánh số này, đây là sự kiện đầu của dự án là sự kiện số 1 này.
Cái công việc A là công việc mình cần tính thì có sự kiện đầu cuối như sau là 5 này và 7 này. Đúng không? Sự kiện đầu công việc A chính là sự kiện số 5, tức là tại sự kiện đó đi ra công việc A. Sự kiện cuối công việc A chính là sự kiện số gì? Số 7, tức là tại sự kiện đó công việc A đi vào. Đấy. Thế thì ESA này sẽ được tính bằng cách là đó là quãng đường dài nhất tính từ sự kiện đầu của dự án là sự kiện số 1 đến sự kiện số 5 là sự kiện đầu của công việc A. Đúng không? Đường nào dài nhất thì mình chọn, nó chính là ESA. Đúng không? Đấy. Tiếp theo EFA. EFA là thời gian sớm nhất mà công việc A có thể hoàn thành. Đấy. Thì cái này cô vừa mới giới thiệu theo cái công thức lúc trước rồi đấy. Tức là gì? Bắt đầu sớm cộng với thời gian thực hiện của nó thì sẽ ra được là gì? Kết thúc sớm. Đúng không? Thế có nghĩa là khi chúng ta đã xác định được cái thời gian bắt đầu sớm, tức là ESA của công việc A, tức là từ 1 đến 5 đường dài nhất rồi, chúng ta cộng thêm cái quãng đường thực hiện của công việc A nữa, thời gian thực hiện công việc A nữa, đúng không? Thì chúng ta được gì? Được kết thúc sớm. Đấy. Đấy là công thức thứ hai. Cái thứ hai, cái thành phần thứ ba chúng ta cần phải lưu ý đó là LSA. LSA là thời gian muộn nhất mà công việc A phải bắt đầu để không làm kéo dài thời gian dự án. Và để xác định được LSA chúng ta tính như sau. Chúng ta lấy độ dài thời gian dự án trừ đi max quãng đường tính từ sự kiện đầu của công việc A đến sự kiện kết thúc. Đấy. Thế có nghĩa là để xác định thời gian thực hiện muộn ấy, của công việc A đấy, LSA, mình sẽ phải liệt kê tất cả các đường tính từ sự kiện 5 ở trên cái hình vẽ minh họa này này, từ sự kiện 5 đến sự kiện cuối cùng. Đấy, đường nào dài nhất thì mình chọn, sau đó mình lấy thời gian của dự án mình trừ đi nó. Thì chúng ta sẽ được là thời gian bắt đầu muộn của công việc A. Thành phần cuối cùng là LFA. LFA là thời gian kết thúc muộn của công việc A. Đấy, thì ở đây có giới thiệu với chúng ta một cái công thức. Đó là lấy thời gian của dự án trừ đi max quãng đường từ sự kiện cuối công việc A đến sự kiện cuối của dự án. Đấy. Thế tuy nhiên cô sẽ gợi ý chúng ta một cái công thức mà giống như vừa chúng ta phân tích ấy, đã có xong sớm, à làm sớm thì xong sớm, thì chúng ta cũng sẽ có làm muộn xong muộn, đúng không? Làm muộn xong muộn. Thế có nghĩa là nó bằng cái gì? Thời gian bắt đầu muộn của công việc A cộng với thời gian thực hiện của công việc A thì chúng ta sẽ được kết thúc muộn thôi. Thế cái này rất là dễ, đúng không? Đó. Đây, chúng ta đã có LSA rồi, đúng không? Đấy. Chúng ta cộng với thời gian thực hiện của công việc A có vẻ chúng ta ra được kết thúc muộn rồi. Đấy, thì công thức này nó dễ tính hơn, đúng không? Thế thì trong bốn cái thành phần này này, đấy, trong bốn cái thành phần này thì chúng ta sẽ sử dụng, đây, nhờ cô xã, chúng ta sẽ sử dụng chủ yếu là ba cái thành phần đầu tiên, ESA là 1, EFA là 2 và LSA là 3. Ba cái thành phần này chúng ta sẽ dùng chủ yếu, tính toán chủ yếu trong cái phần tiếp theo đây. Đấy. Thế do đó là nhớ kỹ cho cô ba cái nội dung này. Thế còn cái LSA thì chúng ta ít khi tính lắm, ít khi dùng lắm, rất hiếm khi dùng. Tất nhiên là vẫn có xuất hiện nhưng chúng ta không phải dùng, không phải tính đến nó. Đấy, có ba cái nội dung này. Đó. Phần ý nghĩa này cô sẽ giới thiệu sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần là gì ạ? Để xác định thời gian dự trữ sự kiện của công việc. Đấy, thì cái cách bố trí và cách trình bày ấy là như thế nào? Thì đây là cái bảng tính thời gian dự trữ của các công việc. Đấy. Bảng tính thời gian dự trữ của công việc trong một cái dự án. Thì cái bảng này có kết cấu như sau nhé. Thứ nhất là bảng này là có 8 cột tất cả. Cột thứ nhất là cột công việc. Ở đây là cột đánh số đấy này. Đúng, cột 1, cột 2, cột 3 cho đến cột 8 này. Đấy. Thì cột thứ nhất là cột công việc. Thì dự án có bao nhiêu công việc thì chúng ta sẽ nạp vào. Đây, chúng ta sẽ nạp vào cái cột công việc này. Đấy. Mỗi công việc một dòng. Đấy. Cột thứ hai là cột thời gian của công việc. Thì công việc có thời gian là bao nhiêu lâu chúng ta sẽ nạp vào tương ứng. Đúng không? Cái này trong đề bài có hoặc là chúng ta đã tự cho dữ liệu rồi. Công việc A thực hiện trong bao nhiêu tuần, công việc B bao nhiêu tuần, công việc C là bao nhiêu. Đấy, thì chúng ta sẽ nạp tương ứng vào đây. Thế như vậy cột 1, cột 2 là mình nạp thông tin thôi. Đúng không? Từ cột 3 trở đi thì chúng ta sẽ phải tính toán. Chúng ta sẽ phải xác định LSA là bao nhiêu, ESA là bao nhiêu. Sau đó thì ra cột 3, cột 4 rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ tính được đến cột 5. Cột 5 này là thời gian dự trữ toàn phần của công việc A. Và toàn phần của công việc A thì sẽ tính bằng cách là lấy cột 3 trừ đi cột 4. Là sẽ ra được toàn phần của công việc A.
Cột thứ 6 là min es các công việc sau A, tức là mình sẽ phải xem đằng sau công việc A thì công việc nào bắt đầu sớm nhất, tức là mình chọn giá trị nhỏ nhất đấy, đúng không ạ? Chúng ta nạp vào đấy. Cột số 7 là EFA. EFA là thời gian kết thúc sớm của công việc A. Đấy, và cột 7 này sẽ bằng là lấy gì đấy ạ? Cột 2 cộng cột 4, tức là gì ạ? Chúng ta lấy thời gian bắt đầu sớm, chúng ta cộng với thời gian thực hiện công việc thì sẽ được kết thúc sớm. Đấy. Cột số 8 là thời gian dự trữ tự do của công việc A. Thì tự do thì sẽ bằng cột 6 trừ đi cột 7. Đấy. Thế thì như vậy ở cái dòng thứ hai mà có đánh số này này, đây chính là đánh số cột và cũng là lồng ghép vào đó là công thức luôn để cho chúng ta nhớ. Thì phòng trường hợp là chúng ta chưa nhớ được ngay công thức thì chúng ta sẽ biết là lấy cột nào trừ đi cột nào. Đó. Thì đây chính là thời gian dự trữ của các công việc. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào ví dụ cụ thể. Các em mở ví dụ số 1 giúp cô ạ. À, chúng ta đang ở ví dụ số 1 ạ. Ở ví dụ số 1 thì chúng ta đang có, trong vở của các em là đang có bảng tính thời gian dự trữ sự kiện rồi, đúng không? Thế thì ngay phía dưới bảng tính thời gian dự trữ sự kiện thì lập giúp cô một cái bảng tính thời gian dự trữ công việc. Cái bảng này cố gắng là ghi cho rõ ràng, đừng ghi ẩu nhé, không là nó nhầm dòng là mình lại tính nhầm ấy. Cái bảng này thì vì là bài này của chúng ta là có 5 công việc, thế cho chúng ta sẽ có 5 dòng công việc. Cộng với dòng tiêu chí là 6, cộng với cái dòng công thức này nếu như bạn nào mà cần ghi. Và cô nghĩ là ban đầu thì nên ghi để cho nhớ công thức, đúng không? Là 7. Như vậy là sẽ cần có 7 dòng và 8 cột. Đấy. Nhớ ghi là bảng tính thời gian dự trữ công việc nhé. Không về lại nhìn, không nhớ được là cái bảng này đang tính cái gì. Chúng ta vẽ xong bảng chưa ạ? Vẽ xong thì báo cô nhá. Chúng ta cùng tính nhá.
Chúng ta vẽ xong bảng chưa ạ? Đã rồi ạ. Rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng tính nhá. Cô cho mình sẽ cùng tính nhá. Hai cái cột là cột 1 và cột 2 là chúng ta nạp được thông tin luôn. Đúng không? Chúng ta đã có dữ liệu về các công việc này. Chúng ta đã có thông tin về thời gian của các công việc này. Chúng ta sẽ nạp vào luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tính từ cột 3, cột 4 trở đi đúng không? Đấy. Thì đây, cô để trên, không biết là để này nhỏ, có nhỏ không? Em có nhìn được hình không? Có. Rồi nhá, thế cô để như này nhá. Rồi, không như này để, tại vì là nếu mà để cái trang Word mà to quá thì nó mình lại bị mất mất cái hình sơ đồ mạng để mình tính toán. Nên là cô phải thu hơi nhỏ lại một xíu. Rồi bây giờ chúng ta tính cột 4 trước này, cột ESA trước này. Thời gian bắt đầu sớm của công việc A này. Thì thời gian bắt đầu sớm của công việc A sẽ được xác định bằng cách là lấy gì ạ? À, đó là quãng đường dài nhất tính từ sự kiện đầu của dự án là sự kiện số 1 đến sự kiện đầu của công việc A. Đấy, đấy là công thức tính nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xác định cho công việc A đầu tiên. Đường dài nhất nối từ sự kiện đầu của dự án là sự kiện số 1 đến sự kiện đầu công việc A là sự kiện số mấy? Số 3. Mình lại bắt đầu lại hơi lẫn rồi. Số 1 đúng rồi, số 1 nhá. Còn số 3 nó là đầu mũi tên. Đừng nhầm sang đầu mũi tên với đầu công việc nhá. Ở đây này, đường dài nhất nó từ sự kiện đầu của dự án đến sự kiện đầu công việc A cũng chính là sự kiện số 1 luôn. Thế như vậy là từ sự kiện 1 tới sự kiện 1 bằng mấy? Bằng không. Đúng rồi. Công việc B này, đường dài nhất nối từ sự kiện đầu của dự án là sự kiện số 1 đến sự kiện đầu công việc B cũng là sự kiện số 1. Nó là không. Đúng không? Công việc C, đường dài nhất nối từ sự kiện đầu của dự án là sự kiện số 1 đến sự kiện đầu công việc C là sự kiện số mấy? Số 2. Số 2. Thế thì ở đây là mấy? 4. 4 ạ. À 4, đúng rồi. Nào, công việc D, đường dài nhất nối từ sự kiện đầu công việc D, à xin lỗi, đầu dự án đến sự kiện đầu công việc D. À, sự kiện 1 đến 3. À, từ 1 đến 3. Thế bây giờ chọn đường dài nhất. BC 11. À, rồi, BC 11, đúng không? Đường dài nhất từ sự kiện 1 đến sự kiện 3 thì có hai đường. Một đường đi qua công việc A, một đường đi qua công việc BC. Mình phải chọn đường dài nhất. Rồi, tiếp theo ạ, công việc E. Từ sự kiện 1 đến sự kiện đầu công việc E là sự kiện số 2. 2. Thì ở đây là mấy? ES của E là mấy? 4 ạ. 4, chính xác. Như vậy là chúng ta đã xong cột ESA. Bây giờ tính đến LSA này. LSA được tính bằng cách là lấy thời gian của dự án là 16 tuần, đúng không? Trừ đi quãng đường dài nhất tính từ sự kiện đầu của công việc A đến sự kiện cuối của dự án. Và chúng ta nhớ là cái đường đấy phải đi qua cái công việc mình đang cần tính ấy. Đấy. Ví dụ bây giờ chúng ta tính cho công việc A 2 tuần đấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải liệt kê tất cả các đường nối từ sự kiện đầu của công việc A là sự kiện số 1 đến sự kiện cuối của dự án là sự kiện số 4 và đường đấy nó phải chạy qua A. Đấy, chọn đường dài nhất, sau đó lấy 16 trừ đi nó. Nào, bây giờ đối với công việc A này, đường dài nhất nối từ sự kiện đầu dự án sự kiện đầu công việc A đến sự kiện cuối. 1 đến 3. À, ở đây chỉ có một đường dẫn từ sự kiện đầu công việc A đến sự kiện cuối của dự án là đường gì? Đường AD thôi. Đúng rồi, 7 tuần. Chúng ta lấy 16, chúng ta trừ đi 7 là được 9. Đường thứ hai. Nào, bây giờ đến công việc B. Đường dài nhất nối từ sự kiện đầu công việc B đến sự kiện cuối. Mà nó phải đi qua B nhá. BCD ạ. Chính xác, BCD 16 tuần. 16 trừ 16 bằng 0. Đối với công việc C, xem C bắt đầu muộn nhất khi nào này. Đường dài nhất nối từ sự kiện đầu công việc C là sự kiện số 2 đến sự kiện số 4. Đường CD ạ. Rồi, đường CD 12 tuần. Lấy 16 trừ đi 12 là được 4. Công việc D, đường dài nhất nối từ sự kiện đầu công việc D đến sự kiện cuối. Ở đây chỉ có mỗi một đường thôi, qua công việc D thôi, đúng không? 5 tuần, lấy 11 trừ đi 5. À xin lỗi, lấy 16 trừ đi 5 ra 11. Đúng không?
Rồi và công việc E. Đường dài nhất nối từ sự kiện đầu công việc E là sự kiện số 2. Đến sự kiện cuối là sự kiện số 4. Ở đây đi qua đúng một đường là đường công việc E. 3 tuần. Lấy 16 trừ đi 3 là được 13. Nhờ. Đó. Thì như vậy chúng ta có LSA và ESA. Thế thì có hai cột này rồi thì cột thứ 5 là cột dự trữ toàn phần của công việc ấy. Tính sẽ rất là dễ. Đúng không? Đấy, lấy cột 3 trừ cột 4 thôi. Như vậy toàn phần của A là 9. Toàn phần của B là 0. C là 0. D là 0. Và toàn phần của E là 9. Các bạn nào hỏi gì về cách xác định LSA và ESA không? Có gì thắc mắc không? Giờ chúng ta sẽ xem cột 6 nhé. Nếu không ai hỏi gì, cô hiểu là không thắc mắc gì về việc xác định LSA và ESA. Bây giờ chúng ta sẽ sang cột số 6 này. Cột số 6 là min ES các công việc sau A. Thì cột này thực ra tính rất là dễ. Hay nó hơi đi là để xác định nó rất là dễ. Nhưng mà trên thực tế thì cô lại thấy rất nhiều bạn bị mắc vào cái cột này. Đấy. Thế thì ở đây cô phân tích để chúng ta hình dung cái cách xác định nhé. Nào min ES các công việc sau A, tức là khi chúng ta xác định một cái công việc. Đấy, ví dụ một công việc A bất kỳ. Thì chúng ta sẽ phải kiểm tra xem đằng sau công việc A này có những công việc nào. Và nó sẽ bắt đầu sớm khi nào. Đúng không? Nó bắt đầu sớm khi nào, tức là ES của nó là bao nhiêu. Sau đó mình chọn giá trị đến nào? Nhỏ nhất. Mình nạp vào đây thôi. Đấy. Cụ thể nhá. Nào nhìn vào tình huống này. Đối với công việc A, chúng ta sẽ nhìn vào sơ đồ mạng để chúng ta biết đằng sau công việc A có công việc gì. Đây nhìn vào sơ đồ mạng thì cho thấy là đằng sau công việc A có công việc gì? Công việc D ạ. Đúng rồi, đằng sau A thì có D. Thế thế thì bây giờ mình công việc của chúng ta sẽ là chúng ta nhìn vào cái cột số 4 này, cột ES này này. Và gióng đến dòng D để chúng ta xem D bắt đầu sớm nhất ở tuần bao nhiêu. Thế thì cột 4 này mình đã tính rồi, công việc D bắt đầu sớm nhất ở tuần bao nhiêu? Nhìn cột 4. 11 ạ. À 11. Thế có nghĩa là min ES sau A nó chính là 11. Hay có thể hiểu rằng là đằng sau công việc A thì cái công việc đằng sau công việc A bắt đầu sớm nhất sẽ là ở tuần 11. Đấy, công việc đằng sau công việc A bắt đầu sớm nhất ở tuần 11. Được chưa? Đó. Bây giờ đến công việc B nhá. Nào phân tích công việc B nào. Nhìn vào sơ đồ mạng chúng ta thấy đằng sau công việc B có những công việc gì? Công việc C và E. Có C và E, có hai công việc. Đúng không? Đằng sau B có C và E. Thế bây giờ lại gióng vào dòng số 4 này, cột số 4 này. Đi đến C và E này để xem giá trị của nó là bao nhiêu. Thế thì ở đây chúng ta thấy là ở cột số 4 này, C bắt đầu sớm vào tuần 4 và E cũng bắt đầu sớm vào tuần 4. Thế có nghĩa là có hai cái giá trị nó giống nhau cùng là 4. Thế có nghĩa là ở cái dòng B này chúng ta sẽ ghi là 4 bởi vì nó không khác nhau. Còn nếu trong trường hợp mà có giá trị khác nhau, giả sử như là công việc C là bắt đầu sớm tuần 4, công việc E bắt đầu sớm tuần 3. Thế thì mình phải chọn giá trị làm sao? Sớm là 3. Đúng rồi, chọn giá trị nhỏ hơn đấy, nhỏ nhất đấy, đúng không? Đấy. Thế như vậy là thực ra là số là có sẵn rồi. Mình đã tính ra được cái cột ES này rồi và tính đúng rồi thì cột sau mình cứ thế mình gióng vào mình tính thôi. Mình chiếu vào mình nạp vào thôi. Bây giờ nào công việc C nhìn cho cô công việc C. Đằng sau C có gì? Có D. D như vậy ES sau D. À xin lỗi, ES sau C. Min ES là 11 chính xác. Đấy. Thế như vậy ba công việc đầu tiên là chúng ta đã thực hành để chúng ta chỉ ra được là ES sau cái công việc cần tính. Min nó là bao nhiêu để mình nạp vào đây. Đấy. Bây giờ còn hai công việc cuối cùng này, công việc D và E. Thì D và E thì nó là hai công việc cuối cùng của dự án. Chúng ta nhìn vào sơ đồ mạng chúng ta thấy là D và E đi vào sự kiện cuối này. Thế có nghĩa đây là hai công việc cuối cùng của dự án. Đấy. Thế thì riêng đối với những công việc mà đi vào sự kiện cuối như này thì chúng ta sẽ phải phân tích một chút để chúng ta nạp. Tức là lúc này chúng ta sẽ phải hình dung là nếu đằng sau D còn công việc nữa thì nó là công việc cuối cùng rồi mà, đúng không? Thế bây giờ nếu đằng sau D mà còn một công việc nữa thì nó sẽ được thực hiện sớm nhất khi nào? Theo các em.
16 à? Chính xác, 16. Nha. Thế như vậy là riêng hai những cái công việc cuối của dự án ấy thì chúng ta phải lưu ý là vì nó là cuối cùng rồi, không còn công việc đằng sau nó nữa, cho nên chúng ta sẽ cố chúng ta tự tự hình dung rằng là nếu như đằng sau nó còn một công việc tiếp theo thì nó sẽ được thực hiện sớm nhất khi nào. Như vậy đằng sau D sẽ thực hiện sớm nhất ở tuần 16. Sau E được thực hiện sớm nhất khi nào? Sau E được thực hiện sớm nhất khi nào? 16. Cũng là 16. Chính xác. Một công việc có nhớ không ạ? Với quy tắc ấy, một công việc chỉ có thể bắt đầu khi tất cả các công việc trước nó đã hoàn thành. Nhưng không nhất thiết phải hoàn thành cùng một thời điểm. Thế có nghĩa là công việc D và E này hợp lại thì sẽ tạo ra gì đây? Sẽ tạo ra là cái sự kiện số 4, đúng không? Và công việc tiếp theo nếu có sẽ làm. Thế có nghĩa là công việc đằng sau nó nếu có thì sẽ thực hiện được phần 16. Đấy. Thế như vậy là chúng ta đã phân tích xong và chúng ta đã có được cái cột ES sau A, min S các công việc sau A. Tiếp theo ạ. Bây giờ đến cột số 7. Cột số 7 này thì dễ rồi. Thời gian kết thúc sớm công việc A thì sẽ bằng bắt đầu sớm cộng với lại gì? Thời gian thực hiện nó thì sẽ được kết thúc sớm. Cụ thể công việc A bắt đầu sớm ở tuần 0 cho nên là nó sẽ kết thúc ở tuần 2. Công việc B kết thúc sớm ở tuần 4. Công việc D à C kết thúc sớm ở tuần 11. Công việc D kết thúc sớm tuần 16 và công việc E kết thúc sớm ở tuần 7. Xong cột số 7. Xong cột số 7 thì tính cột số 8, đúng không ạ? Bằng lấy cột 6 trừ đi cột 7. 11 trừ đi 2 bằng 9. Công, như vậy công việc A tự do là 9 tuần. Công việc B tự do là 0, C là 0, D là 0 và E là 9. Đấy, thế đấy là ra số liệu về thời gian dự trữ tự do và dự trữ toàn phần của các công việc. Rồi bây giờ trước khi tiếp các cái nội dung sau thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao một lúc nhá, cho khỏi bị căng thẳng nhá. Sau đó cô sẽ vào cô phân tích cái ý nghĩa của các cái dự trữ. Đấy, rồi chúng ta sẽ thực hành với các cái ví dụ sau nữa. Rồi à, nghỉ giải lao nhá. Từ bây giờ là 10 giờ kém 5, tức là 9 giờ 55 cho đến 10 giờ 5 phút nhá. Có được không? Hay là 10 giờ 10? Nghỉ 10 phút được không? 10 giờ 10 chứ cô. Ok, 10 giờ 10. Nha. Sau đó chúng ta vào nhá. Cố gắng vào đúng giờ với cô nhá. Không khi cô phân tích thì không nhớ để đến lúc về làm bài lại mệt. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục này. Thế sau khi mà đã xác định được thời gian dự trữ tự do của các công việc gồm có thời gian dự trữ toàn phần và dự trữ tự do. Đấy thì chúng ta sẽ thấy này, quan sát ở cái bảng này, chúng ta để ý các công việc răng là công việc B, công việc C, công việc D. Đây B, C, D là các công việc răng đúng không? Thì có thời gian dự trữ như thế nào? Toàn phần bằng 0 và tự do cũng bằng gì? Tự do cũng bằng 0. Đấy. Thế như vậy ở đây chúng ta rút ra một điều là các công việc răng ấy thì luôn không có dự trữ. Đấy, luôn không có dự trữ. Gồm có cả dự, không có cả dự trữ toàn phần mà cũng không có cả dự trữ tự do. Đó, thế thì ở đây chúng ta lưu ý và kết hợp với lại cái nội dung lúc trước về thời gian dự trữ sự kiện thì chúng ta cũng sẽ lại thấy rằng là gì đấy ạ? Các cái công việc hoặc là các cái sự kiện mà có cứ liên quan đến đường răng là nó không có dự trữ đâu. Đúng không? Ở lúc trước thì chúng ta thấy là thời gian dự trữ sự kiện. Đấy, với những cái sự kiện mà có đường răng đi qua nó cũng không có thời gian dự trữ. Đúng không? Và ở đây thì công việc mà nằm trên đường răng cũng sẽ không có dự trữ. Nói chung là cứ dính đến răng là không có dự trữ. Được chưa? Thế còn các công việc không răng thì nhìn vào đây chúng ta thấy là công việc không răng như công việc A
thì có dự trữ toàn phần là 9 tuần và đồng thời dự trữ tự do cũng là 9. Công việc E là dự trữ 9 tuần và đồng thời là tự do cũng bằng 9. Đấy, thì đây là cái dữ liệu về ở ví dụ số 1. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ số 2 nhé. Ví dụ số 2. Đây. Xem nào. Đây cô có bảng tính thời gian dự trữ công việc ở ví dụ số 2 đây. Chúng ta sẽ lập một cái bảng giúp cô. Bài này thì công việc chúng ta chỉ có 4 công việc thôi. Đấy. 4 công việc thôi. Lập giúp cô cái bảng tính và sau đó chúng ta xác định thời gian dự trữ của các công việc. Bạn Trương Quang Diễn đã vào trong lớp chưa ạ? Phạm Quang Trung đã vào lớp chưa ạ? Dạ em đây ạ. Trung đấy đúng không? Em. Dạ vâng ạ. À, lúc nãy Trung vào muộn à? Ừ. Lúc nãy cô gọi Trung không thấy Trung trả lời đâu. Lúc nãy à? Lúc nào? Lúc trước khi nghỉ giải lao. Thế à? Xem không nghe thấy nhỉ? Nghỉ giải lao lượt đầu ấy sao? Cô không nhớ lắm. Nghỉ giải lao lượt đầu thì không, em vào từ đầu mà. Nếu như cô gọi Trung không thấy Trung trả lời. Cô thấy Diễn rồi đây này. Em cũng vào rồi nhưng mà lúc nãy cô gọi lại bị ảo ra. Ảo gì? Chắc lúc nãy ngủ gật đúng không? Đầu giờ ngủ gật đúng không? Cô gọi không biết đúng không? Dạ không. Chứ học mà cứ lơ mơ này là chết đấy. Hôm nay nội dung cực kỳ quan trọng đấy. Bạn Hồng Thúy hôm nay có lớp không? Nguyễn Thị Hồng Thúy. Dạ em Thúy. Có ạ. À, Nguyễn Thị Hồng Thúy. Thế sao lại có một Hồng Thúy đăng nhập ở hai ấy à? Hai thiết bị à? Thúy ơi. Bạn chạy biến đâu mất rồi. Rồi chúng ta bắt đầu tính nhé. Có bạn nào tính giúp cô cột số 4 không? À xem nào, có một số gương mặt mới rồi ra đây này. Bạn Quỳnh cô gọi lần nào chưa Quỳnh ơi? Quỳnh có điểm cộng lần nào chưa? Em chưa. À, Phương Quỳnh nhá. Phương Quỳnh LT2. Hôm nay LT2 nhiều. Thế một chưa được nhiều lắm. Nào tính giúp cô cột số 4 này. Em cô là... SA là A là 0 ạ. Rồi, SB. Của B là 0 ạ. ESC. ESC là 6. À 6, rồi. SD là 6. À cũng là 6, rồi. Dễ quá nhở? Ôi, được cộng thêm một điểm dễ quá nhở? Một bạn nữa tính cho cô LSA nào. Thư có vẻ là mới. Thư cô chưa ghi điểm lần nào ra, đúng không Thư? Trần Thư. Dạ vâng ạ. À, chờ cô xíu nha, Trần Thư. Trần Thư, các bạn mà đã có điểm rồi chịu khó nhường các bạn khác nhé. LT1. LSA sẽ bằng 0 ạ. Rồi, chờ cô xíu. LSA bằng 0. Rồi. LSD sẽ bằng 7 ạ. LSD bằng 7 là tính của cô ạ. Tại sao ra 7? 7 là cái B là đi qua, à đâu, cái công việc B thì sẽ đi qua C là lấy 16 trừ đi... em nhầm. 16 chứ 9 là còn 7 ạ. À, tức là đường dài nhất nối từ sự kiện đầu công việc B là sự kiện số 1 đến sự kiện cuối thì ở đây có mỗi một đường là đường BC thôi. Vâng, 16. Đấy, thì là nó là độ dài 9 tuần lấy 16 trừ đi 9 ra 7. Nhá. Là... chứ đừng nói là B đi qua C. Ở đây B đâu có đi qua C đâu, đúng không?
Rồi, công việc C. À, công việc C là lấy 16 trừ đi 4. À. Rồi còn 12. À, và công việc D. D là 16 trừ đi 10 sẽ còn 6. À, bằng 6. Công việc D là 6. Xong. Như vậy chúng ta đã tính được. Cô cảm ơn em. Trần Thư đúng không? Cô ghi rồi. Như vậy chúng ta sẽ thấy là tính xong cột LSA và SA rồi thì cột số 5 tính rất là đơn giản. Các cột sau thực ra là chỉ sao lại thôi, tính lại thôi. Đúng không? Nó khá là đơn giản. Ví dụ như là công việc A ở đây là dự trữ toàn phần là 0. Công việc B toàn phần là 7. Công việc C toàn phần là 6. Và công việc D toàn phần là 0. Đấy, thế như vậy là các công việc răng là công việc A và D. Chúng ta thấy ở đây là toàn phần là bằng 0 này này. Còn các công việc không răng thì là khác 0 này. Đúng không? Đấy. Còn min ES các công việc sau A thì phần này cũng dễ tính rồi, đúng không? Dễ suy luận, dễ phân tích. Ví dụ như là đằng sau công việc A ở đây là có hai công việc là công việc D và công việc C. Như vậy là xem D và C là ES của nó là bao nhiêu để chọn giá trị nhỏ nhất. Thì ở đây ES của nó đều là 6. Như vậy ở đây chúng ta sẽ ghi 6. Công việc B, đằng sau B thì có C. Như vậy là min ES sau B cũng là 6. Công việc C, đằng sau công việc C nếu có thì nó sẽ được thực hiện sớm nhất ở tuần 10, 16. Và tương tự công việc D cũng thế, được sớm nhất, thực hiện sớm nhất sẽ là ở tuần 10, 16. Cột số 7 là sẽ bằng cột 2 cộng cột 4. Tức là công việc A sẽ được kết thúc sớm nhất ở tuần 6. Công việc B kết thúc sớm nhất ở tuần 5. Công việc C kết thúc sớm nhất ở tuần 10. Và công việc D kết thúc sớm nhất ở tuần 16. Đấy. Và như vậy chúng ta có thời gian dự trữ tự do của các công việc. Cụ thể là công việc A không có tự do, công việc B tự do là 1, công việc C tự do là 6 và công việc D tự do là 0. Thế như vậy đến ví dụ số 2 này thì có một cái nội dung mà chúng ta lại khẳng định một lần nữa, đó là các công việc răng thì sẽ luôn không có thời gian dự trữ tự do và dự trữ toàn phần, tức là nó luôn bằng 0, đúng không ạ? Thế còn các công việc răng không răng ấy, đấy thì ở đây sẽ có một cái tình huống là gì, nó khác với lại ở ví dụ 1, ở chỗ là ở ví dụ 1 chúng ta thấy là các công việc không găng ấy thì tự do và toàn phần nó đều bằng nhau, đều bằng 9, đúng không? Thế nhưng ở đây đã xuất hiện một cái tình huống là gì ạ? Tự do và toàn phần nó khác nhau rồi đây này. Ví dụ công việc B này, tự do là 1 nhưng mà toàn phần là 7 cơ. Đấy. Thế thì cái này một lát nữa hoặc là đến phần nội dung sau thì chúng ta sẽ cùng giải thích nó. Và bây giờ giải thích thì thực ra giải thích giờ thì cũng có thể hiểu được đấy, nhưng nó hơi hơn, có thể là hơi khó với các em một tí. Tức là bản chất ý, là công việc B này hoàn toàn có thể làm muộn gì 7 tuần mà không ảnh hưởng tới thời gian kết thúc chung của dự án là 16 tuần. Đấy. Tức là công việc B làm hoàn toàn có thể kết thúc muộn ở tuần 10 gì thực hiện lại là bắt đầu muộn ở tuần 7 và như vậy kết thúc muộn ở tuần 12. Tuần 12 xong thì công việc C làm luôn là 4 tuần thì nó cũng ra 16 tuần, tức là nó không ảnh hưởng tới thời gian chung của dự án. Đúng không? Đấy. Thì đấy là tự giữ toàn phần. Thế nhưng công việc B chỉ có tự do một tuần thôi. Về bản chất nó là như này này. Chúng ta nhìn nhá. Công việc C này được thực hiện ở tuần mấy? Thực hiện sớm ở tuần mấy? C thực hiện sớm tuần mấy? Bảng tính gì ra rồi kìa? Công việc C thực hiện sớm ở tuần mấy? Tuần 6. Ừ, tức là nó phải chờ A xong nó mới được làm mà. B xong đã làm đâu. Đúng không? Thế nhưng B thì kết thúc ở tuần 5. C thì sau B nữa, đúng không? Đấy, sau cả A, sau cả B. Đấy, thế chúng ta thấy là gì ạ? Công việc B thì kết thúc ở tuần 5. Mà tại tuần 5 thì C chưa làm được. Mà C chờ tuần 6 C mới làm. Tức là A xong C mới làm. Thế có nghĩa là B xong ở tuần 5, B sẽ chơi một tuần. Chờ C, chờ A xong thì C mới được làm. Thế có nghĩa là cái tuần chơi đấy của B đấy, nó chính là tự do của B. Đấy, thế do đó là trong tình huống này là B tự do có một tuần thôi. Đấy. Thì chúng ta hình dung nhá. Thế còn phần sau nữa chúng ta vào nội dung sau ấy thì chúng ta sẽ dễ hình dung hơn cái tự do và toàn phần này. Bây giờ công việc tiếp theo của chúng ta là ở ví dụ số 3 ấy thì cô sẽ giao về cho chúng ta tự làm nhá. Thế lập bảng tính thời gian dự trữ sẽ tự làm để xem tính toán như thế nào. Chúng ta sẽ vào luôn ví dụ số 4. Được không? Chúng ta sẽ vào luôn ví dụ số 4 nhá để chúng ta cùng phân tích nhá, còn ví dụ số 3 sẽ tự tính. Có được không? Ví dụ số 3 tự tính nhá. Cô giao về cho bạn làm ở nhà. Chúng ta vào luôn ví dụ số 4. Ở ví dụ số 4 thì công việc của chúng ta khá là nhiều đấy.
Ở bài này thì công việc là có tận 11 công việc cơ. Đấy. Thế do đó là cái bảng tính thời gian dự trữ công việc ấy của chúng ta sẽ bao gồm có là 8 cột. Và số dòng thì sẽ có 11 dòng công việc cộng với 2 dòng tiêu chí là 13 dòng. Thế thì ở đây chúng ta sẽ lập cái bảng tính cho cô nhá. Thời gian dự trữ của công việc. Lớp đang có 82, trong phòng là 82, chứ cô đi là thành là còn 81, lớp mình có 80. Như vậy là có một bạn đăng nhập hai thiết bị à? Đúng không? Hồng Thúy là đăng nhập hai thiết bị đúng không Thúy? Không ạ, em out rồi. Chỉ còn một thôi. Rồi, cố gắng nhé. Đây là nội dung, là một cái nội dung. Lúc mà đến đây thì cô sẽ có thêm mấy bạn nữa có thể tham gia được nhỉ? 3 bạn nữa có thể tham gia được cộng điểm phần này. Thúy Vân 37. Ở Thúy Vân cô chưa cộng lần nào đúng không? Thúy Vân tính cho cô ESA nhá. Dạ em đưa cô là cho cô xíu. Rồi T1. Rồi. À Thúy Vân à, tính cho cô là cột số 4 này. Không ạ. À, phải nói không được A. ES của A là 0 đúng không? Rồi ES của B. ES của B là 0 ạ. Rồi, ES của C. Không ạ. Cũng là 0. ES của D. ES của D là 5 ạ. Là 5, tức là sau khi A xong đúng không? Thì D là... Vâng. Của E. ES của E là 7 ạ. 7. Của F. F là 7 ạ. Cũng là 7. ES của G. ES của G là 6 ạ. Ok. ES của H. ES của H là 11 ạ. Rồi, phân tích giúp cô tại sao ES của H là 11. À, từ lấy 7 cộng 4. Tại sao lại chọn 7 cộng 4 mà không phải chọn cái khác? Vì đường BE nó dài hơn đường AD. Ok, rồi. Tức là nha, cái sự kiện đầu của công việc H là sự kiện số 5. Mình sẽ phải xác định đường dài nhất từ sự kiện 1 là của dự án ấy, đến sự kiện số 5 là sự kiện đầu công việc H đấy. Thì ở đây có hai đường, đường AD là 10, đường BE là 11. Mình chọn đường dài nhất là đường BE 11, được chưa? Dạ vâng ạ. Ừ, đấy, nó giải thích thế chứ, giải thích chung chung. Như vậy H đây là 11. Rồi, công việc Y. ES của Y là 11 ạ. À, cũng là 11, đấy. Sự kiện đầu công việc Y cũng là sự kiện số 5 mà, đúng không? Dạ. Rồi, công việc Z. ES của G là 19 ạ. 19. Rồi, và ES của K. ES của K là bằng 26 ạ. 26. Rồi, cô cảm ơn Vân. Chúng ta sẽ thấy là đây này, cái việc liệt kê các đường cũng giống như là vừa rồi chúng ta thấy là nó cũng kế thừa với cái kỹ năng mà khi chúng ta liệt kê các đường chúng ta tính thời gian dự trữ sự kiện ấy, đúng không? Đấy. Thì khi chúng ta đã ra được đến thời gian bắt đầu của công việc H rồi là 11 rồi, bắt đầu sớm là tuần 11. Đấy. Thì lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể tính tiếp được các cái công việc tiếp theo một cách nhanh nhất, đúng không? Đấy, một cách nhanh nhất. Đấy, tức là chúng ta cứ bám vào đường răng để chúng ta phân tích. Đấy, thì chúng ta sẽ
tìm ra được cái đường dài nhất một cách nhanh nhất. Đó, không phải liệt kê quá nhiều đường. Rồi như vậy chúng ta xong cột số 4 ạ. Bây giờ đến cột số 3 là LSA. LSA, em có bạn nào tính giúp cô LSA không? Mỗi Giang giơ tay thôi à? Bạn khác không? Gương mặt thân quen quá, đúng không? Ánh tôi đã gọi được này. Ngọc Ánh rồi, đúng Ngọc Ánh có điểm rồi này. Bạn này số 17. Bạn Lệ à? Đúng không Lệ? À không phải. Linh của em viên nhầm số tự của. À, số của em là số bao nhiêu? Số 18 anh cô. Số 18 Ngọc Linh đấy gì? Ok, Ngọc Linh chưa có điểm cộng đâu. Ngọc Linh tính cho cô lời thứ 2 nhé. LSA nhá. Còn Ngọc Linh đang là LT1 đúng không? Cô đang ghi chữ LT1. LT1, Ngọc Linh số 18. Rồi. Nào tính cột số 3 nào. LSA. LSA của A là 16 ạ. 16 rồi. Nào em tính thế nào ra 16 nào? Phân tích với cô nào. Em lấy 29, em dựa vào đường AD IK lấy 29 trừ đi 13. Đường này là đường ADIK là bao nhiêu tuần? ADIK. Nhìn vào đây cô đã thấy nó là 18 tuần chứ đâu có phải 13 rồi. Đúng không? Đây rồi. Nhưng mà đồng thời đường này có thể là đường dài nhất chưa? Có đường ADHIK. Chính xác. Đấy nhá. Thế thì đến D đây mà mình còn đang băn khoăn là không biết đi theo đường nào. Thì mình thấy có đường găng thì mình sẽ chạy luôn theo đường không được găng ấy. Thì nó sẽ là đường dài nhất. Còn mình chạy theo nhánh Y này, rõ ràng Y với lại H thì hai đường này là gì? Không được Y là không được không găng rồi. Nó là không được không găng rồi, đúng không? Thế như vậy đường dài nhất mà đi qua công việc A ở đây đó chính là đường ADHIK với độ dài là bao nhiêu tuần? AD là 10. HG 15 đã thành 25. 23, 25 cộng với 3. 3 là 28. Ừ, thế lấy 29. 29 bằng 1 ạ. Ừ, đúng rồi, ra 1. Yeah. Tiếp theo, LSB. B là bằng 0 ạ. À, không, đường dài nhất nối từ sự kiện đầu công việc B đến sự kiện cuối là đường nào? BEHZK. Chính xác, đấy là đi theo đường găng nhá. Tiếp theo ạ, à, công việc C. C là CGJK. Rồi, CGJK với độ dài là JK là 10 rồi đúng không? CG 12 thành 22. Lấy 29 trừ 22. 6. Là mấy? 8 ạ. 29 trừ 22 bằng mấy? 7 ạ, 7 ạ. Tôi lại cho cô trừ điểm luôn. Tính 29 trừ 22 bằng sai. Rồi, nào tiếp tục công việc D. D là D đâu? D là DHZK. Chính xác. Rồi DHZK ra bao nhiêu? 5 6 ạ. Tức là đây kết quả là 6 hay gì? Vâng. Ừ. Rồi đường của nó là đường DHZK với độ dài là ở đây là 15 20 là 23. 29 trừ đi 23 là ra 6. Rồi, công việc em. EHZK. Chính xác, EHZK. 7 ạ. Rồi, kết quả là 7. LESA là 7. Rồi, đến công việc F. FZK. FZK, 13. 16 ạ. Rồi, 6. Xác. Công việc G. G. G là GZK. Rồi, là 16. 29 trừ đi 16 ra. Mười ạ. Em đùa chứ. Trừ kiểu gì đấy? Hả? 29 trừ đi 16 mà ra 10. À. Ủa, em tính em. Em bấm.
13 cô ạ. 13 cô ạ. Em nhìn nhầm số. Phụ thuộc máy tính đúng không? Em nhìn nhầm số. Đất ơi. Nào, con được hát nào. Hát à? Hát là hát gì ca? Rồi, là vậy đường này là bao nhiêu tuần? Bạn 11 này cô sẽ bắt. Rồi, bạn này cô sẽ bắt tính từ từng đường một. 11 đúng không? Ừ. 11 là cái gì? Là đường HJK hay là HJK? Đường này dài bao nhiêu tuần? 15, 13, 18 ạ. À, 18, lấy 29 trừ đi 18 ra bao nhiêu? 11 ạ. Còn câu việc Y. Y là YK. YK là 8, 29 trừ đi 8. 24. Là bao nhiêu? 21 ạ. 21, rồi, câu việc gì? Y là 29 trừ đi 10 và 19 ạ. Câu việc K. K bằng 29 ạ. 29, rồi, đó, tỉnh cả ngủ nha. Úi xôi. Cậu mà đi thi mà cậu nghe thì nhầm lung tung thế. Rồi, thế như vậy chúng ta ra hai cái cột là cột 3 và cột 4 rồi đấy. Và cuối cùng chúng ta sẽ tính ra được cột 5 thôi. Lấy cột 5 thì bằng cột 3 trừ cột 4 thôi, đúng không? Đấy, toàn phần có công việc A là 1, toàn phần công việc B là 0, toàn phần công việc C là 7, toàn phần của D là 1, toàn phần của E là 0, toàn phần của F ở đây là bao nhiêu đây? 9. Toàn phần của G là 7, toàn phần của H là 0, toàn phần của Y là 10, của Z là 10 và của K. Rồi, toàn phần của K bị nhầm rồi này. Nào, công việc K là tính lại cho cô với bạn Linh à? Linh tính lại cho cô LSK nào? Đường dài nhất nối từ sự kiện đầu công việc K đến sự kiện cuối là bao nhiêu? Đây là 29 trừ đi 3. Ừ, nó là bao nhiêu? Nó là 26 đúng không? 29. Rồi, 6 nhá. Và như vậy toàn phần của K sẽ là 0 nhá. Z bằng 0. Y bằng 10. H bằng 0. Đó. Thế đấy là toàn phần của các công việc. Rồi thế bây giờ ấy thì đến cột số 6. Đấy, cột số 6 này thì sẽ phân tích đấy, đúng không? Nào có bạn nào phân tích giúp cô cột số 6 không? Rất nhiều bạn. Trang gọi chưa thì Trang rồi này. Bạn Lệ cô cũng gọi rồi mà. À, em Lệ chưa ạ? Ai? Trang á? À, em là Lệ ạ. Em chưa được gọi ạ. Lệ ngày hôm nay chưa gọi lần nào à? Dạ vâng ạ. Ok, để cô ghi tên Lệ nhá. Lệ 17. Rồi, Lệ xác định cho cô cột số 6 min S phân tích nhá. Dạ vâng ạ. Có hiểu nhá. Em và cô là sau công việc A là công việc D ạ. Thì ESD bằng 5 nên min bằng 5 ạ. Đúng rồi, min 5. Chính xác. Sau công việc B là công việc E và F ạ. ES của hai này bằng 7 nên suy ra min bằng 7 ạ. Rồi, đúng rồi. Cùng bằng 7 nên suy 7 ở đây. Câu C. Sau công việc C là công việc G ạ. Suy ra min bằng 6 ạ. F ở đây là 6 min ở đây. Sau D. Là công sau D là H và Y. ES bằng 11 nên suy ra min bằng 11 ạ. Rồi, đây này cái cột ES đây này các bạn nhìn nhá, cột ES của Y và H đều 11 này. Đúng không? Thế do đó mình sẽ ghi 11 sau D 11. Đúng không? Sau E. Sau E là Y ạ. Và gì nữa? Sau E và Y là Y và F ạ. Y và H chứ. Bằng ừ, đúng không? Sau E có Y và H. Thế như vậy là cũng giống như D thôi. Nó sẽ là vâng gì? Cũng bằng 11 ạ. Đúng rồi. Sau F. Sau... Cô cho em xem sơ đồ với ạ. Ở đây đây. Sau F. Sau F là công việc Z ạ. Rồi. Thế suy như ra... vậy là... Mi vào 19 ạ. Bản tính. Z ở đây là 19. Mình sẽ ghi Z vào đây là 19. Rồi. Sau F là Z. Sau G. Sau G là Z ạ. Cũng là Z đúng không? Như vậy ở đây cũng là 19 ạ. Rồi. Sau H.
Sau H cũng là G ạ. Ok, vậy là ở đây 19 cũng là 19 à. Sau Y Sau Y là K. Đúng rồi, sau Y có K, lại nhìn lại là, là 26 tiếp theo là 26 ạ. Rồi, sau Z. Sau Z cũng là 26 ạ. Rồi, thì nó cũng là công nghiệp K đúng không? Sau K cũng là 26 ạ. Nào, sau K bình tĩnh. Sau K 29 ạ, em nhỉ? Đúng rồi, sau K tức là nếu mà còn công việc đằng sau K nữa thì nó phải là gần 29 đúng không? Rồi, dạ. Cảm ơn em, rồi cảm ơn lệ. Đấy, thì phân tích thế là chuẩn rồi đấy. Và bạn nhận diện thế cũng đúng rồi đấy. Thế nhưng mà không có sơ đồ mạng, em không có sơ đồ mạng ở trong vở à? Có sơ đồ mạng bài em, không? Em có ạ. Em biết cứ bắt cô kéo lên kéo xuống. Phải có nhá, để buổi sau là nếu không là chỉ có nhìn vào sơ đồ mạng của mình đọc lên kết quả trong bài của cô ấy. Đấy, thì để cô còn kiểm tra các bạn vẽ có đúng hay không nữa cơ. Đấy, ví dụ đến các phần sau thì các em sẽ nhìn vào vở của em cũng đọc ra kết quả trên này. Đấy, thì cô sẽ biết ngay bạn nào mà đọc lệch thì biết ngay là vẽ sai chỗ nào ngay. Đấy, thì cô hỗ trợ các bạn thì chỉ bằng cách đấy được thôi. Chứ còn hiện tại thì không được nhìn trực tiếp vở của các em, đúng không? Đấy. Ờ nhá. Thế như vậy xong cột số 6 rồi đấy. Thế có bạn nào còn băn khoăn không biết xác định cái cột số 6 như thế nào không? Thực ra cột số 6 cô thấy là khá là dễ thực hiện, dễ làm. Nhưng mà nhiều bạn cũng hay băn khoăn lắm bởi vì là kiểu như hơi lúng túng trong quá trình phân tích ấy. Đấy. À, bây giờ chúng ta ra cột số 7 này. Cột số 7 thì dễ rồi. Cột số 7 thì sẽ bằng cột 2 cộng cột 4. Tức là bắt đầu sớm cộng thời gian thực hiện sẽ được kết thúc sớm. Cụ thể ở đây là cột số 7 này. Cộng đối với công việc A kết thúc sớm vào tuần 5. Công việc B kết thúc sớm vào tuần 7. Công việc C là kết thúc sớm vào tuần 6. Công việc D kết thúc sớm tuần 11. Công việc E kết thúc sớm tuần 11. Có đúng hoa mắt không? Đúng rồi. Đây, cái này cô nhìn hoa mắt đây này, tuần 10 này. Đấy, bị loạn thị thế đấy, nhiều khi bị nhìn lệch dòng. Công việc F kết thúc ở tuần mấy? Sớm ở tuần 10. Công việc G kết thúc sớm ở tuần 12. Công việc H kết thúc sớm tuần 19. Công việc Y kết thúc sớm ở tuần bao nhiêu đây? 11 với lại 5 là 16. Công việc Z kết thúc sớm ở tuần 26. Công việc K kết thúc sớm ở tuần 29. Rồi, thế như vậy xong cột số 7. Và từ cột số 7 này thì mình tính ra cột số 8 thôi. Đúng không? Như vậy toàn phần của công việc, các công việc thì tính xong rồi này. Bây giờ còn mỗi cái dự trữ tự do thì bây giờ nó tính nốt là xong cái bảng này. Như vậy nhờ, nào bắt đầu này. Công việc A, lấy cột 6 trừ cột 7 ạ. 5 trừ 5 bằng 0. Như vậy tự do của A bằng 0. Tự do của B bằng 0. Tự do của C cũng bằng 0, tự do của D bằng 1, tự do của E bằng 0, tự do của F bằng 9, tự do của G bằng 7, của H 0, của Y là bằng 10, của Z là bằng 0 và K bằng 0. Rồi. Như vậy chúng ta xong các cái dự trữ tự do và dự trữ toàn phần của các công việc. Thế thì ở phần này chúng ta ghi xong chưa? Chúng ta ghi xong các cái nội dung này chưa? Thế thì ở phần này chúng ta sẽ lại thấy có một cái trải nghiệm là thế này. Nếu như ở ví dụ 1 ấy, thì các đây bây giờ có một cái ý mà chúng ta đã có khẳng định từ lúc trước là các công việc găng thì luôn không có dự trữ, đúng không? Đây công việc B này, E này, H, Z, K này, đúng không? Đều không có dự trữ, có nghĩa là toàn phần bằng 0, tự do cũng bằng 0. Cái này thì đúng từ xuất từ ví dụ 1 đến giờ rồi. Thế còn từ ví dụ 1 đến giờ chúng ta sẽ thấy là các công việc không găng nó có một số những cái sự thay đổi. Ví dụ như có tình huống mình thấy là các công việc không găng thì có dự trữ toàn phần và dự trữ tự do bằng nhau, đúng không? Đấy, tức là nó có dự trữ và hai cái dự trữ đấy bằng nhau. Xong là đấy là ví dụ số 1. Ở ví dụ số 2 thì lại xuất hiện một cái tình huống là để có công việc không găng thì cũng có dự trữ nhưng mà dự trữ toàn phần, dự trữ tự do nó khác nhau, đúng không?
Và ở đây lại có một cái tình huống thế này nữa, nó không chỉ khác mà lại còn thậm chí là có những công việc không găng. Đây, ví dụ công việc A là công việc không găng. Thế nhưng mà lại có dự trữ tự do bằng không cơ. À, tức là không có dự trữ tự do luôn. Đúng không? Đấy. Thế thì qua các cái ví dụ thì chúng ta sẽ thấy là với những công việc găng thì dễ rồi. Bởi vì là đó là những công việc không có dự trữ. Đúng không? Hay là dự trữ luôn bằng không. Thì với những công việc không găng nó lại có những tình huống khác biệt. Thế thì nó sẽ phụ thuộc vào cái vị trí và cái mối quan hệ giữa các cái công việc đấy như thế nào. Đó. Đó. Đây, công việc D thì tự do toàn phần bằng nhau và bằng một luôn. Nhưng mà công việc A thì toàn phần thì có nhưng tự do thì lại không. Thế cơ. Đấy. Thế thì ở đây ấy, thì chúng ta trước khi vào phân tích chúng ta sẽ ghi cái lưu ý cho cô như này nhá. Đây, cô có cái lưu ý như sau. Lưu ý. Đây, để to để các bạn nhìn thấy này. Lưu ý này. Các công việc găng thì không có thời gian dự trữ. Bao gồm có cả dự trữ toàn phần và dự trữ tự do. Đúng không? Phần này thì đã khẳng định suốt từ ví dụ 1 đến giờ rồi. Thì cũng cứ ghi lại để cho khỏi quên. Đấy là đối với công việc găng. Thế còn đối với các công việc không găng thì sẽ có những tình huống như sau. Các công việc không găng mà kế tiếp nhau thì sẽ có thời gian dự trữ toàn phần bằng nhau. Để chúng ta cứ ghi xong cô sẽ phân tích cho các em sau nhé. Các công việc không găng mà kế tiếp nhau thì sẽ có thời gian dự trữ toàn phần bằng nhau. Thế ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ có những công việc không găng kế tiếp nhau. Ví dụ như là công việc A và công việc D là hai công việc không găng kế tiếp nhau. Công việc C và công việc G cũng là hai công việc không găng kế tiếp nhau. Đấy. Thế thì với những công việc không găng kế tiếp nhau như vậy thì chúng sẽ luôn có thời gian dự trữ toàn phần bằng nhau. Đấy. Bây giờ mình nhìn lên trên bảng nhé. Nhìn vào cột toàn phần. Chúng ta thấy này, công việc A và D là hai công việc không găng kế tiếp nhau, do đó nó có cùng toàn phần cùng bằng gì? Cùng bằng 1. Đấy. Bây giờ mình nhìn về hình ảnh. Chúng ta thấy này, A và D. Nhìn thấy A và D đấy ạ. Đấy. Đây là hai công việc không găng. Và hai công việc không găng này nó mang tính chất là kế tiếp nhau. Đấy. Nó kế tiếp nhau, A xong thì D làm luôn. Đấy. Và chúng ta để ý là nó ở cái vị trí là như thế này này. Là giữa A và D thì có một cái sự kiện ở giữa, đúng không? Thì tại cái sự kiện này nó không có một cái mối quan hệ gì khác với những công việc khác. Có nghĩa là nó không có công việc đi vào, nó cũng không có công việc đi ra. Đấy, thế như vậy có nghĩa là sự kiện 2 này nó chỉ là mối quan hệ giữa A và D thôi. Đấy, thì ở cái vị trí như thế này thì nó là không găng kế tiếp nhau. Và với vị trí như vậy thì nó sẽ là gì ạ? Là những công việc mà có toàn phần bằng nhau. Đấy. Tương tự đối với CG cũng thế. Chúng ta thấy CG ở một cái vị trí đấy là gì đấy ạ? C xong thì G làm luôn. Và giữa chúng, tức là tại sự kiện số 4 ấy. Đấy. Thì cái sự kiện 4 này nó chỉ phản ánh cái mối quan hệ giữa C và G thôi. Chứ nó không có một cái ràng buộc gì khác với những công việc khác. Nó không có công việc đi vào, nó cũng không có công việc đi ra. Đúng không? Bởi vì nếu mà chúng mà có công việc đi vào, có công việc đi ra thì cái mối quan hệ của nó sẽ khác đấy. Đấy. Bởi vì như nếu mà có công việc đi ra như thế này thì rõ ràng là nó sẽ có những cái ràng buộc với những công việc gì? Ở tại sự kiện 4 ấy, nó sẽ có ràng buộc với cái công việc đằng sau nó, là ví dụ như công việc F, công việc E. Hoặc nếu có công việc đi vào thì rõ ràng là công việc G sẽ bị ràng buộc bởi công việc B. Đúng không? Thế nhưng mà ở đây rõ ràng là gì đấy ạ? Chúng ta thấy là giữa C và G là giữa chúng là không có một cái ràng buộc gì khác với những công việc khác. Đấy, sự kiện 4 nó chỉ kết nối giữa hai công việc này thôi. Đấy. Thế thì khi mà các công việc nó có cái mối quan hệ nó đứng ở vị trí như thế này. Đấy. Nó giống như AD này, CG thì đây là những công việc không găng kế tiếp nhau. Và với những công việc không găng kế tiếp nhau như vậy thì chúng sẽ có thời gian dự trữ toàn phần bằng nhau. Ví dụ công việc A và D là cùng toàn phần bằng 1. Công việc C và G có toàn phần cùng bằng mấy? Cùng bằng 7. Đấy. Thế đấy là cái cạnh thứ nhất. Thứ hai này, ý thứ hai này. Nhưng dự trữ tự do thì chỉ công việc đứng cuối mới có và thường là sẽ bằng dự trữ toàn phần. Và chúng ta ghi nốt cái ý này vào xong cô sẽ phân tích. Nhưng dự trữ tự do thì chỉ công việc đứng cuối mới có thôi. Và thường là sẽ bằng dự trữ toàn phần.
Đấy, bây giờ sẽ nhìn nhá. Lại trở lại cái hình. A và D. Đây là hai công việc không găng kế tiếp nhau. Và giữa chúng không có cái ràng buộc gì khác với những công việc khác, đúng không? Đấy. Thế thì chúng có toàn phần bằng nhau. Nhưng dự trữ tự do thì chỉ công việc đứng cuối thì mới có. Ví dụ ở đây A, D thì D là công việc đứng cuối. Thì D sẽ có dự trữ tự do. Và dự trữ tự do của D sẽ bằng toàn phần của D luôn. Đấy. Ví dụ trong trường hợp này D toàn phần bằng 1 thì tự do của D cũng bằng 1. Thế còn công việc đứng trước nó thì tự do bằng 0. Hay nó khác đi là không có dự trữ tự do. Bản chất của nó đó là gì ạ? Là chúng ta sẽ thấy là công việc A luôn luôn có công việc D đứng đằng sau chờ. Tức là công việc A xong lúc nào thì công việc D làm lúc đấy. Đúng không? Đấy, thế do đó là công việc A không có tự do. Bởi vì là luôn luôn có công việc D đứng chờ đằng sau rồi. Tương tự công việc C và G cũng thế. C và G là hai công việc không găng kế tiếp nhau. Đấy. Thế do đó là chúng ta sẽ thấy là CG có toàn phần bằng nhau. Và lúc nãy chúng ta phân tích ấy, nó cùng bằng 7. Nhưng mà tự do thì chỉ công việc cuối mới có thôi. Ví dụ như là gì? Ở đây công việc cuối là công việc gì? Công việc G là công việc đứng cuối. Đấy. Thì công việc G sẽ có dự trữ tự do. Còn công việc đứng trước nó là công việc C thì sẽ không có dự trữ tự do. Đấy. Bởi vì như vừa rồi có phân tích ấy, nó giống công việc A. Tức là đằng sau C luôn luôn có G đứng chờ. C xong lúc nào là G làm luôn lúc đấy. Cho nên là C không có tự do. Là như vậy. Đó. Đấy thì đây là lý giải tại sao mà những cái công việc không găng mà lại gì đấy, lại không có dự trữ tự do. Thì do cái vị trí của nó, do cái mối quan hệ của nó với các công việc khác mà dẫn tới là nó không có dự trữ tự do. Đó. Bây giờ cô mẹ đưa ra một tình huống thế này nhá. Giả sử như cô có công việc là công việc A, D, A, D, H là ba công việc không găng kế tiếp nhau. Thế thì ba công việc này có thời gian dự trữ toàn phần làm sao? Bằng nhau. Bằng nhau. Thế còn dự trữ tự do thì công việc nào có? Mới có. Công việc nào? Công việc H. Chính xác. Còn H sẽ có tự do. Thế còn A, D đứng đằng trước sẽ không có tự do. Đấy. Thế thì từ đây suy luận thêm một số tình huống để cho chúng ta, nếu mà chúng ta có rơi vào những cái bài như vậy hoặc chúng ta gặp tình huống như vậy thì chúng ta cứ yên tâm là công việc cuối mới có tự do thôi. Còn công việc, các công việc đứng trước là sẽ không có. Đấy. Ở trong tình huống này là AD không có, đúng không? H mới có. Đấy. Thì lúc này AD thì tự do của nó sẽ bằng 0. Đấy. Rồi. 15 phút nữa. Đấy. Thế như vậy là chúng ta đã tính xong thời gian dự trữ tự do và dự trữ toàn phần của các công việc. Đấy. Và cũng đã phân tích được các cái ý nghĩa, đúng không? Đấy, có các cái, tức là các cái vị trí cũng như là các cái tín hiệu để cho chúng ta nhận diện. Rồi thì bây giờ cô lại hỏi một ý này. Nhìn vào cái sơ đồ mạng này, có bạn nào thắc mắc là tại sao cô không liệt kê là ADI là kế tiếp nhau không? Không găng kế tiếp nhau không? Và ở đây Y có thực sự là kế tiếp với D không? Tại vì khi mà để đến được Y thì đã có cái đường E đi qua rồi. Có đường E. Thực ra nếu mà về nhìn về hình ảnh đã nhá. Nhìn về hình ảnh thì chúng ta thấy này, AD là kế tiếp này, đúng không? Và giữa chúng tại sự kiện số 2 là không có cái ràng buộc gì khác. Như vừa rồi cô nói đấy, không có công việc đi vào, không có công việc đi ra. Nhưng mà giữa D với Y thì rõ ràng là có một cái can thiệp ở đấy. Cho nên chúng ta nhìn với những cái trường hợp mà có công việc can thiệp vào, tức là có công việc đi vào sự kiện 5, có công việc từ sự kiện 5 đi ra, thì có nghĩa là giữa D và Y đã có một cái ràng buộc với những công việc khác rồi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là như Tú vừa phân tích ấy, thì chúng ta cũng sẽ thấy là rõ ràng là để thực hiện công việc Y đấy thì rõ ràng là các công việc trước nó phải hoàn thành, đúng không? Và thực tế thì công việc D này kết thúc ở tuần 10. Nhưng mà Y đã được làm chưa? D xong Y đã được làm đâu? Y còn phải chờ gì? Chờ E xong. Đúng rồi, thì Y mới được làm mà. Thế do đó là thực ra là giữa D và Y cách nhau mấy tuần? Giữa D và Y cách nhau mấy tuần đấy? Một tuần. Cách nhau một tuần đấy, đúng không? Chứ không phải kế tiếp nhau đâu. Đấy. Thế thì đôi khi là chúng ta nhìn cái hình dáng này xong chúng ta cứ nhận định rằng là DI kế tiếp, nhưng thực ra bản chất của nó chưa chắc đã phải như vậy. Thực ra đôi khi có những tình huống có thể là kế tiếp, nhưng trong tình huống này thì DI không kế tiếp, đúng không? Trong tình huống này thì DI không thể kế tiếp được, D và Y sẽ cách nhau một tuần.
Đấy, thế đấy chính là tính thời gian dự trữ của các công việc. Và trong quá trình tính toán ấy, đấy thì chúng ta sẽ lập cái bảng tính như thế này. Nếu mà có yêu cầu chúng ta lập bảng tính. Thế còn tất nhiên ở phần cuối của chương này thì chúng ta sẽ còn một cái nội dung nữa là chúng ta không lập bảng tính đâu. Chúng ta sẽ phải tự tìm ra cái dự trữ của các cái công việc đấy, dựa trên các cái thông tin khác. Đấy. Nhưng mà nếu như bài mà có yêu cầu chúng ta lập bảng tính thì chúng ta sẽ lập bảng tính như thế này. Đó. Xong về thời gian dự trữ các công việc. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung tiếp theo ở trong chương 4 này. Nội dung này là nội dung cuối cùng ở trong chương 4 và nội dung này có thể nói là cũng rất hay được hỏi. Đấy, chúng ta cũng phải dành thời gian luyện tập khá là kỹ cho cái nội dung này. Đó là phương pháp biểu đồ gan và biểu đồ đường chéo. Trong cái nội dung 4.4 này thì sẽ giới thiệu chúng ta có hai cái phương pháp. Là thứ nhất là phương pháp biểu đồ gan hay còn gọi là biểu đồ thanh ngang. Và cái phương pháp thứ hai là biểu đồ đường chéo. Tuy nhiên trong hai phương pháp này thì mình dành rất nhiều thời gian cho cái biểu đồ gan. Thế còn biểu đồ đường chéo thì giới thiệu thôi, tiếp cận thôi, chứ còn chúng ta không làm có những bài tập liên quan đến nó. Chúng ta sẽ làm rất nhiều các cái bài tập và luyện tập khá là nhiều liên quan tới biểu đồ gan. Thế thì ở đây chúng ta sẽ làm quen với biểu đồ gan một chút nhé. Biểu đồ gan này, đây là phương pháp trình bày. Đây là phương pháp trình bày cái tiến độ kế hoạch cũng như là thực tế công việc của dự án theo trình tự thời gian. Đấy. Thế như vậy là biểu đồ gan thực ra nó cũng là một cái sơ đồ, một cái biểu đồ. Và chúng ta sẽ biểu diễn các cái công việc, đấy, các cái công việc, rồi thời gian thực tế của các công việc theo đúng trình tự thời gian của nó. Thế thì biểu đồ gan nó có kết cấu như sau. Công việc, các công việc của dự án sẽ được liệt kê trong cột dọc sau cột thứ tự, mỗi công việc sử dụng một dòng. Đấy, thế tức là ở đây chúng ta sẽ sử dụng, mỗi công việc chúng ta sẽ bố trí một dòng cho nó. Đấy. Ở biểu đồ gan sẽ có một cái thanh, cô gọi là thanh thời gian, tức là thanh ngang trên cùng, đó là biểu hiện về thời gian. Đây, cô vẽ minh họa luôn nha. Thế này, cái bảng này nó hơi chật, cho nên cô sẽ vẽ xen vào những cái phần trống trống thôi nha. Đây, chúng ta sẽ có một cái thanh ngang trên cùng, đây chính là thanh về thời gian. Đấy. Và dự án có bao nhiêu thời gian thì mình sẽ có bấy nhiêu mốc thời gian cho nó. Đấy, nôm na thế. Dự án có bao nhiêu thời gian, thực hiện trong bao nhiêu thời gian thì sẽ có bấy nhiêu mốc thời gian cho nó. Ví dụ như là cô có tuần 1 này, cô có tuần 2 này, đây là tuần 3 này, tuần 4 này, đúng không? Và cho đến tận tuần cuối cùng, đúng không? Đấy, đấy chính là thanh thời gian. Đấy, dòng công việc ấy thì là chính xác là chúng ta sẽ liệt kê theo cột dọc. Ví dụ ở đây, chúng ta liệt kê là đây là có công việc A, đúng không? Dòng thứ 2 là công việc B, dòng thứ 3 là công việc C. Đấy, mỗi công việc sẽ dùng ra một dòng như thế này. Mỗi công việc dành một dòng như thế này để viết. C, E. Đấy, ví dụ thế nhá. Thế đấy là về cấu trúc tổng thể là như vậy. Bây giờ thì đến ý thứ ba là các công việc sẽ được biểu diễn bằng một đoạn thẳng tương ứng với thời gian kế hoạch dự kiến. Và độ dài đoạn thẳng thể hiện độ dài thời gian của công việc. Thế có nghĩa là mỗi công việc mình sẽ sử dụng một cái thanh hoặc là một cái đoạn thẳng để mình minh họa cái thời gian của công việc, và công việc đấy được thực hiện trong thời gian là bao nhiêu lâu thì cái mình sẽ phải vẽ tương ứng với cái thanh thời gian ở trên. Như vậy là công việc mà thực hiện dài hay ngắn ấy, đấy là nó được thể hiện thông qua chính cái hình ảnh của cái độ dài đoạn thẳng minh họa cho công việc ấy, đúng không? Ví dụ công việc A được thực hiện ngay từ tuần đầu tiên và công việc A là 2 tuần, đấy thì cô sẽ vẽ đúng 2 tuần của công việc A như thế này. Nhưng công việc B nếu như mà cũng thực hiện ở tuần đầu tiên nhưng công việc B là 7 tuần, tôi sẽ vẽ đúng 7 tuần cho công việc B. Thế này. Đấy. Thì như vậy là cái thanh, cái đoạn thẳng ấy, đấy thì nó sẽ tương ứng với cái thời gian thực hiện của mỗi công việc. Và công việc ở đâu mình sẽ vẽ đúng với cái dòng của công việc ở đấy. Và đúng với thời gian của công việc đó. Các mũi tên được thể hiện, được sử dụng để thể hiện mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc. Này. Trong biểu đồ gan ấy, mình sẽ có sử dụng một số các mũi tên. Ví dụ cô có công việc A này, đằng sau A thì có C. Thế có nghĩa là A xong đúng không? Thì công việc C sẽ làm, ví dụ như C là 3 tuần hay bao nhiêu tuần đấy chẳng hạn, đúng không? Đây là chúng ta công việc C. Và đi kèm với nó thì sẽ có một cái mũi tên gióng xuống để minh họa rằng là à công việc A này đằng sau công việc A là có công việc C. Đấy, chỉ xuống công việc C như thế này này. Đấy, nhìn hơi nhà đúng không? Bởi vì là tôi vẽ đè lên chữ.
Đấy, nhưng mà minh họa thế để với mỗi từ ý thì chúng ta sẽ nắm được luôn. Như vậy các mũi tên thì sẽ được sử dụng để thể hiện mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc. Đấy, thì công việc sau C thì có gì? Đấy, mình lại gióng nó xuống. Hoặc là sau B có công việc gì mình lại gióng nó xuống. Và mình tiếp tục mình vẽ đúng với lại các công việc và đúng với cái thời gian của mỗi công việc. Đó. Thì đây chính là biểu đồ Gantt đấy. Ừ. Và ngoài ra nữa thì đây là chính là kỹ thuật vẽ. Thế còn trong quá trình vẽ thì chúng ta sẽ trình bày bằng cách là mình có thể sử dụng màu sắc hoặc độ đậm nhạt khác nhau để thể hiện công việc găng và không găng. Có nghĩa là khi vẽ xong thì mình sẽ minh họa công việc nào là công việc găng và đâu là công việc không găng. Mình ký hiệu trên đây để mình nhận dễ mình nhận diện. Đó. Thì một lát nữa vào ví dụ cụ thể thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách phân biệt đâu là công việc găng và đâu là công việc không găng trên biểu đồ Gantt. Ở đây thì vì là vẽ đè lên chữ trông nó hơi bị hoa mắt, đúng không? Đây. Thế thì ở đây chúng ta có một cái ví dụ minh họa như sau. Đây là một cái thông tin về một cái dự án. Thế trong đó thì có những cái dữ liệu mà chúng ta thấy có khá là quen thuộc với chúng ta. Đó chính là dòng công việc. Ở đây gọi là người ta bố trí thành cột, tức là cột công việc, đúng không? Cột công việc trước và cột thời gian. Đấy. Đây chính là ba cái dữ liệu mà chúng ta vẽ nên được cái sơ đồ mạng đấy, đúng không? Đó. Đấy. Thế còn tất nhiên là sẽ có những nội dung chi tiết thì cũng tùy thôi, nhưng mà đây là ba dữ liệu chính để chúng ta vẽ nên được cái sơ đồ mạng. Thế bây giờ mà nhìn vào các dữ liệu này mình có vẽ được sơ đồ mạng không? Tự vẽ được sơ đồ mạng không? Cô bỏ qua phần vẽ sơ đồ mạng có được không? Các mình, bây giờ cô bỏ qua phần vẽ sơ đồ mạng nhá. Chúng ta sẽ tự vẽ sơ đồ mạng này nhá. Được không? Ừ, đấy. Nếu khẳng định thấy là cô cũng yên tâm đấy. Thì thấy là chúng ta tự tin. Đây. Và như vậy là với cái bài này này, thì cô đã vẽ nên cái sơ đồ mạng như thế này. Và cô tin là các em tự vẽ được. Đấy. Các bước tiếp theo, ví dụ như liệt kê các đường nối từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối theo trường mũi tên để xác định được găng, cô cũng tin là các em làm được rồi. Đấy, do đó là cô làm tắt bước này. Và chúng ta có đường, có sơ đồ mạng như trên bảng. Có đường găng là đường A, C, E, G, H là đường găng. Với thời gian thực hiện là 2, 4, 8, 10, 15 tuần. Nhá. Với thời gian thực hiện là 15 tuần. Đấy. Thì phần này cô làm tắt nhé. Đấy, thế còn lại thì chúng ta về chúng ta có thể tự bỏ cái hình này đi, chúng ta tự vẽ lại xem chúng ta có vẽ được không. Chúng ta liệt kê các đường, coi như là một lần thực hành, đúng không, luyện tập. Thế như vậy chúng ta đã có sơ đồ mạng rồi nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ biểu đồ Gantt. Thì đây chính là biểu đồ Gantt. Và như vừa rồi cô phân tích ấy, chúng ta phân tích cái kết cấu trước này. Như vừa rồi cô phân tích ấy, chúng ta sẽ có dòng thứ nhất là dòng thời gian. Đấy, dự án này là bao nhiêu tuần nhỉ, 15 tuần, đúng không? Thì chị sẽ có 15 cái mốc thời gian cho nó. Đấy. Về dòng công việc, về cột công việc thì mỗi công việc sẽ được bố trí một dòng. Đây, như thế này. Đấy, cái đấy là về kết cấu nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta vẽ cái biểu đồ Gantt. Thì trước khi vào vẽ thì cô mẹ giới thiệu cho chúng ta một cái thuật ngữ như sau. Ở biểu đồ Gantt ấy, thì chúng ta sẽ có hai cái phương thức vẽ. Một là phương thức, chúng ta vẽ theo phương thức triển khai sớm. Tức là chúng ta thực hiện dự án đấy trong điều kiện là gì ạ? Điều kiện sớm, có nghĩa là đúng với kế hoạch ban đầu là chúng ta vào luôn. Thế còn một cái biểu đồ nữa là biểu đồ Gantt được vẽ theo phương thức triển khai muộn. Phương thức triển khai muộn có nghĩa là chúng ta tận dụng hết cái thời gian dự trữ để chúng ta đẩy nó về thực hiện muộn nhất có thể. Đẩy các cái công việc ấy, thực hiện muộn nhất có thể. Đấy, thì đấy là thực hiện theo phương án là triển khai muộn. Đấy. Như vậy một cái biểu đồ Gantt mình sẽ phải vẽ hai biểu ở trong biểu đồ Gantt mình sẽ phải vẽ theo hai phương án. Một là phương án triển khai sớm và một là phương án triển khai muộn. Thế thì ở đây chúng ta sẽ xem trên phương án triển khai sớm thì biểu đồ Gantt sẽ vẽ như thế nào nhé. Theo phương thức triển khai sớm thì ngay từ tuần đầu tiên, đây, ngay từ tuần đầu tiên công việc A và công việc B sẽ được làm luôn, đúng không? A 2 tuần và B 3 tuần. Như vậy chúng ta sẽ có này, ngay từ tuần đầu tiên có hai công việc được làm, đó là công việc A và công việc B. A 2 tuần vẽ đúng 2 tuần của A, B 3 tuần vẽ đúng 3 tuần của công việc B. Đấy, như vậy chúng ta xong hai công việc đầu tiên của dự án. Tiếp theo, công việc C là sau A, có nghĩa là A xong thì C sẽ được gì? Được làm. Tương tự D sau B có nghĩa là gì? B xong thì D làm, đúng không? Thế chúng ta phân tích nha, này chúng ta thấy này, A xong này thì có một mũi tên gióng gióng xuống này và minh họa là đằng sau A thì có C. Đây, ngay sau A có C này, đúng không?
và C đây sẽ thực hiện trong thời gian là 2 tuần, vẽ đúng 2 tuần của công việc C. Tương tự đối với công việc D, ngay đằng sau B, khi B xong thì ngay đằng sau nó có công việc B được làm và công việc D được làm. Đấy, thế do đó có mũi tên gióng xuống như thế này. Và chúng ta vẽ đúng số tuần của công việc D được thực hiện trong thời gian là 4 tuần. Như vậy chúng ta đã xong công việc A, B, C, D rồi, đúng không? Bây giờ tiếp theo này, công việc E có công việc F. Công việc E và F này là đằng sau C, có nghĩa là C xong thì có mấy đầu công việc được làm? 2 đầu công việc được làm, đúng không? Nào bây giờ xem chúng ta vẽ nào nhé. Nào C xong này, ngay khi C kết thúc này, có một mũi tên gióng xuống này, và có 2 đầu công việc được bắt đầu này, đúng không? Là công việc E và công việc F này. Chúng ta vẽ đúng số tuần của E và đúng số tuần của F, trong đó E 4 tuần và F 3 tuần. Như vậy mình đã vẽ xong D, à E và F rồi, đúng không? Tiếp theo, công việc G. G này là sau E và D. Thế có nghĩa là G sẽ chỉ được thực hiện khi tất cả các công việc trước nó đã hoàn thành, nhưng không nhất thiết phải hoàn thành cùng một thời điểm. Thế có nghĩa là G sẽ phải chờ cả E cả D xong thì G mới được làm, đúng không? Nào bây giờ xem D ở đâu. D kết thúc ở tuần 7, E kết thúc ở tuần 8. Thế có nghĩa là G phải chờ cả hai công việc này xong thì G mới được làm, đúng không? Đây, về lý ra sẽ phải có một mũi tên gióng từ E xuống như này nữa này. Đấy, để thể hiện là G sau D và E. Đó. Công việc cuối cùng là công việc H. H là sau gì đấy? F và G. H sau FG có nghĩa là gì? Có nghĩa là phải chờ cả F và G xong thì H mới được làm. Thế chúng ta xem F kết thúc ở tuần mấy? Đây. F kết thúc tuần 7. G kết thúc tuần 13. Như vậy H sẽ phải chờ cả hai công việc này xong H mới được làm. Thế có nghĩa là H phải chờ G xong đúng không? Thì H mới được làm. Đây. Và nếu mà vẽ đầy đủ ra thì chúng ta sẽ có cả hai mũi tên. Một mũi tên đi từ F xuống và một mũi tên đi từ G xuống. Để thể hiện là H là sau cả F và cả G. Đấy. Thì đây chính là biểu đồ Gantt theo phương thức triển khai sớm. Thế thì khi vẽ thì thông thường là chúng ta sẽ chỉ có cái đường. Chúng ta vẽ các cái ô giống như lúc nãy cô vẽ. Thì ban đầu là chúng ta sẽ chỉ vẽ được một cái ô trắng như thế này thôi. Đúng không? Đấy, tất cả các đường, các cái công việc ấy đều chỉ là ô trắng như này thôi. Thế thì sau khi vẽ xong rồi, lúc này chúng ta mới ký hiệu công việc răng và công việc không răng trên biểu đồ Gantt. Đấy. Thì về cơ bản ấy, thì đây là ký hiệu thôi. Do đó chúng ta có thể sử dụng màu sắc hoặc là độ đậm nhạt hoặc các cách ký hiệu để mình nhìn, mình phân biệt được đâu là công việc răng và đâu là công việc không răng. Ví dụ ở cái hình vẽ này của cô chẳng hạn, thì cô dùng màu, đúng không? Cô tô màu, đúng không ạ? Các công việc răng, đây là có màu cam, cô tô màu cam vào đây. Thế còn công việc không răng để màu trắng. Đấy, đấy là ở trên hình vẽ và cô gọi là trên Word thì cô dùng được như vậy. Nhưng mà trên thực tế khi chúng ta vẽ trong vở ấy, thì để mà tô màu nó rất là phức tạp. Và đến khi thi thì không thể dùng hai màu được, đúng không? Thế do đó là với những công việc răng ấy thì cô khuyến nghị các bạn vẽ như sau. Công việc không răng thì để không như này nhá. Với những công việc răng thì chúng ta sẽ nên gì đấy ạ? Gạch chéo nó. Gạch chéo vào công việc răng. Đấy. Gạch như thế này. Thế thì tất cả các cái sơ đồ, các cái biểu đồ Gantt của mình. Đấy. Với những công việc răng thì mình đều gạch chéo này thì nhìn tổng thể chúng ta sẽ nhận diện rất là dễ. Đấy. Bài thì rất là sạch. Đấy. Nhìn rất là dễ biết đâu là công việc răng, đâu là công việc không răng. Thì đây chính là cái cách trình bày đối với biểu đồ Gantt theo phương thức triển khai. Đúng. Em thưa cô, các từ giống chấm chấm nghĩa là gì ạ? À, chấm chấm đây hả? Chấm chấm đây minh họa rằng là, đây này, đây. Minh họa rằng là đằng sau D thì có gì đấy? Có G. Thế có nghĩa là mình sẽ chấm chấm để mình biết được là vậy thì D phải chờ công việc nào nữa. Đúng không? Đấy, D phải chờ công việc nào nữa để công việc tiếp theo sẽ làm. Đấy. Ngoài ra nó còn có một cái tác dụng nữa đấy. Nó còn có một tác dụng nữa là ở biểu đồ Gantt theo phương thức muộn. Đấy, nó cũng giúp mình định hình được. Đấy, tuy nhiên là trong quá trình vẽ các em có thể đưa chấm chấm này vào cũng được hoặc không đưa cũng không sao, miễn là sao cứ ký hiệu để mình dễ nhận diện và mình dễ tính toán là được. Đấy. Trong kể cả trong khi vẽ không phải là mũi tên nào cô cũng khuyến khích các bạn vẽ hết mũi tên như này đâu, chúng ta chỉ vẽ một, chúng ta chỉ dùng một vài mũi tên chúng ta ký hiệu trong miệng bản thân mình dễ đọc thôi. Đấy, thậm chí là không có tí mũi tên nào các cô vẫn chấp nhận. Đấy, miễn là sao chúng ta đọc được đúng và chúng ta tính toán được đúng thôi, chứ không cái này không bắt buộc. Đấy, không bắt buộc. Chứ còn nếu mà trong bài mà lúc nào cũng có mũi tên gióng xuống với mũi tên gióng chéo thế này thì một cái biểu đồ Gantt nó dễ bị nát hình lắm. Đấy, rối mắt nữa. Đấy, cho nên không phải lúc nào mình cũng dùng cái mũi tên, cũng không phải lúc nào cũng dùng chấm chấm.
Nhưng mà nếu như chúng ta dùng để chúng ta ký hiệu để chúng ta dễ tính cũng được, không vấn đề gì đâu. Bây giờ sẽ chuyển sang biểu đồ gan theo phương thức muộn nhé, để chúng ta dễ hình dung nhé. Trong phương thức muộn ấy, thì chúng ta hình dung là chúng ta sẽ tận dụng tối đa thời gian dự trữ của các cái công việc. Có nghĩa là chúng ta đẩy các công việc đấy thực hiện muộn nhất có thể. Đấy, thực hiện muộn nhất có thể. Thế thì ở ngay cái phần vừa rồi tính dự trữ thì chúng ta đã rút ra một điều, đấy là gì? Các công việc răng thì không có dự trữ. Đúng không? Thế có nghĩa là dù thực hiện muộn hay thực hiện sớm thì các công việc răng là không có gì thay đổi cả. Đúng chưa? Thế do đó chúng ta quan sát hai cái biểu đồ này nhé. Thì chúng ta thấy là biểu đồ theo phương thức triển khai sớm và biểu đồ theo phương thức triển khai muộn thì các công việc răng đó là công việc A, C, E, G, H là không có gì thay đổi hết. Đúng không? A, C, E, G, H là giữ nguyên, không có gì thay đổi. Chỉ có các công việc không răng vì là nó có thời gian dự trữ. Do đó nó mới lại gì đấy, mình mới có thể đẩy luôn, để thực hiện muộn hơn thôi. Đúng không? Thế do đó lúc này chúng ta sẽ xem xét xem những công việc không răng này thì sẽ đẩy lùi về muộn nhất khi nào. Đấy. Thế còn công việc răng ấy thì không có gì thay đổi rồi. Đúng không? Thế thì để vẽ biểu đồ gan theo phương thức triển khai muộn thì chúng ta cách phân tích của chúng ta như sau. Chúng ta sẽ phân tích từ cuối chiều ngược lên nhá. Cái này hơi ngược một chút là chúng ta sẽ phân tích từ công việc cuối chiều ngược lên. Đấy. Chứ không đừng phân tích xuôi nhá, phân tích từ cuối chiều ngược lên. Đấy. Thế ví dụ nhìn vào đây thì các công việc A, C, E, G, H thì không có gì thay đổi, mình sẽ không để ý đến nó nữa. Mình chỉ để ý đến công việc không răng thôi, bao gồm có công việc B, công việc D và công việc F thôi, đúng không? Đấy. Thế thì ở đây nếu mà phân tích từ cuối chiều ngược lên thì tức là mình phân tích công việc gì đầu tiên? Công việc F đầu tiên. Đúng không? Mình sẽ phân tích công việc S đầu tiên. Đấy. Thế thì nhìn vào đây thì các em sẽ thấy là nhìn vào sơ đồ mạng này chúng ta thấy là công việc S này có thể kết thúc muộn nhất cùng thời điểm của công việc nào mà không ảnh hưởng đến sự bắt đầu của công việc sau. S đầu G. Đúng rồi, chính xác. Đây, nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy là S hoàn toàn có thể kết thúc cùng thời điểm của G mà không ảnh hưởng đến sự bắt đầu của công việc khác. Đấy. Thế khi chúng ta nhận diện như vậy rồi, bắt đầu chúng ta mới nhìn lại biểu đồ gan nhá. Đây, theo phương thức sớm này, F kết thúc ở tuần 7, G kết thúc ở tuần 13. Và như vừa rồi phân tích ấy, chúng ta thấy là F hoàn toàn có thể kết thúc cùng thời điểm của công việc G mà không ảnh hưởng tới sự bắt đầu của công việc H đằng sau nó. Thế đây chính là cái chấm chấm để mình nhận diện đây này. Và có nghĩa là lúc này chúng ta sẽ xác định cái mốc kết thúc của công việc G. Đây, công việc G kết thúc ở đây. Đúng không? Và như vậy F hoàn toàn có thể kết thúc cùng mốc của G để H làm. Thế khi xác định được cái mốc kết thúc của F rồi thì lúc này chúng ta sẽ vẽ ngược lại số tuần của công việc F. F ở đây là 3 tuần. Mình sẽ vẽ 3 tuần của công việc F. Đấy. Và như vậy chúng ta được F muộn. Là như thế này. Đó, F muộn là như thế này. Đây chúng ta xem cái biểu đồ gan theo phương thức triển khai muộn nha. Cái này là cô minh họa về thao tác vẽ trong vở của chúng ta là như thế. Đây. Chúng ta có thấy không? F sẽ đẩy về kết thúc cùng với G là cùng tuần 13. Đúng không ạ? Đó mình vẽ cùng số tuần của vẽ lại số tuần của công việc F. Đấy, đấy chính là chúng ta được công việc F thực hiện theo phương thức muộn. Bây giờ lại tiếp tục nhìn vào đây. Công việc F xong rồi thì mình sẽ phân tích tiếp đến công việc gì? Công việc D. Nhìn vào đây thì chúng ta thấy là D có thể kết thúc muộn nhất cùng thời điểm của công việc gì? Công việc E. Chính xác, kết thúc cùng thời điểm của công việc E mà không ảnh hưởng đến sự bắt đầu của công việc G. Đấy. Thế thì bây giờ theo phương thức sớm nhá, D kết thúc tuần 7, E kết thúc tuần 8 và vừa rồi chúng ta phân tích đấy, công việc D hoàn toàn có thể kết thúc ở tuần 8 được mà không ảnh hưởng đến sự bắt đầu của công việc G là ở tuần 9 đúng không? Đấy. Thế thì lúc này chúng ta về thao tác ở trong vở thì chúng ta sẽ chốt cái mốc kết thúc. Đây, chúng ta đánh dấu cái mốc kết thúc công việc D ở đây. Như vậy D hoàn toàn kết thúc cùng với thời điểm của E được, chốt một cái mốc kết thúc. Trong vở ấy thực ra không nhất thiết phải kẻ thế này đâu. Trong vở chỉ cần làm một cái chấm, dùng cái bút chấm một cái là biết ngay là ở thời điểm nào là thời điểm kết thúc, xác định thời điểm kết thúc đã, sau đó thì mới gì đấy, vẽ lại số tuần. Đấy, vẽ lại số tuần của cái công việc đấy. Đấy, đấy là thao tác ở trong vở đấy. Và như vậy chúng ta được D muộn là như thế này. Thế còn ở trong bài này đấy, thì chúng ta xem D muộn được vẽ như nào. Đây, D muộn đây, chúng ta thấy D muộn với E muộn kết thúc cùng thời điểm này, đúng không? Chúng ta vẽ lại đúng số tuần của công việc D muộn này. Và như vậy chúng ta đã có công việc thực hiện muộn, công việc D thực hiện theo phương thức muộn. Đấy. Tiếp theo ạ, bây giờ còn công việc gì nữa? Công việc B.
đúng không? Cái công việc B này thì nó hơi đặc biệt ở chỗ là nó khác với công việc D với công việc F, ở chỗ là công việc S với công việc D ấy, thì nó có một cái cữ để mình so sánh, đấy chính là công việc răng. Ví dụ S mình có so sánh với G, đúng không? D mình đối với lại công việc E để mình biết là cái mốc kết thúc cuối cùng muộn nhất là bao nhiêu và khi nào. Đấy. Thế nhưng công việc B này thì rõ ràng là không có một cái cữ để mình so sánh, tức là ở đây không có công việc răng để mình so sánh. Đấy. Thế lúc này chúng ta sẽ phải phân tích một chút. Thì phân tích như sau, chúng ta sẽ thấy là công việc B và công việc D là hai công việc không răng kế tiếp nhau, đúng không? Hai công việc không răng kế tiếp nhau. Và giữa chúng, tức là tại sự kiện số 3, có cái ràng buộc gì với công việc khác không? Không có, đúng không? Thế có nghĩa là ở đây là chỉ có mối quan hệ giữa B và D thôi. Và theo mối quan hệ này thì có nghĩa là gì ạ? Công việc D mà đã lùi được thì công việc B cũng sẽ lùi theo công việc D. Đấy, công việc D đã lùi được, tức là thực hiện muộn, thì công việc B cũng sẽ chạy lùi theo công việc D. Đấy, thế thì như vậy chúng ta thấy này, đây ở bản phương thức muộn đây, chúng ta sẽ thấy là công việc D, đây, công việc D đây cô đánh dấu nha, D muộn đây, đúng không? Thì khi mà D muộn thực hiện như thế này thì cũng là đồng nghĩa với việc chúng ta thấy rằng là thời điểm bắt đầu muộn của công việc D nó chính là thời điểm kết thúc muộn của công việc gì? Công việc B. Bởi hai công việc này gối vào nhau mà. Như vậy là gì? Thời điểm bắt đầu muộn của công việc D hoàn toàn nó là thời điểm kết thúc muộn của công việc B. Thế thì khi mình nhận diện như vậy thì mình sẽ xác định được mốc kết thúc của công việc B. Và theo đó chúng ta sẽ vẽ lại, vẽ công việc B, vẽ lại đúng số tuần của công việc B và chúng ta được công việc B muộn. Đấy. Thì đây chính là biểu đồ Gantt theo phương thức triển khai muộn. Đó. Thì đây là một cái ví dụ minh họa cho chúng ta. Thế còn công việc của chúng ta là chúng ta sẽ vào ví dụ cụ thể để chúng ta vẽ cơ. Và chúng ta sẽ có 4 ví dụ đấy. Ví dụ 1, 2, 3, 4 để chúng ta vẽ. Thế tuy nhiên thì thời gian nó cũng không còn nhiều nữa. Và cô lại có tiết đầu buổi chiều nữa. Đấy, thế chính vì vậy mà hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây nhá. Đấy, thế xong là buổi sau thì chúng ta sẽ vẽ biểu đồ Gantt. Lớp mình có hỏi gì về những gì cô vừa trao đổi không? Có gì cần phải thắc mắc không? Dạ không ạ, cô giảng quá kỹ rồi. Nói chung là quá chi tiết đúng không? Thế thì cô cũng rất mong là sau một tuần, tức là tầm này tuần sau, thì chúng ta vẫn nhớ những cái gì cô dạy, đúng không? Nếu mà có thời gian thì xem qua lại cho cô một chút, để cho chúng ta, hôm tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta vào Gantt để chúng ta làm cho nó dễ dàng và nhanh nhất nhá. Đấy. Thế nếu mấy lớp không hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Cô cảm ơn cả lớp, cô chào các em. Dạ em chào cô ạ. Cô chào các em, cô đóng máy nhá. Vâng ạ.